Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 137. Nhân quả nhuốm máu trận bên trong. Diệp Thần trong mắt tràn đầy đối với thực lực mình tự tin, thiên đạo chỉ có thể mượn thế mới có thể có giết hắn cơ hội, mà Diệp Thần chỉ cần không ngừng trở nên mạnh mẽ, thiên đạo thì không thể giết chết hắn. Trên bầu trời vang lên sấm sét tức giận, tựa hồ là thiên đạo đang tức giận Diệp Thần đối với nó bất kính. Muốn rơi xuống đổ tới trừng phạt Diệp Thần, nhưng mà nửa ngày cứng rắn là không thấy cái gì rơi xuống. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, xem ra hắn đoán không lầm, thiên đạo quả thật không thể vô cớ ra tay, chỉ sợ là lo lắng dính lên nhân quả. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là Diệp Thần phỏng đoán, cụ thể chỉ có trời mới biết. Bất quá Diệp Thần trêu chọc thiên đạo hành động này, quả thật không tính là sáng suốt, bởi vì vốn là tiêu hao không còn một mống thiên địa lực. Lại rối rít tràn vào đại trận, xem ra là chuẩn bị sau cùng một kích. Nhân quả tiêu mất đi, chính là nhân quả nhuốm máu trận một kích tối hậu, còn như rốt cuộc là như thế nào, tựa hồ chưa bao giờ có người gặp qua, bởi vì chưa bao giờ có người có thể dẫn động nó cuối cùng thủ đoạn. Trên bầu trời hạ nổi lên màu máu nhỏ vũ, cũng không phân nửa nguy hại, nhưng bốn người nhưng thấy, đại chiến sau này mình đầy thương tích sân, ở nơi này máu vũ dưới khôi phục như lúc ban đầu. Và vừa mới bắt đầu lúc tiến vào giống nhau như đúc. Đây là chuẩn bị tiến hành sau cùng thanh tràng. Bốn người không dám khinh thường, cũng trở dùng mình cường lực nhất tính ngăn cản, quỷ biết bị đổ vào đến trên mình sẽ xuất hiện biến cố gì, bất quá ngược lại là đổ thêm mấy phần thương cảm ý. Diệp Thần học qua trận pháp, cũng coi là đối với trận pháp nhất định có biết rõ, biết từ bên trong phá vỡ chật vật trận pháp, như vậy nó bên ngoài tất nhiên sẽ có một nơi có thể dễ dàng phá vỡ. Ngược lại cũng thành lập. Diệp Thần tìm trận pháp mỗi một xó xỉnh, cơ hồ toàn bộ đều giống nhau như đúc, như vậy tất nhiên cần từ bên ngoài công đi vào mới có thể đi ra ngoài, nếu không chính là ngăn cản cái này một kích tối hậu. Đây là nhân quả trận pháp, có nguyên nhân mới có quả, nếu như ba đạo công đánh rớt xuống sau đó, không có tồn tại nguyên nhân, như vậy biến mất liền sẽ là nó kết quả. Mặc dù đều là suy đoán, nhưng Diệp Thần cảm thấy 8/9/10. Ta tới. Diệp Thần tụ vung tay lên, ngay tức thì cuốn mở ba người khác, mình vậy rơi vào bên kia, mà bọn họ mới vừa rồi đứng trên vị trí, bắt đầu dâng lên một miếng cổ quái cửa. Là cổ quái gì? Bởi vì từ bất kỳ một người nào góc độ nhìn sang, cũng sẽ thấy một cánh cửa, cái này tựa hồ cũng không phải là cái này duy độ có thể có được đồ, nhưng thiết thiết thực thực lại tồn tại. Ở nơi này không giống bình thường trong trận pháp xuất hiện một cái cửa là vô cùng là khả nghi sự việc, tại chỗ không người sẽ tin tưởng cánh cửa này là làm dùng để trưng bày. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, trống giống cửa xuất hiện biến hóa, biểu diễn ra không giống như vậy. Đây là, ta. Diệp Thần nhìn trong môn vậy ở trẻ sơ sinh trong tã, cảm giác quen thuộc xông lên đầu, hơn nữa vậy ôm đứa bé sơ sinh người chính là Diệp Thần mẫu thân Giang Nữ Dung. Mẫu thân một mặt vẻ ôn nhu, đang là cái gia đình này thêm tân đinh mà cao hứng. Mà chung quanh hết thảy kiến trúc, chính là Hoa Hạ Ninh Ba Diệp gia nhà cũ. Không chỉ mẫu thân, trong nhà cũ còn có một mặt uy nghiêm phụ thân. Thậm chí, cái đó ngày xưa gia gia cũng ở đây. Diệp Thần gia gia ở phía xa ngưng mắt nhìn cái đó đứa nhỏ, lẩm bẩm nói, Diệp Thần, thật xin lỗi, để cho ngươi cuốn vào cuộc phong ba này. Nhưng ngươi là Diệp gia hy vọng duy nhất. Lần này, Diệp gia không thể lại bại. Hình ảnh thay đổi, lập tức lại xuất hiện thiếu niên bướng bỉnh hình ảnh, thanh niên thanh sáp hình dáng, thanh niên cao hứng, phụ mẫu Vân Hồ Sơn Trang bị hại đau thương trải qua, y thần môn Đoạn Hoài An thu nuôi, mở ra báo thủ đường, chiến thiên đấu, cuối cùng đến hiện tại. Giống như một chàng mau tiết tấu điện ảnh, thật giống như nhớ lại cả đời, thời gian lại mới qua trong nháy mắt. Thật sự là hết sức thần kỳ, đồng thời, cũng để cho Diệp Thần cảm khái cùng với lĩnh ngộ rất nhiều. Diệp Thần nhìn về phía cái khác mấy người, giống vậy đều là thẫn thờ sững sờ diễn cảm, muốn đến cánh cửa này sẽ ánh chiếu mình cả đời, bất quá ước chừng mình có thể thấy. Mỗi lần kỷ niệm thời điểm, cảm giác được mình trải qua tựa hồ cũng thật dài, thật ra thì làm lần nữa đi xem liền sẽ phát hiện, thật sự là quá nhanh. Sắp đến còn chưa phát sinh nhiều ít sự việc. Cũng đã lớn lên. Bất quá Diệp Thần rất nhanh liền kịp phản ứng, cánh cửa này xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải trợ giúp bọn họ cảm ngộ cuộc sống, khẳng định có mục đích khác. Đây là tuyệt mệnh cửa,
một khi người bị ánh chiếu trong đó, liền sẽ trải qua cả đời này nơi sự tình phát sinh, sau đó hết thảy các thứ này, đều đưa biến thành một giấc mộng, ánh mộng người, vậy cuối cùng sẽ biến thành mộng Nam Kha. Mà Diệp Thần bốn người, chính là cái gọi là ánh mộng người, thương cổ y thần thanh âm truyền tới, tựa hồ là than thở, tràn đầy vô tận tang thương. Diệp Thần không khỏi được kinh hãi, cái này sợ rằng đã xa xa siêu thoát ra khỏi trận pháp phạm vi, đây là nắm trong tay vạn vật thiên đạo mới có thể có năng lực, phải nói vốn là nhân quả nhuốm máu trận có loại uy lực này, Diệp Thần đánh chết cũng không tin. Ngày này nói, vì giết ta, thật đúng là sát phí khổ tâm, lại liền cái này loại nghịch thiên vật cũng sử dụng ra. Loại năng lực cường hãn này, căn bản cũng không phải là võ giả có thể có, Diệp Thần chưa từng nghe, coi như là hỗn độn cảnh cường giả đỉnh phong, vậy căn bản không làm được loại trình độ này. Giỏi một cái tuyệt mệnh cửa. Đến khi ba người khác tỉnh ngộ lại, trong lòng có cảm ngộ, thật giống như càng nhiều hơn lại là một loại mờ mịt, cùng với tim như cho tàn. Lão thương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồi tưởng cả đời, làm sao có thể sẽ sinh ra lớn như vậy biến hóa? Người khi còn sống có luân hồi mộ địa che giấu thiên cơ, cho nên đây tuyệt mạng môn cũng chỉ hội triển kỳ ngươi trải qua hết thảy, mà bọn họ ba người. Không có sao, mặc dù cánh cửa này trưng bày nửa đời trước là thật, nhưng là nửa đời sau là giả, các ngươi không cần để ý. Diệp Thần rõ ràng, cho dù ai còn không có trải qua hết thảy cũng đã thể nghiệm xong rồi nửa đời sau, đời người một mắt quét rốt cuộc cảm giác, cũng không biết như thế ung dung. Huống chi Diệp Thần cũng không biết thiên đạo rốt cuộc cho bọn họ như thế nào an bài nửa đời sau. Diệp Thần thậm chí có thể thấy cái đó thiếu nữ khăn che mặt gò má có máu nước mắt chảy ra, hiển nhiên là thương tâm quá độ đưa đến, còn lại hai người cũng là sắc mặt tái nhợt hình dáng, bọn họ nửa đời sau, rốt cuộc trải qua cái gì. Cùng lúc đó, Ngụy Dĩnh thấy được mình cả đời. Vốn là một cái kinh thành đại học sư phạm lão sư, bình thường cả đời. Thậm chí biết mình hàn thể phát tác, sẽ không so thống khổ. Cuối cùng vẫn là Hương Tiêu Ngọc Phấn. Nhưng vận mạng chuyển cơ xuất hiện. Nàng gặp nàng cả đời này bên trong trọng yếu nhất một người. Giáo sư Diệp. Trẻ tuổi, thông minh, thần bí. Là nàng đối với cái này trẻ tuổi giáo sư ấn tượng đầu tiên. Nàng vốn cho là hai người giống như một cái song song tuyến vậy, nhưng là dần dần phát hiện, cái này hai đường song song hòa vào nhau. Nàng tim sẽ ùm ùm nhảy. Nàng vậy băng hàn tim, tựa như bởi vì sao đổi được không giống nhau. Nàng bởi vì người đàn ông này, gặp được một cái rộng lớn thế giới. Lại là từ hoa hạ một cái giáo viên tiếng Anh, bước chân vào thuộc về mình sứ mạng đường. Nàng gia nhập Tuyệt Hàn Tông, bước lên Tuyệt Hàn Đế Cung, nắm trong tay cao nhất tài nguyên, nàng trao tay liền khế ước. Có thực lực và giá cao tài nguyên. Chính là Tuyệt Hàn Đế Cung báo thù. Đoạn đường này sẽ rất khó khăn, nhưng nàng tin tưởng mình sẽ lên trời mà đi. Nàng bản năng lớn nhất hạn độ vượt qua những ràng buộc, nhưng nàng có lòng ràng buộc. Chính là cái đó gọi Diệp Thần thanh niên. Nàng muốn bảo vệ hắn, như hoa hạ người thanh niên kia bảo vệ mình vậy. Đây là báo ân. Vẫn là nói giúp tố. Ngụy Dĩnh không biết, nhưng là nàng rất xác định. Mình yêu người đàn ông này. Tựa như nổi điên yêu. Dù là dâng ra mạng mình. Thời khắc này nàng muốn lớn tiếng nói cho Diệp Thần mình thân phận, nhưng nghĩ đến Tuyệt Hàn Đế Cung phải đối mặt. Nàng rút lui. Diệp Thần đã đủ khó khăn, như hơn nữa chuyện mình, Diệp Thần phải đối mặt nhiều ít gặp trắc trở. Nàng không cho phép. Nàng yên lặng đè xuống dục vọng của nội tâm. Nàng đang mong đợi một ngày nào đó. Nàng có thể hoàn thành Tuyệt Hàn Đế Cung báo thù, sau đó, lớn tiếng đối với Diệp Thần nói với trắng. Tháo xuống cái khăn che mặt. Nói cho thằng ngốc kia, nàng chính là Ngụy Dĩnh. Cái đó đã từng giáo viên khu nhà ở cửa đối diện cái đó bình thường nữ lão sư. Nhưng mà, nàng ở tuyệt mệnh trong môn thấy được mình tương lai. Nàng chết. Thậm chí Diệp Thần trơ mắt nhìn mình rời đi. Nàng không biết cái này là ảo cảnh vẫn là cái gì. Nhưng chính là rất đau lòng, rất muốn khóc. Qua nhiều năm như vậy áp lực, toàn bộ vào giờ khắc này khơi thông. Hóa là máu nước mắt. Chẳng lẽ hai người thật không có kết cục sao? Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, đối với Ngụy Dĩnh và Viêm Khôn các người nói, không muốn yên lặng trong đó.
những cái kia tương lai chẳng qua là thiên đạo cung bày tâm ma. Tại sao? Bởi vì liền cả thiên đạo vậy dự đoán không tới tương lai của chúng ta. Đây cũng là Diệp Thần tự tin. Nghe được Diệp Thần mà nói, ba người lúc này mới rõ ràng mình các người là bị thiên đạo cho bày một đạo, sắc mặt cũng không nhịn được đổi một cái, Ngụy Dĩnh lại là sát ý hội tụ, quanh thân phát ra xanh thẫm thêm tinh túy ánh sáng rực rỡ. Vô cùng chói mắt, nàng một kiếm chém ra, hết thảy trước mặt vỡ vụn, hình bóng nhìn như cực kỳ băng hàn. Diệp Thần không khỏi bật cười khanh khách, tiếp đó quay đầu nhìn thẳng Tuyệt Mệnh cửa, quát lên, thiên đạo, ngươi cũng không cần theo ta chơi giả, có cái gì chiêu cứ việc hướng tới ta, ta từng cái tiếp theo là được. Mây trên trời hơn nữa kiềm chế, hơn nữa đỏ tươi một phiến, đúng là có mấy phần lạnh người, bất quá càng nhiều hơn tựa hồ là tức giận. Táp táp, vô số âm phong tấn công tới, Tuyệt Mệnh trong môn hiện ra vô số kinh khủng cảnh tượng. Tựa hồ có vật gì đó đang đè nén, muốn gầm thét lao ra cánh cửa kia, nhưng là bị trói buộc gắt gao. Tuyệt Mệnh trong môn hình ảnh bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, hóa là một mảnh hỗn độn vòng xoáy, mà một cổ cường đại hấp lực đi đôi với vòng xoáy xuất hiện, bốn người áp lực càng ngày càng lớn. Đi mau! Diệp Thần bốn người thật nhanh muốn cách xa Tuyệt Mệnh cửa, nhưng là quỷ dị chính là, mỗi tương ứng Diệp Thần quay đầu lại lúc đó, Tuyệt Mệnh cửa sẽ xuất hiện ở sau lưng. Và hắn lúc rời đi thả khoảng cách giống nhau như đúc, tựa hồ Diệp Thần bốn người, đã bị theo dõi. Thật lấy là ta sợ ngươi. Diệp Thần ngừng lại, trong tay hiện ra năm loại màu sắc khác nhau ngọn lửa, rồi sau đó ở còn lại ba người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tạp nhũ thành một đoàn, hóa là một đóa màu trắng hoa nhỏ, có thể từ phía trên cảm nhận được so với đế lâm lửa cao hơn nhiệt độ, dễ dàng liền tạo thành không gian chập chờn. Đi! Màu trắng hoa nhỏ bị Diệp Thần nhẹ nhẹ đẩy ra, mục tiêu chính là đuổi tận cùng không buông Tuyệt Mệnh cửa. Diệp Thần biết, viêm bia lực lượng lập tức phải biến mất. Ngọn lửa này là hắn dưới mắt một kích mạnh nhất. Tuyệt Mệnh trong môn vang lên bịch bịch tiếng vang, vậy hỗn độn trong vòng xoáy đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn bóng đen, một tấm khổng lồ miệng to xuất hiện ở sau cửa, một miệng nuốt lấy Diệp Thần năm loại dị hỏa, không có tung lên một chút gợn sóng. Cự môn sau đó lúc nào cũng có trầm thấp khàn khàn thanh âm, cẩn thận lắng nghe hạ, thật giống như có xích sắt đung đưa thanh âm, bên trong tựa hồ thật ẩn dấu nào đó loại đại khủng bố. Diệp Thần rõ vẻ mặt cũng thay đổi được ngưng trọng vô cùng, liền liền hỗn độn hậu kỳ vậy không nhất định có thể tiếp viêm bia ra chỉ cái này loại lực lượng, lại luôn miệng vang động cũng không phát ra liền bị cắn nuốt, thật sự là vô hình để cho người kinh hoàng. Chạy! Lần này, coi như Tuyệt Môn môn ở phía sau truy đuổi. Diệp Thần cũng không quay đầu lại, chiêu này cũng đối với nó không có bất kỳ tác dụng gì, lại thi triển thủ đoạn khác, vậy mạnh không được nhiều ít, chỉ là phí công thôi. Bốn người thúc giục toàn lực, tốc độ thật nhanh ở trong trận pháp qua lại, nhân quả nhuốm máu trận tựa hồ đã sắp hoàn thành liền sứ mạng của nó, trên bầu trời mây đen ở một chút xíu thối lui, bốn phía màu máu cũng không có trước như vậy sền sệt, giống như máu vậy sền sệt cảm. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng cảm thấy không ổn. Diệp Thần kịp thời dừng lại, mà ở hắn trước mặt, trận pháp nơi thâu tóm trong phạm vi một miếng nhỏ khu vực đột nhiên sụp đổ, một lớn mảnh không gian bị vỡ nát rơi vào hỗn độn chảy loạn bên trong, liền liền nhân quả nhuốm máu trận, cũng không có thể đuổi kịp lúc chạy khỏi hết. Không gian đang nhanh chóng sụp đổ, mà phía sau Tuyệt Mệnh cửa vẫn theo sát ở Diệp Thần sau lưng. Đột nhiên, phía sau không gian đổ tét, Tuyệt Mệnh cửa rơi vào hỗn độn chảy loạn bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Chỉ là ở thời khắc tối hậu, nó tựa hồ lóe lên một cái. Tuyệt Mệnh cửa biến mất cũng không có mang cho Diệp Thần nửa phần vui mừng, ở bên trong trận pháp này, không gian đột nhiên sụp đổ, mà bọn họ lại không ra được, tuyệt đối sẽ bị cuốn vào hỗn độn chảy loạn. Còn như tiến vào hỗn độn chảy loạn sau sẽ phát sinh cái gì, liền liền không gian cũng có thể cuốn bể đồ, tiến vào kết quả chỉ có chết, hơn nữa chết thật nhanh, căn bản không sẽ có phản ứng thời gian. Không gian tấc tấc sụp đổ, nhưng phía ngoài nhất nhưng vẫn bị nhân quả nhuốm máu trận vây, Diệp Thần thả hơn ba người sử dụng một kích mạnh nhất muốn đem cái này suy yếu không ít đại trận phá. Công kích đánh vào trên trận pháp, đại trận phát ra kịch liệt thanh âm run run. Có hiệu quả, bốn người rối rít vui mừng, nhưng mà ngay tại lúc này, còn lại ba người nhưng cũng khạc ra một búng máu, đây là cưỡng ép thúc giục máu tươi lực đưa tới thương thế.
Sớm lúc trước trong chiến đấu, ba người cũng đã kiệt lực, giờ phút này lại là dùng được vô cùng là tiêu hao linh lực đại chiêu, cơ hồ đều là thấm vào mình thân thể tới sử dụng, tác dụng phụ cực lớn, giờ phút này cũng không chịu nổi nữa. Diệp Thần một quyền nện ở nhân quả nhuốm máu trận lên, phía sau hoàn toàn bóng tối hỗn độn chảy loạn đang tấn công tới, không gian mảnh vỡ bị cuốn vào trong đó cũng chỉ là chốc lát liền bị mất đi, lúc này hoàn toàn không có cách nào. Lúc này hỗn độn chảy loạn đã đem đại trận bên trong một nửa không gian cuốn bể, qua không được bao lâu, liền sẽ lan tràn đến bọn họ tới nơi này. Hỗn độn chảy loạn đại biểu hỗn loạn, không gian chính là trong hỗn loạn một loại ổn định hình thái, lại là phải ở trong hỗn độn mới có thể tồn tại, giờ phút này bị đánh loạn, liền lập tức như quân bài domino như nhau ảnh hưởng đến mở. Diệp Thần không muốn đi suy tính như vậy nhiều, hắn chỉ muốn mang người mình chạy đi, điểm này chuyện hư hỏng, thiên đạo khẳng định sẽ không ngồi nhìn bất kể. Bình bịch bịch, Diệp Thần trên tay thiêu đốt lên màu trắng ngọn lửa, chính là đế lâm lửa, nhiệt độ kinh khủng một chút lại một cái đánh vào trên trận pháp. Diệp Thần hai tay không lâu lắm cũng đã máu tươi đầm đìa, nhưng là hắn phải được làm như vậy. Hắn đang đánh cuộc phá trận muốn so với hỗn độn chảy loạn tới nhanh. Không được, không còn kịp rồi. Trận pháp một mực ở chập chờn, nhưng chậm chạp vị phá, lảo đảo muốn ngã dáng vẻ tựa hồ còn có thể ngăn cản rất lâu. Diệp Thần đến hiện tại ngược lại tính táo rất nhiều, tay trái xuất hiện 5 loại ngọn lửa. Tay phải chính là sử dụng một chút không luyện hóa thái cổ sát diễm, tình hình bây giờ liền chỉ có đem 6 loại ngọn lửa dung hợp vào một chỗ, mặc dù tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ, nhưng chắc hẳn có thể phá trận. Diệp Thần quen việc dễ làm, 6 loại ngọn lửa rất nhanh liền dung nhập vào chung một chỗ, nhưng mà làm thái cổ sát diễm đến gần thời điểm, hai người nhưng xảy ra mãnh liệt mâu thuẫn. Ta không nên cùng cái này loại ngọn lửa dung hợp. Thái cổ sát diễm kháng cự. Căn bản không cho Diệp Thần mặt mũi. Diệp Thần cũng không phải ăn chay, gọi ra viêm bia, tùy thời chuẩn bị đối kháng phía dưới hỗn độn chảy loạn, lạnh lùng nói, ngươi là chuẩn bị đi hỗn độn chảy loạn bên trong dưỡng lão, hay là chuẩn bị và ta cùng nhau lao ra trận pháp. Thái cổ sát diễm do dự mấy giây, cũng là cảm giác được nguy cơ, nhanh chóng lẫn vào ngọn lửa bên trong, nhưng còn lại 5 loại ngọn lửa nhưng vô cùng là sợ hãi, để cho Diệp Thần nhức đầu không dứt. Coi như hai loại ngọn lửa lẫn nhau đồng ý, muốn đem bất đồng cuồng bạo nhân tử dung hợp vào một chỗ cũng không phải một chuyện đơn giản, huống chi cái này còn là ở không thân thiện dưới tình huống. Ta cũng không tin dung hợp không được. Diệp Thần cặp mắt sáng lên bất đồng ngọn lửa màu trắng, trong bụng hung ác, liền đem hai loại ngọn lửa chậm rãi đẩy tới, lẫn nhau bắt đầu va chạm. Không sai, chính là va chạm, lửa cùng lửa bây giờ bản năng công kích lẫn nhau. Đánh lửa cháy bừng bừng hướng lên trời, nhiệt độ kinh khủng thiếu chút nữa thì phải đem Diệp Thần đốt chết. Dung hợp đến 1/3, Diệp Thần toàn thân cao thấp cũng toát ra màu trắng ngọn lửa, nhìn qua vô cùng là thảm thiết, còn lại 3 người chính là lo lắng nhìn Diệp Thần, người đàn ông này trên mình gánh nổi quá nhiều quá nhiều. Không được, lại dung hợp tiếp, Diệp Thần cơ hồ có thể tưởng tượng ra được, mình bị ngọn lửa thiêu sống chết tình hình, hắn bây giờ tình huống đã không cần lạc quan. Cho ta dung, coi như chịu đựng thống khổ lớn hơn nữa, cũng phải phá hỏng chó này dám trận pháp. Nháy mắt tức thì, bầu trời mây đen cuốn động. Vô tận ma khí cuốn tới. Yên tĩnh thế giới tựa như nháy mắt tức thì hóa là cửu u luyện ngục. Luyện ngục bên trong, vô số sinh linh kêu khóc, bọn họ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn thương khung. Tựa như cái gì kinh khủng tồn tại muốn hạ xuống. Dần dần. Ma khí, đã che lại liền thiên. Cả thế giới lâm vào không thể tưởng tượng nổi hắc ám. Một cái to lớn trong mắt hiện lên. Phảng phất là thái cổ chi ma mắt. Diệp Thần tự nhiên chú ý tới bầu trời hết thảy, con người ngạc nhiên mừng rỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ác ma mắt. Già thiên ma đế. Già thiên ma đế lại có thể cũng tới. Đột nhiên, đại trận bên ngoài vang lên một giọng nói. Diệp Thần, ta tới giúp ngươi. Đối kháng thiên đạo cung, làm sao có thể thiếu liền ta giả thiên ma đế. Bầu trời ma khí ngay tức thì hội tụ thành một đạo thân ảnh to lớn. Chính là hồi lâu không thấy ma đế. Mà ma đế vừa vặn ở nhân quả nhuốm máu trận vòng ngoài. Ma đế trong tay lưu động một chuôi cuồn cuộn ma khí kiếm, trên không đánh xuống. Kiếm thật lớn ý từ bên ngoài chảy vào,
trời đất phảng phất đều phải văng tung tóe. Liên liên tại chỗ trong bốn người cảnh giới cao nhất Ngụy Dĩnh cũng là hơi biến sắc, người này thực lực tuyệt đối không bằng nàng dưới. Thậm chí có thể đạt tới thiên thần cảnh. Ma đế một kiếm, vạn ma tức giận. Thao ý trời giống như ma thế hạ xuống. Vốn là lực lượng biến mất mấy phần nhân quả nhuốm máu trận, lại kế cận bể tan tành, rắc 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 thanh âm vang lên, trên trận pháp vậy xuất hiện từng đạo sóng gợn, hướng bốn phía lan đi, mắt xem thì phải phá vỡ. Nhưng mà lúc này phía sau hỗn độn chảy loạn đã gần ngay trước mắt, bất quá ba tức, bể tan tành không gian liền sẽ ảnh hưởng đến bốn người, khi đó đại trận mặc dù bị nuốt hết, nhưng là người vậy sẽ theo trước mất mạng. Ý thức được điểm này, Diệp Thần điên cuồng thúc dục trong cơ thể thái cổ sát diễm. Mặc dù không có luyện hóa, nhưng là nguy cơ lúc đó, liền liền luân hồi mộ địa ở giữa từng tia luân hồi chi khí vậy đều dùng, mà ngọn lửa tựa hồ đang phát sinh một chút xíu lột xác. Từng tia cực mạnh sát ý ngọn lửa xuất hiện ở hai loại ngọn lửa giao chỗ, Diệp Thần đại hỉ, đây là dung hợp mau dung hợp thành công ký hiệu. Lúc này, khoảng cách hỗn độn chảy loạn đến thời gian, đã chưa đủ hai tức. Phía sau chính là vô biên vô tận hắc ám, bị uy hiếp tánh mạng Diệp Thần cố không được như thế nhiều, trực tiếp hung hăng đè một cái, đem hai loại ngọn lửa hoàn toàn hòa làm một thể, một đóa vô tận sát khí bao gồm hoa cốt đóa xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, thái cổ sát diễm, rốt cuộc dung hợp thành công. Lúc này, hắc ám đã trùng điệp đến bốn người lòng bàn chân, cũng nhanh phải chiếm đoạt hết bọn họ. Mà Diệp Thần vừa vặn cầm dung hợp sau ngọn lửa một cái ấn ở ma đế công kích chỗ. Lúc này vốn là tùng khoa đại trận hoàn toàn không chịu nổi, loảng xoảng một tiếng vỡ vụn ra. Trực diện hắc ám, ma đế chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong tay ma kiếm duỗi dài sau một quyển, liền đem bốn người cho nhanh chóng mang bay khỏi nơi này. Vậy hỗn độn chảy loạn lại vậy rất miễn cưỡng bị ma đế chặt đứt. Cho đến trốn chạy bị hắc ám liên lụy khu vực, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên kiếm ý từ trên trời hạ xuống. Tựa như đại biểu thiên đạo thất bại không cam lòng. Coi như không thể chu diệt Diệp Thần, cũng phải để cho Diệp Thần bỏ ra giá thê thảm. Bốn người lúc này nào còn có lực lượng đối kháng. Mọi người biến sắc lúc đó, ma đế bàn tay bao quát, thân thể lại xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Ma đế con người lãnh ý, thiên đạo cung, bây giờ ta ngược lại là phải lãnh giáo một chút ngươi lực lượng. Một khắc sau, ma đế đưa ra chỉ một cái. Chỉ riêng chỉ một cái. Cái này chỉ một cái thiêu đốt cửu u chỗ sâu luyện hồn lửa. Cái này chỉ một cái đại biểu giả thiên ma đế vô tận lửa giận. Cái này chỉ một cái hắn muốn cùng ông trời thử so cao. Hai cổ cực hạn năng lượng nháy mắt tức thì va chạm. Hết thảy lại trong phút chốc liền vỡ vụn. Lôi kiếp tiêu tán. Mây đen biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Duy chỉ có cách đó không xa hỗn độn chảy loạn. Viêm Khôn và Kỳ Lâm hai người lưng tựa lưng ngồi xuống. Cả người đều là máu tươi, vô cùng dữ tợn. Viêm Khôn nhìn thương khung, con người lóe lên vô cùng kiên định, rốt cuộc rõ ràng Vĩnh Lão ý, quả nhiên ta thực lực còn chưa đủ. Nếu như hoàn thành vậy trung cực thực tập, có lẽ là được rồi. Lần này, thiếu chút nữa để cho đại ca chết. Kỳ Lâm nhìn một cái Viêm Khôn, lần này ngược lại là không nói gì nữa. Chỉ bất quá nàng theo bản năng lấy tay bắt được Viêm Khôn quần áo. Đây không phải là sợ, mà là cảm giác được mình quá yếu. Tiên thiên độc thể, tốt như vậy thiên phú, lại bị nàng như thế vận dụng. Nàng cảm thấy là một loại lãng phí. Sống sót sau tai nạn, để cho Kỳ Lâm tròng mắt có chút trưởng thành. Mà hết thảy các thứ này đều là không muốn người biết. Giờ phút này... Diệp Thần ánh mắt rơi vào vậy đạo ma khí bao trùm to lớn trên thân hình. Ma đế, thật lâu không gặp, lần này nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, trên trán dính đầy đổ mồ hôi, miễn cười gượng nói. Ma đế vậy một hồi cảm khái, hắn cảm ứng được Diệp Thần hơi thở sau liền nhanh chóng chạy tới nơi đây, thấy Diệp Thần gặp nạn lúc này liền ra tay, không nghĩ tới phát sinh như vậy sự việc. Xa xa hết thảy bị hỗn độn chảy loạn cho chiếm cứ, tựa hồ còn đang không ngừng cắn nuốt hết cái thế giới này, nhưng vô cùng là chậm chạp, thật giống như gặp phải cực lớn lực cản, mà một cái màu tím mắt thật to xuất hiện ở trên bầu trời. Mắt thật to tựa hồ nhìn lướt qua Diệp Thần chỗ ở phương hướng,
rồi sau đó nhìn chằm chằm hỗn độn chảy loạn. Chảy loạn biến mất. Ma đế chụp chụp Diệp Thần bả vai, lần này, ngươi làm rất xuất sắc. Nhưng là quá mạo hiểm. Lần này nhân quả nhuốm máu trận thất bại, thiên đạo cung Hiên Viên Mặc Tà đối với ngươi đuổi giết chỉ sẽ càng hơn. Cái này một tràng chiến dịch, vừa mới bắt đầu. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, ma đế, ngươi hiện tại kết quả cái gì tu vi? Ma đế than thở một hơi, hỗn độn đỉnh cấp, còn không cách nào bước vào thiên thần cảnh. Không quá ta chiến lực có thể miễn cưỡng chiến một ít ngày thần cảnh sơ kỳ tồn tại. Diệp Thần vui mừng, mặc dù hắn bây giờ có thể chiến hỗn độn cảnh tầng 5 thiên tồn tại. Nhưng là hỗn độn cảnh một tầng chính là thiên kém vạn đừng. Huống chi ma đế vẫn là hỗn độn đỉnh cấp à. Cơ hồ nửa bước vào thiên thần cảnh. Vậy ma đế, có phải hay không ý nghĩa chúng ta có thể bước lên thiên đạo cung? Diệp Thần có chút kích động. Hiên Viên Mặc Tà không xóa bỏ, cuối cùng là tai họa ngầm lớn nhất. Nhưng mà, để cho hắn bất ngờ phải, ma đế lắc đầu một cái, không đủ. Tháng vòng dị tượng xuất hiện, làm cho cả thần quốc cách cục thay đổi. Mà thiên đạo cung là thay đổi lớn nhất địa phương. Hơn nữa tháng vòng dị tượng nhất đến gần địa phương cũng là thiên đạo cung. Ta nghe thiên đạo cung thức tỉnh thượng cổ huyết mạch người cực kỳ chi nhiều, tu vi lại là điên cuồng đột phá. Nếu như ta không đoán sai, vốn là thiên đạo cung đối phó ngươi nhân quả nhuốm máu trận hẳn là 49 vị chảm ách cường giả, nhưng tháng vòng dị tượng, vậy tăng thêm trận này, sợ rằng những ngày đó đạo cung trưởng lão đều dựa vào tháng vòng dị tượng bước vào hỗn độn cảnh. Nếu không, không có ta, ngươi cũng có thể chống cự. Ma đế mới vừa muốn nói cái gì, trên bầu trời lại là phun trào ra một đạo lôi kiếp. Cái này lôi kiếp có chút cổ quái. Nhưng tràn đầy không thể địch nổi lực lượng. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, chẳng lẽ thiên đạo cung lại kéo nhau trở lại. Ma đế nhưng là lắc đầu một cái, Diệp Thần, đây là ngươi ách lôi. Mới vừa rồi lôi kiếp, bất quá là thiên đạo cung thao túng. Hiện tại mới là thuộc về ngươi chảm ách cảnh phải đối mặt ách lôi, bất quá tầm thường ách lôi đều là đột phá chảm ách cảnh thời điểm hạ xuống, ngươi lôi kiếp ngược lại là kéo dài mấy phần. Có chút cổ quái, bất quá ngươi cũng rất qua nhân quả nhuốm máu trận, cái này ách lôi cũng có chút không đủ xem. Diệp Thần thở ra một hơi, ngồi xếp bằng, từng đạo ách lôi hạ xuống. Mặc dù ma đế nói hời hợt, nhưng là Diệp Thần phá hỏng ách lôi cũng là xài hết cuối cùng một chút lực lượng. Hắn mơ mơ màng màng nhìn Viêm Khôn các người, rốt cuộc không chịu nổi, đầu tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Xa ở thiên đạo cung. Hiên Viên Mặc Tà nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể bỗng nhiên bị thương nặng, khóe miệng chảy ra không thiếu vết máu, cả người vậy lảo đảo lắc lư. Đây là nhiều năm qua như vậy lần đầu tiên như vậy chật vật. Nếu như hắn có thể bước ra thiên đạo cung, kia sẽ như thế phiền toái. Nhất kích liền đủ để xóa bỏ thằng nhóc kia. Lần này muốn giết luân hồi đứng đầu lại không giết thành, ngược lại bị hắn bày một đạo, có thể tưởng tượng được. Hiên Viên Mặc Tà thời khắc này tức giận cùng với không cam lòng. Cái này bị thương, một nửa là bị đại trận cho cắn trả, một nửa là vận dụng như vậy thủ đoạn đều không có thể giết chết Diệp Thần bị tức, giết một cái chính là chảm ách cảnh con kiến hôi, vận dụng liền hỗn độn cảnh đỉnh cấp cũng có thể nghiền ép đại trận, lại cũng chút nào không làm gì được hắn, đây thật là một kiện tà môn chuyện. Mà vậy 49 vị thiên đạo cung trưởng lão, nguyên bản tản ra ánh sáng yếu ớt tượng đá vậy hoàn toàn ảm đạm, thật giống như có vô số không cam lòng từ trong đó kêu gào, nhưng là Hiên Viên Mặc Tà nhưng mặt không đổi sắc rời đi, mà ở hắn đi ra nháy mắt, phía sau tượng đá rối rít sụp đổ, hóa là bụi bặm cực nhanh ở trên trời bên trong. Hiên Viên Mặc Tà trở lại Viêm Thiên Long Thần trên thân hình. Một khối đá bia nổi lên. Viêm Thiên Long Thần ngưng trọng nói, tiếp theo nên làm cái gì? Lần này, nhân quả nhuốm máu trận thất bại, còn muốn giết thằng nhóc kia, liền khó khăn. Hiên Viên Mặc Tà nhìn một cái cách đó không xa thiên đạo bàn, hừ lạnh một tiếng, sẽ để cho hắn hơn hít thở mấy cái không khí. Muốn giết hắn, ta có 10.000 loại biện pháp. Thần quốc thế cục hỗn loạn, hắn có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Còn nữa, Diệp gia và Kiếm Tôn những người đó ở thiên đạo cung thiết lập cấm chỉ vậy mau phá. Một khi phá, bỏ mặc người nọ là ai, đều sẽ chết. Dưới mắt, ta cần phải lập tức bế quan.
người bất kỳ không được đi vào đền. Ngươi là ta thủ quan. Viêm Thiên Long thần trong mắt do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói, được. Thần quốc một cùng tông môn thần cực tông bên trong tông môn linh khí mờ ảo, không ít người đều đắm chìm đang tu luyện bên trong. Bất quá ngay trước mọi người người nghe Diệp thần trở về tin tức lúc đó, nhất thời sôi trào, phàm là ở thần cực tông bên trong, không có một cái không biết ma thần Diệp thần tên. Diệp thần danh tự này, không chỉ có đại biểu một cái tông môn đệ tử, lại là đại biểu thần cực tông hy vọng, cùng với kỳ tích. Vô luận có tức giận hay không, Diệp thần hiện nay ở thần cực tông bên trong uy vọng cực cao, không chỉ có trưởng môn đối hắn xem trọng có thừa, liền liền phần lớn đệ tử, tất cả đều là lấy Diệp thần làm vì mình tấm gương, cũng hy vọng một ngày kia có thể vượt qua Diệp thần, coi như là nhấc lên một sóng không nhỏ tu luyện đợt sóng. Bất quá làm những đệ tử này lúc chạy đến, lại bị ngăn ở ngoài cửa, nguyên nhân chính là Diệp thần đang tu luyện, bất tiện gặp khách. Mà làm tống cổ đi những cái kia tò mò tìm trọng đệ tử sau đó, Tôn Di lúc này mới đóng cửa lại, một mặt lo lắng chiếu cố trên giường hôn mê Diệp thần, khoảng cách Diệp thần hôn mê, đã có nửa tháng. Cái này nửa tháng bên trong mỗi ngày đều có người muốn gặp Diệp thần, nhưng đều bị nàng tống cổ đi. Ta đây là ở đâu? Giữa lúc Tôn Di nhìn ngoài cửa sổ sững sờ lúc đó, Diệp thần mở hai mắt ra, một mắt liền nhìn thấy cả người thanh y, tiên khí lung lay Tôn Di, không khỏi bật thốt lên. Tôn Di quay đầu, gặp Diệp thần tỉnh lại, vui mừng nói, Diệp thần ngươi tỉnh, nơi này đương nhiên là thần cực tông. Diệp thần gật đầu một cái, sau đó liền từ trên giường xuống, tình trạng thân thể còn không coi là quá tệ cao, nguyên bản hắn là không có sử dụng thái cổ sát diễm tư cách. Tu vi vẫn chưa tới, hôm nay cưỡng ép sử dụng dưới tình huống, cả người nhóm lửa diễm, bị nội thương rất nghiêm trọng. Nhưng ở luân hồi huyết mạch vận chuyển hạ, cả người nhìn như cơ hồ không có sức hồi thiên thân thể lại kỳ tích vậy tốt lắm, hiện nay lại là xanh long hoạt hổ, thân thể không có phân nửa khó chịu. Hai người trò chuyện một chút, liền cùng đi gặp Ngọc Chân Tử. Đồ nhi, người có thể coi là tỉnh lại, bị tổn thương nặng như vậy. Thương cổ môn người cũng nói không có cách nào, chính ngươi nhưng tốt lắm. Vốn là mặt mày ủ rột Ngọc Chân Tử thấy Diệp thần, nhất thời mặt mày hớn hở, trước Diệp thần có thể ở thần cực tông nguy nan để gặp ra tay, thật sự là hắn thần cực tông may mắn, coi như hợp lại lên cái này cái tánh mạng cũng không thể để cho Diệp thần xảy ra chuyện. Nói về, đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi làm sao sẽ bị tổn thương nặng như vậy? Tán gẫu một hồi, Ngọc Chân Tử lúc này mới hỏi. Ở Viêm Khôn đưa Diệp thần lúc trở lại, cơ hồ toàn thân vết thương chồng chất, liền liền bên trong thân thể, cũng suýt nữa tan tành, cuối cùng nếu không phải gặp Diệp thần thân thể tự đi chuyển biến tốt, hắn tất nhiên sẽ không tiếc dơ toàn tông lực, mời ra những cái kia lánh đời tồn tại vội tới Diệp thần chữa trị. Không có gì đáng ngại, kẻ thù đuổi kịp cửa, đã giải quyết. Diệp thần không muốn để cho thần cực tông và thiên đạo cung liên hệ liên lạc, liền vãi một cái nhỏ láo, trước mắt mà nói. Thần cực tông căn bản không thể nào là thiên đạo cung đối thủ. Gặp Diệp thần không nói nhiều, Ngọc Chân Tử các người vậy rất thức thời không có hỏi nhiều. Rời đi Ngọc Chân Tử chỗ sau đó, Diệp thần liền đi tới chỗ ở của mình, gặp được thần sắc ngưng trọng đi qua đi lại Viêm Khôn. Đại ca, ngươi, không sao. Viêm Khôn ngay tức thì vọt tới. Một cái to lớn ôm xiết. Thậm chí mơ hồ để cho Diệp thần cảm giác được thương thế tăng thêm mấy phần. Ta có thể có chuyện gì, còn chưa đến nỗi khóc tang mặt. Diệp thần hiển nhiên là đối với Viêm Khôn thoát đi nhuốm máu nhân quả trận sau vậy một mặt nghĩ mà sợ diễn cảm trêu ghẹo. Trong ngày thường hào sảng Viêm Khôn giờ phút này không khỏi có chút lúng túng, nói chuyện vậy vặn vặn nặn nặn, dẫn được một bên Tôn Di hoa chi loạn chiến, lộ ra nét mặt tươi cười. Đúng rồi, mà đế, Kỳ Lâm cùng với cái đó cái khăn che mặt thần bí thiếu nữ đâu, bọn họ đi nơi nào? Theo lý mà nói, bọn họ là cùng nhau trở về, chắc ở thần cực tông mới là, vào lúc này cũng không gặp tung tích, thật là kỳ quái. Viêm Khôn trung thực đáp, là ta và Kỳ Lâm mang ngươi vào thần cực tông, Kỳ Lâm sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài, mà ma đế sớm ở nhập thần cực tông trước thì đã rời đi, cái đó thiếu nữ khăn che mặt không có một lời, trực tiếp rời đi. Phụ nữ kia tính khí tốt cổ quái, hơn nữa trên mình lạnh quá, nàng cứu ngươi. Hẳn là bạn ngươi mới đúng, vì sao sẽ là loại thái độ này? Diệp thần nghĩ đến cái đó thiếu nữ khăn che mặt, không khỏi lắc đầu một cái.
Bằng hữu. Hai người đến hiện tại cũng chưa nói qua mấy câu nói. Bất quá để cho hắn kỳ quái chính là, vì sao cái này thiếu nữ khăn che mặt luôn là xuất hiện ở mình nguy nan thời điểm. Giống như, một mực bảo vệ mình. Hơn nữa, mỗi một lần xuất hiện, thực lực tăng lên không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể dùng mở treo tới hình dạng. Cái này loại yêu nghiệt, tại sao phải bảo vệ mình? Chẳng lẽ và Diệp gia có liên quan? Đúng rồi, đại ca, cái này là ma đế lưu lại. Diệp thần nhận lấy viêm khôn đưa tới truyền âm phù, truyền vào một chút linh lực, nhất thời một cổ tin tức truyền tới. Diệp thần, ta đã rời đi, lần này là vì truy tìm ma tộc một cái bí mật, đối với ta giải quyết, chúng ta còn sẽ tạm biệt. Ma đế từ trước đến giờ đều là mạnh mẽ vang dội, làm ra cử động như vậy ngược lại cũng không kỳ quái. Lúc này, Kỳ Lâm đẩy cửa phòng ra đi vào, thấy Diệp thần, một đôi gâu gâu mắt to lộ ra vui mừng, tựa hồ là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, Diệp thần, thật may ngươi không có sao, nếu không ta nhất định sẽ giết tới Thiên Đạo Cung vì ngươi báo thù. Thiên Đạo Cung con chó kia kẻ gian, ta Kỳ Lâm nhớ. Đối với ta tiên thiên độc thể quật khởi, ta sẽ để cho cậu tặc kia nếm thử một chút ta cười chúm chím nửa bước độc. Diệp thần bị Kỳ Lâm nói làm cho tức cười, sờ một cái nàng đầu nhỏ, ôn nhu nói, Kỳ Lâm, mấy ngày nay, thật là khổ cực ngươi. Kỳ Lâm lập tức né tránh, Diệp thần, ngươi không thể sờ ta đầu. Phải đổi đần. Còn nữa, ngươi không thể có so ta lớn ý tưởng. Chúng ta là ngang vai vế. Viêm khôn trước kia cũng muốn sờ ta đầu, ngươi hỏi một chút hắn kết quả như thế nào. Diệp thần nhìn về phía Viêm khôn. Từ Viêm khôn trong ánh mắt hiển nhiên nhìn thấu cực kỳ kinh khủng cảm giác. Hiển nhiên, mấy ngày nay, Kỳ Lâm không thiếu hành hạ Viêm khôn. Đúng rồi, sư phụ cũng tới. Diệp thần ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, huyền linh tử vậy xuất hiện ở Diệp thần trước mặt, kích động nói, sư tôn. Ở huyền linh tử trong mắt, Diệp thần nắm trong tay thương cổ y thần thần y, đó chính là thương cổ y thần hóa thân. Dĩ nhiên là sư tôn. Đúng rồi. Sư tôn thân thể thế nào? Huyền linh tử có chút lo âu hỏi. Ngươi nếu nói ta là ngươi sư tôn, ta thân thể tự nhiên không việc gì. Huyền linh tử bừng tỉnh, là ta quá lo lắng. Đúng rồi sư tôn, lần này, Kỳ Lâm yêu cầu, ta có thể phải mang nàng đi cái địa phương. Diệp thần thần sắc cổ quái, đi nơi nào? Huyền linh tử mới vừa muốn nói cái gì, Kỳ Lâm liền trực tiếp xông đi lên, kéo lại Diệp thần. Sau đó trở lại xó xỉnh, Diệp thần, ngươi không muốn quan tâm như thế nhiều có được hay không, lề mề, một chút cũng không giống người đàn ông. Ta đương nhiên là có chuyện trọng yếu rồi, còn nữa, ngươi độc bia mượn nữa ta hạ, ta thật rất cần. Diệp thần do dự mấy giây, vẫn gật đầu. Còn như độc bia, hắn vậy giao cho Kỳ Lâm. Hắn đã thử luyện hóa độc bia, nhưng là hiệu quả chậm chạp. Dưới mắt, để cho Kỳ Lâm mang tu luyện. Hoặc giả là thích hợp nhất chỗ dùng. Đột nhiên, Viêm khôn vậy nghĩ tới điều gì, một bước tiến lên, nghiêm túc nói, đại ca, nếu ngươi tỉnh, ta cũng phải rời đi. Vĩnh lão mấy ngày trước sẽ tới tìm ta. Ta lo lắng đại ca tình huống, lúc này mới lưu lại, dưới mắt đã trì hoãn một ít thời gian. Ta hiện tại phải cùng Vĩnh lão hội họp. Diệp thần mặc dù muốn để lại Viêm khôn ở thần cực tông ở thêm một ít ngày. Nhưng là thấy Viêm khôn quyết nhiên ánh mắt, liền rõ ràng liền cái gì. Hắn cũng không nói gì nhiều, đáp ứng. Đưa đi Viêm khôn và Kỳ Lâm, Diệp thần trở lại gian nhà. Lần này đối với võ đạo ý, thu hoạch rất nhiều, cũng nên thử nghiệm tiến thêm một bước. Hơn nữa lần này, như thế nhiều ngọn lửa, luôn là hơn loại dung hợp nguy hiểm và nguy hiểm quá lớn. Còn không bằng đem tất cả ngọn lửa lực lượng toàn bộ hội tụ tại huyền diễm bên trong. Dẫu sao huyền diễm có thể hấp thu ngọn lửa, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Diệp thần ngồi xếp bằng ở trong mật thất. Đột nhiên bây giờ, Diệp thần cặp mắt chợt mở ra, trong mắt một hồi xích ánh sáng màu vàng bạo tránh, không khí chung quanh, đều là ngay tức thì nóng bỏng không biết bao nhiêu lần mấy phần. Hắn khẽ hô một hơi, trên mặt, lộ ra không cách nào che giấu vẻ hưng phấn. Diệp thần nhẹ nhàng điểm một cái, một đóa xích kim bên trong. Thỉnh thoảng thoáng qua lũ lũ xanh thẫm ánh sáng rực rỡ ngọn lửa, xuất hiện ở trước người của hắn. Chính là huyền diễm. Lúc này huyền diễm, đã hoàn toàn đem vậy thật long thần lửa, đế lâm lửa,
hoàn toàn hấp thu, tiến hóa đến thần hỏa phẩm cấp. Hắn hôm nay, sử dụng phần huyết quyết, thân xác đem sẽ có được khó có thể tưởng tượng to lớn biên độ tăng trưởng, chỉ là lực lượng, liền có thể gia tăng đến không thể tưởng tượng nổi bước. Bây giờ Diệp Thần, toàn lực ra tay dưới, lực lượng, có thể bể tan tành một ít hỗn độn sơ kỳ cường giả. Dĩ nhiên, chủ ý này cũng là bởi vì là Diệp Thần trong cơ thể máu thần, trải qua thăng hoa nguyên nhân. Cùng Bạch Ngọc Hoàng đánh một trận, nhân quả nhuốm máu trận đánh một trận, có thể nói thu hoạch to lớn. Bây giờ Diệp Thần, thực lực đã có thể so với hỗn độn cảnh tầng 5 thiên cường giả. Bùng nổ dưới tình huống, thậm chí có thể chiến hỗn độn cảnh 6 tầng thiên. Hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở thần cực tông Sơn Môn ra, hiện tại, có một số việc, hắn muốn đi xử lý. Ngày đó, Dương Sích Nguyên bị thương nặng mình. Để cho hắn suýt nữa tự bảo. Loại đau khổ này và tuyệt vọng, để cho lúc đó Diệp Thần vô cùng căm hận. Hắn thề có đủ thực lực, nhất định phải để cho đối phương trả lại. Hiện tại chính là có đầy đủ thực lực thời điểm. Hoa Dương Sơn, ở vào thứ bảy thần quốc một nơi vô cùng là nơi hẻo lánh, nơi này, chỉ có một tu võ tông môn, Hoa Dương Tông. Hoa Dương Tông võ giả, phần lớn lánh đời không ra, rất ít cùng ngoại giới trao đổi, tin tức vô cùng là ở phía sau, thậm chí, liền trước oanh động toàn bộ thần quốc vạn thần đỉnh quyết chiến, Hoa Dương Tông võ giả, cũng chưa có nghe nói qua. Trong ngày thường, Hoa Dương Tông đều là vắng ngắt, có thể ngày này, Hoa Dương Tông toàn tông trên dưới, nhưng là vô cùng náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, thật là xem phải qua tiết vậy. Dương Tu Minh, chính là Hoa Dương Tông tông chủ, hắn tuổi tác nhìn như không tính là quá lớn, hơn 30 tuổi dáng vẻ, cằm nhọn gọt, sắc mặt hơi vàng, mặc một kiện đỏ thấm trường bào, tu vi hỗn độn nhất tầng thiên, xem hơi thở, khá là không yên. Hiển nhiên là ở Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn sau đó, mượn vậy vô cùng đậm đà thiên địa linh khí đột phá. Mà ở Dương Tu Minh bên người, còn đứng một người hơi mập người đàn ông trung niên, tu vi đồng dạng là hỗn độn nhất tầng thiên, hắn là Hoa Dương Tông đại trưởng lão, Mở Ra Mới. Mở Ra Mới lúc này, khá là kích động hướng về phía Dương Tu Minh cười nói, tông chủ, hôm nay, chính là vị kia thượng cổ đại năng xuất quan cuộc sống chứ. Dương Tu Minh trên mặt tràn đầy đậm đà vui mừng, gật đầu một cái. Mở Ra Mới ánh mắt hoàn hảo cao giọng cười một tiếng nói, ha ha ha, có vị này thượng cổ cường giả bảo vệ, chúng ta Hoa Dương Tông, là muốn hoàn toàn quật khởi à. Ha ha, những cái kia một cùng tông môn, từ nay về sau, ở trong mắt chúng ta đều cùng con kiến hôi không có khác biệt chứ. Mấy tháng trước, nào đó ngày một người thượng cổ cường giả, đi qua Hoa Dương Sơn, đột nhiên đi tới bọn họ Hoa Dương Tông. Gặp qua Dương Tu Minh sau đó, lại nói Dương Tu Minh, là thượng cổ Dương nhà hậu duệ. Sau đó, hắn liền ở lại Hoa Dương Tông, còn nói cho Dương Tu Minh, hắn muốn cho Hoa Dương Tông thành là thần quốc đệ nhất thế lực. Mọi người, mặc dù biết người này rất mạnh, có thể đối với lời của hắn nhưng là nửa tin nửa ngờ. Có thể làm hắn cảm thấy Hoa Dương Tông tu võ tài nguyên quá thiếu, tự mình ra tay, chém giết mấy đầu hỗn độn tiền kỳ yêu thú. Thậm chí một đầu ở Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn sau đó, đột phá hỗn độn tầng 5 thiên cực kỳ yêu thú, đem thi thể của bọn họ, mang về Hoa Dương Tông sau đó, mọi người, liền hoàn toàn tin phục. Ở trong mắt bọn họ, tên cường giả này, liền là chân chánh thần à. Sau đó, tên này thượng cổ người, liền bắt đầu bế quan. Người này, chính là Dương Sích Nguyên. Mà ngày hôm nay, chính là Dương Sích Nguyên, xuất quan cuộc sống. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, hắn dẫn Hoa Dương Tông quật khởi thời điểm, đến à. Ngay tại lúc này, một tiếng lãng cười, từ Hoa Dương Tông bên trong vang lên, tiếng cười, thẳng xông lên cửu tiêu. Dương Tu Minh cùng Mở Ra Mới hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Vậy, là Dương Sích Nguyên tiếng cười. Nhưng vào lúc này, một bóng người lại đột nhiên từ phương xa tới, rất nhanh liền trực tiếp rơi vào Dương Tu Minh trước người. Dương Tu Minh và Mở Ra Mới thấy vậy, đều là khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong, lóe lên vẻ âm trầm. Người nào, như thế phách lối, liền trực tiếp xông vào bọn họ Hoa Dương Tông. Hiện tại, Hoa Dương Tông nhưng mà lập tức muốn thành là thần quốc đệ nhất thế lực đồ vật khổng lồ à. Bất quá, bọn họ cũng không có trực tiếp phát tác, bởi vì,
bọn họ thấy rõ trước mắt tên này thần sắc nhàn nhạt chàng thanh niên tu vi, chạm ách cảnh ba tầng thiên. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Diệp Thần quét hai người một mắt, nhàn nhạt nói, Dương Xích Nguyên, ở chỗ này. Dương Tu Minh cùng mở ra tin tức nói, đều là hơi sững sờ, người này lại là đến tìm Dương tiền bối. Bất quá, ngay sau đó Dương Tu Minh trong mắt bên trong, liền thoáng qua một đạo hừng hực lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, một cái chính là chạm ách cảnh ba tầng thiên tiểu tử, lại dám không ngừng kêu Dương tiền bối là Dương Xích Nguyên. Cái này, đơn giản là đối với hắn thần trong con mắt làm nhục à. Đối với Dương Tu Minh mà nói, thật là so trực tiếp giễu cợt hắn, càng không thể để cho người tiếp nhận. Lúc này, Dương Tu Minh giận quát một tiếng nói, càn rỡ. Dương tên của tiền bối, há là ngươi có thể gọi. Mặc dù Diệp Thần hơi thở, so Dương Tu Minh cường đại hơn mấy phần, nhưng, Dương Tu Minh đối với Diệp Thần, thật ra thì cũng không có nhiều ít sợ hãi. Tại sao? Bởi vì, Dương Xích Nguyên lập tức phải xuất quan à. Ở Dương Xích Nguyên trước mặt, một cái chính là chạm ách cảnh ba tầng thiên giác dưới, coi là cái gì? Liền con kiến hôi cũng không tính, hắn có lẽ là Dương Xích Nguyên ở trên đời này, duy nhất có một chút liên lạc người, tiểu tử trước mắt này, nếu là đúng hắn động thủ, Dương Xích Nguyên sẽ bỏ qua cho thằng nhóc này sao? Ha ha! Cho nên, hắn Dương Tu Minh, có cái gì tốt sợ hãi? Cái này một tiếng quát to, đem không thiếu Hoa Dương Tông đệ tử, cũng hấp dẫn tới đây. Chính là nói, Dương Xích Nguyên, ở chỗ này. Diệp Thần không để ý tới sẽ Dương Tu Minh hét lớn, một con kiến hôi mà thôi, có cần phải để ý sao? Dương Tu Minh sắc mặt, ngay tức thì âm trầm xuống. Thằng nhóc này, không chỉ có không thấy mình, còn lại một lần nữa không ngừng kêu liền Dương tên của tiền bối. Hắn Dương Tu Minh, nhưng mà sắp thành là thần quốc đệ nhất thế lực tông chủ, dưới một người, trên vạn người tồn tại à. Một cái chạm ách cảnh ba tầng thiên nhỏ rác dưới, lại dám ở trước mặt mình như vậy liều lĩnh, càn rỡ, trong mắt không người. Nếu không phải hắn thực lực có hạn, đã sớm đối với Diệp Thần, hạ sát thủ. Bất quá rất nhanh, Dương Tu Minh khóe miệng liền hiện lên một chút cười nhạt. Lập tức Dương tiền bối thì phải xuất quan, ta xem người cái này con kiến hôi, đến lúc đó, còn có thể tiếp theo phách lối. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng, một đạo tuyệt cường khí tức phóng lên cao, đem mưa gió khuấy động, thiên địa linh khí, cũng bởi vì một đạo khí tức này mà xốc xếch. Hoa Dương Tông mọi người, đang cảm thụ đến một đạo khí tức này ngay tức thì, lại là tâm thần run lên, không tự chủ được phốc thông một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Hơi thở này, để cho bọn họ sinh ra một loại không cách nào kháng cự màng tới bái tim. Bất quá, mọi người mặc dù quỳ xuống, trong mắt nhưng tràn đầy kích động cùng mừng như điên. Vậy, là Dương Xích Nguyên hơi thở, Dương Xích Nguyên, xuất quan. Ngay tại lúc này, một bóng người chớp mắt, xuất hiện ở Hoa Dương Tông mọi người trước người. Người này mặt mũi anh tuấn, cả người xích bào, mái tóc dài bù xù, trong mắt lóe lên đỏ lục lưỡng sắc quang mang, chính là Dương Xích Nguyên. Lúc này Dương Xích Nguyên, hắn tu vi, bất ngờ đã bước vào hỗn độn cảnh 6 tầng thiên. Dương Xích Nguyên vốn là thực lực, ở trên cao cổ võ giả bên trong, không hề coi là quá mạnh mẽ, thậm chí, có thể nói là điếm đề. Đây cũng là, vậy cổ ma chi hồn, sở dĩ trước nhất đem thả ra nguyên nhân. Bất quá, cái này cổ ma chi hồn nhưng không biết, Dương Xích Nguyên tu võ thiên phú, cực kỳ nghịch thiên. Thậm chí, dựa vào vậy tràn ngập trong thiên địa căn nguyên lực, thức tỉnh thượng cổ thần thể, một lần hành động đột phá đến như vậy cảnh. Diệp Thần nhìn Dương Xích Nguyên, cười lạnh một tiếng nói, à, đột phá. Diệp Thần lời vừa nói ra, toàn bộ Hoa Dương Tông, ngay tức thì yên lặng xuống. Dương Tu Minh, mở ra mới, cùng với vậy một loại đệ tử, đều là từng cái chố mắt nghẹn họng, khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Thằng nhóc này, là mẹ hắn điên rồi sao? Biết Dương tiền bối là hỗn độn cảnh tồn tại, lại vẫn dám cản rỡ như vậy. Còn à, đột phá hỗn độn cảnh. Dùng loại giọng nói này, và Dương tiền bối nói chuyện. Hắn cầm như vậy thượng cổ tồn tại, làm cái gì con mèo, con chó liền sao? Ngay sau đó, bọn họ đều là mặt lộ vẻ cười nhạt, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Diệp Thần. Dương tiền bối, cũng không phải là cái gì tốt nóng này à. Thằng nhóc này,
sẽ chết được rất thảm. Đặc biệt là Dương Tu Minh, gương mặt bên trên, tràn đầy sảng khoái vẻ. Vốn là, hắn còn nghĩ làm sao để cho Dương tiền bối dạy bảo thằng nhóc này đâu, thằng nhóc này, liền tự đụng vào đi. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Mọi người, cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Xích Nguyên, đang mong đợi thần của bọn họ, để cho cái này không biết sống chết tiểu tử, trả giá thật lớn. Nhưng, để cho mọi người kinh ngạc một màn, xuất hiện. Dương Xích Nguyên, quét Diệp Thần một mắt, lại là không có tức giận. Không những không có tức giận, ngược lại, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Diệp Thần, Dương Xích Nguyên ánh mắt nhỏ tránh, trên mặt, mang vô cùng là ngạo nghễ nụ cười nói, làm sao, nghĩ rõ, người nguyện ý làm bổn tôn người làm. Hoa Dương Tông, ngay tức thì một phiến tĩnh mịch. Sau đó, chính là này thay nhau vang lên ngược lại hút khí lạnh tiếng. Hoa Dương Tông mọi người, từng cái cặp mắt ứ máu, ánh mắt, cơ hồ đều muốn hóa thành độc châm, đâm vào Diệp Thần trong cơ thể, đều là vô cùng rung động, ghen tị nhìn về phía Diệp Thần. Tại sao? Tại sao cái này kêu Diệp Thần tiểu tử, như vậy xúc phạm Dương tiền bối, Dương tiền bối chẳng những không có nổi giận, ngược lại, cho hắn một cái nhất phi trùng thiên cơ hội à? Liền liền tông chủ, cũng không có cơ hội trở thành Dương tiền bối người làm, thằng nhóc này. Cứ như vậy dễ dàng lấy được. Trở thành Dương tiền bối người làm, ý vị như thế nào? Dương tiền bối, cho đến bây giờ một cái người làm cũng không có thu, chính là bởi vì, đây cũng không phải là thông thường người làm à. Nào đó loại ý nghĩa lên, đều có thể coi như Dương tiền bối thân tín, phát ngôn viên. Đối với Hoa Dương Tông võ giả mà nói, nhưng mà vô cùng quang vinh chuyện à. Vậy, mới thật sự là dưới một người trên vạn người à. Dương Tu Minh chấn động tùng, oán độc ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thằng nhóc này dựa vào cái gì? Diệp Thần, phải chết, nếu không, tuyệt đối sẽ dung chuyển địa vị mình. Ở trong lòng của mọi người, Diệp Thần chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, cũng sẽ lập tức đáp ứng, nhưng mà, bọn họ đợi nửa ngày, Diệp Thần, nhưng cũng không có mở miệng. Ánh mắt của mọi người, dần dần mở to. Chỉ gặp Diệp Thần, chậm rãi đưa ra một cái tay. Lòng bàn tay bên trên, ánh sáng rực rỡ ngưng tụ, hình thành một quả kỳ dị phù văn. Thằng nhóc này, đang làm gì vậy? Phù văn kia, không phải nô lệ khác sao? Liền liền Dương Xích Nguyên, đều là khẽ cau mày, không biết Diệp Thần là ý gì. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Dương Xích Nguyên, cười, nhàn nhạt cười, ánh mắt nhưng băng lạnh xuống. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ta hiện tại, cho ngươi hai cái lựa chọn. Một. Chủ động tiếp nhận cái này cái nô lệ khác, làm ta người làm, hai, bị ta đánh tới không cách nào cự tuyệt, trở thành ta người làm, Dương Xích Nguyên, ngươi lựa chọn cái nào? Tĩnh mịch, tựa như vạn vật mất đi tĩnh mịch. Hoa Dương Tông một đám võ giả, hoàn toàn, lâm vào si ngu, như nhìn quái vật, nhìn Diệp Thần. Người này đối với Dương Xích Nguyên, đối với bọn họ thần trong lòng, nói cái gì à? Để cho Dương Xích Nguyên, làm người làm. Chỉ là nghe được câu này, bọn họ cũng không nhịn được phát ra từ linh hồn run rẩy à. Dương Tu Minh vậy trợn tròn mắt, bất quá rất nhanh, hắn liền không khống chế được phát ra từng cơn âm u tiếng cười. Nguyên vốn cho là, sẽ gặp một người đối thủ, không nghĩ tới, lại gặp một con chó điên. Hắn không chết, người đó chết. Dương Xích Nguyên nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, sau đó, trên mặt vậy ngạo nghễ nụ cười, dần dần biến mất. Hắn trong mắt, cuồn cuộn âm trầm lửa giận. Hắn đôi ba lần, cho Diệp Thần cơ hội, cho Diệp Thần một cái vô số người khát vọng, nhưng căn bản không có được cơ hội. Diệp Thần, không quý trọng cũng được đi, bây giờ lại như vậy xúc phạm mình. Hắn bây giờ, đã đột phá hỗn độn cảnh 6 tầng thiên à. Không thể làm nhục. Thượng cổ tồn tại tôn nghiêm, không cho người bất kỳ xúc phạm. Dương Xích Nguyên nhìn Diệp Thần. Lộ ra một cái lãnh ý nụ cười. Xem ra, làm người, thật không có thể quá nhân từ. Nô lệ. Dương Xích Nguyên trong mắt đỏ lục lưỡng sắc quang mang bỗng nhiên lóng lánh. Diệp Thần, người nhanh như vậy liền quên bị bổn tôn đánh cho thành hình dáng ra sao? Vẫn là, lần trước đánh được ngươi không đủ thoải mái, lại tới tìm đánh. Diệp Thần trong tay khắc tiêu tán, nhàn nhạt nói, xem ra, ngươi là lựa chọn loại thứ hai. Hắn ngưng mắt nhìn Dương Xích Nguyên cặp mắt, nhớ lại ban đầu,
Dương Sích Nguyên đối với mình làm hết thảy, trong mắt, thoáng qua một chút tà tính. Diệp Thần, là cái người ân oán phân minh, có ân, sẽ báo, có thụ oán, càng sẽ báo. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, liền hướng Dương Sích Nguyên phóng tới. Vậy Hoa Dương Tông võ giả, trong mắt run run, Diệp Thần lại thật đối với Dương Sích Nguyên ra tay. Hơn nữa, vẫn là tay không. Đối với một người hỗn độn cảnh tồn tại, tay không ra tay à? Tự sát đều không như thế tự sát chứ. Không ít người, không nhịn được cười to nói, thằng nhóc này, là không địa phương đã chết rồi sao? Chạy tới ta Hoa Dương Tông tự sát. Còn nô lệ, còn đánh phục, một cái chảm ách cảnh ba tầng thiên phế vật, đối với cổ tồn tại nói như vậy. Thật là thiên đại cười nhạo à. Phỏng đoán, đầu óc có vấn đề chứ. Tay không đối với Dương tiền bối ra tay. Ha ha, cầm mình làm thần sao. Diệp Thần nhưng là uy nghiêm cười một tiếng. Hắn người này từ trước đến giờ rất nói phải trái. Ngày đó, Dương Sích Nguyên đối với hắn ra tay, là tay không ra tay. Hắn hiện tại, cũng hẳn tay không nghiền ép Dương Sích Nguyên mới công bằng, không phải sao? Cực võ, trọng quyền. Diệp Thần cả người dâng trào linh lực phun trào, phá thiên lực, ở huyết mạch bên trong lao nhanh, thần ma luân hồi quyết vận chuyển, tầng 7 huyết quang, ở bề mặt hiện lên. Một đạo tản ra mất đi hơi thở hắc mang, ngưng tụ ở Diệp Thần quyền đỉnh bên trên. Quyền ý kích động, mọi người chỉ cảm thấy được, cả người xương cốt, đều ở đây cái này nặng nề. Cuồng bạo quyền ý bên trong gãy lìa. Trong nháy mắt, nguyên vốn khinh thường Hoa Dương Tông mọi người, gương mặt bên trên, bị kinh hãi phố vẻ chiếm hết. Cả người, điên cuồng run rẩy, thậm chí không ít người, đều ở đây Diệp Thần tản ra một chút hơi thở dưới, hoàn toàn bất tỉnh khuyết liền đi qua. Cái này, đây là cái gì hơi thở? Cái này còn là loài người nơi có thể có hơi thở sao? Đắm chìm trong Diệp Thần hơi thở bên trong. Cả thế giới đều tựa như vặn vẹo, ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có Diệp Thần bóng người. Nguyên bản, ở trong mắt bọn họ, bất quá là tìm chết Diệp Thần, nháy mắt, hóa thân giống như thần ma tồn tại à. Dương Sích Nguyên gương mặt bên trên, nguyên bản vậy khinh miệt nụ cười, hoàn toàn tiêu tán, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, ngay tức thì liền nắm một chuôi xích kim trường thương. Một quyền này, lại là để cho đã đột phá hỗn độn cảnh 6 tầng thiên Dương Sích Nguyên. Cảm thấy cực kỳ nguy hiểm à. Thân hình hắn động một cái, hướng trời cao bên trong nhảy tới, mặt trời nóng rực trên không, Dương Sích Nguyên thân hình, giống như muốn dung nhập vào vậy quá Dương bên trong vậy. Thánh Dương thương. Dương Sích Nguyên quát lên một tiếng lớn, cả người linh lực, không muốn sống bơm vào trong tay trường thương bên trong, tuyệt mạnh thương ý, như nước lũ vậy cuồng trào ra, tràn ngập giữa trời đất. Lúc này Dương Sích Nguyên, tựa như, chính là vậy chí cao vô thượng mặt trời nóng rực vậy. Một đạo ánh sáng màu vàng, ở trên mũi thương ngưng tụ, hàm chứa vô cùng bạo liệt năng lượng, mà Dương Sích Nguyên thân hình, vậy hướng xuống đất bay rơi xuống, hóa thành một đạo mang chưa từng có từ trước đến nay, xuyên qua hết thảy sắc bén hơi thở lưu quang, hướng Diệp Thần, đánh đi. Thoáng qua bây giờ, Diệp Thần quyền, cùng Dương Sích Nguyên súng, liền đụng vào nhau. Ầm một tiếng nổ vang. Mãnh liệt năng lượng, hướng bốn phía càn quét ra, một đám Hoa Dương Tông võ giả, rối rít hộc máu, trọng thương, mà toàn bộ Hoa Dương Tông rất nhiều kiến trúc, cũng ở đây khoảnh khắc bây giờ sụp đổ. Phốc, Dương Tu Minh khạc ra một ngụm máu tươi, kịch liệt thở hào hển, vùng vẫy bỏ người lên, hắn trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Quá khủng bố, thật là, cũng không phải là loài người tầng thứ chiến đấu à. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua. Chỉ gặp bụi khói bên trong, đứng thẳng một đạo thân ảnh. Dương Tu Minh con người run lên, toàn bộ thân thể, cũng cứng lên. Vậy, là Diệp Thần bóng người. Mà ngã ở Diệp Thần bên chân, vậy cả người là máu người. Tự nhiên, chính là Dương Sích Nguyên. Dương Tu Minh suy nghĩ, lâm vào ranh giới tan rã. Hắn thần, đánh bại. Bại bởi một cái chảm ách cảnh ba tầng thiên, tay không tiểu tử. Hơn nữa, vẫn là một quyền nghiền ép à. Dương Tu Minh khóe miệng co quắp, trong mắt bên trong, thoáng qua điên cuồng ý. Hoa Dương Tông, lại cũng không khả năng là thần quốc đệ nhất thế lực. Mình, lại cũng không khả năng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Giấc mộng của hắn, bể, hết thảy, đều kết thúc à. Có câu nói, nâng được càng cao,
té được càng thảm. Dương Tu Minh đạo tâm, cũng muốn sụp đổ. Diệp Thần, tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Hắn nhìn bên chân, hấp hối Dương Xích Nguyên, không có trực tiếp chồng nô lệ khác, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi, phục sao? Lúc này Dương Xích Nguyên, trên mặt, nhưng là mang một chút tự giễu vẻ. Nguyên bản, hắn lấy là bước vào hỗn độn cảnh 6 tầng thiên, đã có thể đối phó cục diện trước mắt. Ai nghĩ tới, mới vừa xuất quan, liền bị Diệp Thần một quyền nghiền ép. Hắn nghe được Diệp Thần thanh âm, hơi sững sờ. Hắn bây giờ, ý thức đều phải mơ hồ, Diệp Thần lúc này nếu như chồng khác, hắn căn bản không cách nào chống cự. Có thể Diệp Thần, không có làm như vậy. Diệp Thần, cho hắn một điểm cuối cùng tôn trọng. Dương Xích Nguyên mặc dù kiêu ngạo, nhưng, hắn tới từ thượng cổ, đó là một cái so hôm nay thần quốc, càng tàn khốc hơn vô số lần thời đại. Hắn vô cùng rõ ràng, thực lực phi tôn, tên yếu cũng chỉ có thể hướng cường người cúi đầu đạo lý. Trọng yếu nhất chính là, hắn quả thật bị Diệp Thần một quyền này thực lực, nơi thuyết phục. Đối mặt một quyền kia lúc đó, hắn cảm nhận được chỉ có cực kỳ sợ hãi cùng lạnh như băng tử vong. Hắn biết, nếu như Diệp Thần muốn giết hắn, hắn hiện tại đã là một cổ thi thể. Diệp Thần, có tư cách làm hắn chủ nhân. Lúc này, hắn mạnh chống lên thân thể trọng thương, nửa quỳ xuống, cúi đầu nói, Diệp công tử, tại hạ phục, từ hôm nay trở đi, Dương Xích Nguyên, tùy ý công tử sai khiến. Diệp Thần đem một quả lệnh bài, ném về phía Dương Xích Nguyên, xoay người rời đi, nhàn nhạt mở miệng nói, ta có chuyện phải xử lý, người thay ta chăm sóc kỹ Thần Cực Tông. Hắn không có chồng khác, Diệp Thần từ trước đến giờ không thích dùng loại vật này trói buộc được người, hơn nữa, hắn có tự tin, Dương Xích Nguyên không dám không vâng lời tại hắn. Dương Xích Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó, mặt hiện đại hỉ vẻ, hắn mặc dù đã đón nhận thất bại của mình, cũng không có ai thích bị chồng nô lệ khác. Đặc biệt, là lấy niềm kiêu ngạo của hắn mà nói, nếu không phải hoàn toàn bị Diệp Thần thực lực nơi chinh phục, hắn cho dù chết, cũng sẽ không cúi đầu. Lúc này, hắn nhìn về phía Diệp Thần rời đi hình bóng, ánh mắt bên trong, tràn đầy tôn kính, cảm kích. Diệp Thần, đây coi như là lấy đức báo oán. Dương Xích Nguyên âm thầm hạ định quyết tâm, từ bây giờ về sau, hắn cái mạng này, chính là Diệp Thần. Cần tuân công tử mệnh lệnh. Diệp Thần khẽ gật đầu, ánh mắt chớp động, hôm nay thần quốc thế cục hỗn loạn, mặc dù hắn ở vạn thần đỉnh đánh một trận, chấn nhiếp toàn bộ thần quốc, nhưng ai có thể bảo đảm, sẽ không có cái thứ hai, cái thứ ba Bạch Ngọc Hoàng xuất hiện. Hắn hiện tại, còn có chút chuyện phải làm, không thể ở lại bên trong tông, nhưng nếu là hắn không có ở đây, Thần Cực Tông làm thế nào? Đồ Lan Tâm mặc dù thực lực không kém, nhưng, ở bây giờ thần quốc, nhưng cũng không tính là đứng đầu, Diệp Thần, còn không cách nào hoàn toàn yên tâm. Bất quá, Dương Xích Nguyên, cũng không cùng. Dương Xích Nguyên, thân là hơn cổ cường giả, bản thân võ đạo, thì phải so hôm nay thần quốc võ giả, mạnh mẽ quá nhiều. Huống chi, hôm nay Dương Xích Nguyên, đã đột phá hỗn độn cảnh 6 tầng thiên. Tiếp theo, hấp thu ngoại giới năng lượng, sẽ đột phá nhanh hơn. Tạm thời, hẳn đủ để trấn giữ Thần Cực Tông. Hắn mới vừa rồi cho Dương Xích Nguyên, chính là Ngọc Chân Tử giao cho hắn lệnh bài. Một ngày sau, Diệp Thần đứng yên không trung, mặt không thay đổi mắt nhìn xuống dưới chân, một nơi bị chướng khí bao trùm thâm cốc. Nơi này, chính là hắn cùng tên kia phụng mang người, giao thủ thâm cốc. Hiện tại, hắn phải làm, liền tiếp tục hoàn thành lần trước không có làm xong chuyện. Lần trước, bởi vì gặp gỡ Dương Xích Nguyên, người bị thương nặng, bị Đồ Lan Tâm cứu, sau đó, liền trực tiếp tiến vào thần nguyên bí cảnh. Dựa theo lúc ấy Đồ Lan Tâm giải thích, lấy nàng thực lực, căn bản không cách nào tiến vào thâm cốc bên trong tòa kia thần điện, dựa theo nàng suy đoán, muốn cưỡng ép tiến vào trong đó, chỉ ít cần hỗn độn cảnh thực lực. Hơn nữa, có thể còn rất nguy hiểm. Cho nên, Diệp Thần trở lại Thần Cực Tông sau đó, vậy tạm thời buông tha tiếp tục điều tra ý tưởng. Bất quá, bây giờ Diệp Thần, nhưng có tự tin coi như đối mặt vậy ma hồn bổn tôn, cho dù không địch lại, chắc có sức tự vệ. Lúc này, Diệp Thần thân hình động một cái, liền xông vào vậy chướng khí bên trong, thật nhanh đi xuyên. Rất nhanh, hắn đôi mắt sáng lên, liền phát hiện một tòa tản ra man hoang, máu tanh, quỷ dị,
cổ xưa hơi thở thần điện. Diệp Thần ngưng mắt nhìn thần điện cổng vào, trầm ngâm chốc lát sau đó, liền bước vào trong đó. Ngay tại Diệp Thần tiến vào thần điện ngay tức thì, hắc ám bên trong, liền sáng lên mấy đạo huyết quang. Diệp Thần con người có giúp một cái, đó là một đôi màu máu trong mắt. Chẳng lẽ, vậy ma hồn, đã sống lại? Cổ tay hắn lột, nắm một chuôi trường kiếm màu máu, cả người linh lực phun trào, chân võ ý, tràn ngập cả tòa thần điện, lạnh như băng kiếm ý, ngay tức thì bao phủ vậy trong bóng tối bóng người. Hắn bây giờ không có binh khí tiện tay, cũng nên dùng nhâm tiền bối lưu lại vật, chế tạo thuộc tại binh khí của mình. Hống! Hắc ám bên trong, phát ra mấy tiếng không thuộc về mình gào thét, mấy cái bóng đen, hướng Diệp Thần nhào tới. Một cổ mùi tanh hôi, theo vậy nhào tới bóng đen, tràn vào Diệp Thần chóp mũi. Diệp Thần khẽ cau mày nói, có độc. Cái này mùi tanh hôi, nếu như võ giả bình thường, sợ rằng đều không cách nào chịu đựng chứ. Bất quá lấy Diệp Thần thân thể tố chất, tự nhiên có thể coi thường. Rất nhanh, mấy đạo cả người khô héo, toàn thân tím đen, khuôn mặt dữ tợn, quanh thân tản ra từng cơn ma khí cùng tử khí hình người bóng người, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cái này mấy đạo thân ảnh, cũng không phải là ma tộc, mà là bị ma khí hủ hóa thành ma thi. Từ bọn họ quanh thân tản ra ma khí xem ra, sợ rằng, chính là đã từng ở chỗ này hầu hạ vậy cổ ma chi hồn phụng ma người. Vậy mấy con ma thi lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Thành chỉ biết giết hại quái vật, cho dù Diệp Thần thực lực xa cao hơn bọn họ, vậy không có sợ hãi chút nào, máu đỏ cặp mắt bên trong, tràn đầy đối với máu thịt khát vọng, điên cuồng chen nhau lên. Những thứ này ma thi, nguyên bổn chính là hỗn độn cảnh võ giả, đi qua ma khí hủ hóa, cả người vô cùng cứng ngắc, lực lớn vô cùng, thực lực lại là tăng vọt gấp mấy lần. Bất quá, đối với Diệp Thần mà nói, tự nhiên không coi vào đâu. Hắn trong mắt hàn mang chớp động, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm điệu múa, kiếm quang tự nhiên, trong phút chốc, liền đem cái này mấy con ma thi chìm ngập. Ma thi thân thể, mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng, thì như thế nào có thể ngăn cản được Diệp Thần vậy sắc bén cực kỳ, cơ hồ có thể đem võ đạo quy luật chém ra vết rách kiếm quang. Mấy tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết vang vọng ở thần điện bên trong, liền đi đôi với ma thi bóng người, ở trong bóng tối tiêu tán. Tiêu diệt cái này mấy con ma thi, Diệp Thần lại không có lộ ra vui mừng, mà là sắc mặt trầm ngưng tiếp tục tiến về trước, đi sâu vào hắc ám bên trong. Nếu cái này mấy tên phụng ma người, đều bị biến thành ma thi, nói cách khác, vậy cổ ma chi hồn, lại nữa cần bọn họ. Muốn đến nơi này, Diệp Thần hít sâu một hơi, bước chân tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh, hắn liền đi tới thần điện đại điện, để vậy giữ tợn pho tượng chỗ. Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở pho tượng trước, mạnh mẽ thần hồn lực chút xuống ra, chỉ chốc lát sau, hắn thở dài một tiếng nói, quả nhiên, cái này ma hồn, đã phá cấm ra. Hôm nay, cái này cổ ma chi hồn, đã mai phục ở trong thần quốc. Nếu như, bị hắn tìm được thích hợp thân thể, cũng hoàn toàn thích ứng nói, cho dù là bây giờ Diệp Thần, vậy không có nắm chắc có thể đem giết chết. Diệp Thần xoay người. Hướng thần điện chi đi ra ngoài, chuyện này, phải để cho thần quốc các võ giả biết được, mau sớm tìm được vậy đạo ma hồn, nếu không, diệt thế tai ương sắp xỉ, hắn tồn tại, rất có thể sẽ uy hiếp được toàn bộ thần quốc hàng tỷ sinh linh. Cũng may, từ lưu lại hơi thở xem ra, cái này ma hồn phá cấm rời đi thời gian không hề lâu, nếu là có thể kịp thời tìm được, Diệp Thần có nắm chắc đem chu diệt. Nhưng ngay khi Diệp Thần xoay người ngay tức thì, Diệp Thần sau lưng tòa kia cổ ma pho tượng, cặp mắt bên trong, đột nhiên bộc phát ra một hồi tử mang, cả tòa thần điện, đều đắm chìm đang nồng nặc ánh sáng tím bên trong. Cái gì? Diệp Thần kêu lên một tiếng, thân hình chớp động, thì phải lao ra thần điện, nhưng... Đậm đà không gian chi lực, ở trong điện dòng nước chảy, cái này cả tòa thần điện, đi qua vậy cổ ma không biết bao nhiêu năm bố trí, lại là biến thành một tòa không gian pháp trận. Một khắc sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy được trong đầu một hồi choáng váng, cảnh sắc chung quanh, liền thật nhanh biến hóa. Lúc này Diệp Thần, ánh mắt quét qua bốn phía, trong mắt, dần dần toát ra nồng nặc rung động vẻ. Nơi này, bầu trời không rõ ràng, một vòng ảm đạm trắng xám mặt trời, treo ở mây đen bên trong, mặt đất xanh đen, tất cả loại hình thù kỳ lạ quái trạng,
chưa bao giờ nghe kỳ hoa dị cây, nhảy vào mi mắt. Nơi này, lại tựa như không phải thần quốc giới bên trong vậy. Hơn nữa, để cho Diệp Thần kinh ngạc chính là, không khí chung quanh bên trong, tràn đầy vô cùng là đậm đà cực sát chi khí. So ngày đó, Văn Thiên Lễ lấy ra vậy đạo ma thiết bên trong cực sát chi khí, còn muốn đậm đà rất nhiều lần. Võ giả bình thường, cho dù là hỗn độn cảnh võ giả đến nơi đây, sợ rằng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thực lực đại giảm, lâu dài đi xuống, sợ rằng thân thể cũng sẽ phải chịu ăn mòn chứ. Diệp Thần có chút chợt cười lạnh nói, vậy cổ ma chi hồn, là muốn đem xông vào thần điện bên trong võ giả quan ở chỗ này, sống bị cái này cực sát chi khí, ăn mòn mà chết chứ. Nơi này, nhưng là vô cùng là hung hiểm. Bất quá, vậy, chỉ là đối với vậy võ giả mà nói. Đối với Diệp Thần, không những không có chỗ xấu, ngược lại, có chỗ tốt cực lớn à. Hắn, có phá thiên thần viên linh máu, lại có ma khu, hơn nữa thần ma luân hồi quyết, có thể chiếm đoạt sát khí, cường hóa tự thân. Hôm nay, Diệp Thần giống như là trở về biển khơi cá vậy, cả người lỗ chân lông, cũng đang điên cuồng hấp thu trong không khí nồng nặc kia sát khí, trên gương mặt, lộ ra một chút hưởng thụ thần sắc. Mặc dù, lấy hắn hôm nay thực lực mà nói, cái này loại hấp thu mang tới tăng lên, cực kỳ nhỏ, nhưng, nếu như tích lũy xuống, vậy là đặc biệt kinh khủng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, hôm nay, thần quốc rơi vào nguy cơ bên trong, hắn nào có thời gian, ở chỗ này hao tổn nữa. Diệp Thần trong mắt, lộ ra suy tư vẻ nói, thứ bảy thần quốc đi thông cái khác thần quốc lối đi, hẳn đã bị hoàn toàn phong bế mới đúng, nơi này nhìn, mặc dù quỷ dị, nhưng, hẳn là thuộc về thần quốc bên trong nơi nào đó không gian. Nơi này, hẳn là tương tự bí cảnh giống vậy độc lập không gian. Ngay tại lúc này, một giọng nói lại đang Diệp Thần vang lên bên tai. Ồ, để cho Diệp Thần bất ngờ phải, thanh âm này lại đến từ Nhâm Tiền Bối. Nhâm Tiền Bối, thế nào? Diệp Thần có chút kích động. Dẫu sao như vậy tồn tại, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới sẽ lên tiếng. Chẳng lẽ nơi đây rất trọng yếu? Hơn nữa căn cứ hắn nắm giữ tin tức, ra ra bày ra liên quan tới thần quốc Diệp gia cục, người này vậy tham dự. Từ Hoa Hạ đến thần quốc, mơ hồ có hắn nhúng tay. Nếu như nói thiên đạo cơ duyên là một đôi bàn tay vô hình, vậy người này chính là có tay này chủ nhân. Bất luận thực lực và thần bí, cũng áp đảo luân hồi mộ địa trăm vị đại năng bên trên. Nhâm Tiền Bối thanh âm ở Diệp Thần đầu óc bên trong tiếp tục vang lên nói, thằng nhóc, nơi này, hẳn là một người thần quốc cổ xưa thiên thần cảnh tồn tại, mở ra không gian. Cổ xưa thiên thần cảnh tồn tại, có ý gì? Diệp Thần trong mắt, thoáng qua vẻ ngưng trọng. Nhâm Tiền Bối nói cổ xưa tồn tại, cũng không phải là chỉ những cái kia thượng cổ tới nay, liền rơi vào ngủ say võ giả, mà là, ở nhân tộc dấu chân, chưa liên quan đến thần quốc cương vực lúc đó, thì đã ở chỗ này tồn tại sinh linh. Những cái kia tồn tại, đối với hôm nay võ giả mà nói, không thể nghi ngờ, đều là cực kỳ khủng bố, khó có thể tưởng tượng quái vật. Cho dù Diệp Thần hiện tại, đã có đối kháng hỗn độn cảnh trung kỳ thực lực, nếu như gặp những cái kia tồn tại, vẫn vô cùng là nguy hiểm. Bất quá, cổ xưa tồn tại, phần lớn ở mình mở ra không gian bên trong đang ngủ say, tùy tiện sẽ không tỉnh lại, cho dù là diệt thế tai ương đến, ma tộc hẳn cũng sẽ không nguyện ý chiêu chọc đến những quái vật này. Diệp Thần hỏi, Nhâm Tiền Bối, hiện tại, ta phải thế nào rời đi nơi này? Nhâm Tiền Bối nói, lấy người bây giờ thực lực, là đủ để đánh vỡ nơi này không gian bức tường ngăn cản. Bất quá cái gì? Nơi này không gian bức tường ngăn cản, bị cực sát chi khí hình thành cổ xưa phong ấn củng cố, nếu như ngươi lấy rất lực như muốn công phá, sợ rằng, cần đếm tháng lâu. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, đếm tháng lâu. Vậy ma hồn, còn mai phục ở thần quốc à? Hắn làm sao có thể bị khốn đốn nơi này, đếm tháng lâu? Chẳng lẽ, không có biện pháp khác không? Diệp Thần có chút nóng nảy hỏi. Nhâm Tiền Bối trầm ngâm chốc lát nói, nơi này cực sát chi khí, đậm đà như vậy, chắc có một nơi hạch tâm. Nếu như, người có thể đem vậy hạch tâm đạt được, cắn nuốt trên đó tinh thuần sát khí, không chỉ có thực lực sẽ lần nữa tăng lên, hơn nữa, lấy cùng cái này phong ấn đồng nguyên sát khí thi triển công kích, phá vỡ cái này phong ấn, sẽ ung dung rất nhiều, nhất kích liền có thể đánh nát phách không gian chướng. Hơn nữa,
ta bất ngờ phải, vậy sát khí căn nguyên, tựa hồ và ta ở vạn thần đỉnh cho ngươi kiếm gãy phù hợp. Nếu như dung nhập vào chế tạo một chuôi thần binh, có lẽ có thể trước thời hạn nhập cuộc. Diệp thần con ngươi kỳ quái, vào cuộc, có ý gì? Ngươi không cần biết, ngươi thực lực trước mắt mặc dù không tệ, nhưng trước thời hạn biết một ít thứ, đối với ngươi cũng không tốt. Chỗ này tồn tại lịch sử, có thể so thần quốc Diệp gia còn muốn lâu một chút. Nhưng là ngươi còn chưa muốn đi sâu vào, bất quá vậy sát khí vật, phải đạt được. Diệp thần hai tròng mắt bên trong, sạch bóng chớp động, xem ra, đầu tiên phải làm, liền là tìm ra sát khí này hạch tâm. Ngay tại lúc này, cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, Diệp thần mặt lộ vẻ vui mừng, cái này không gian bên trong, lại có người. Nhâm tiền bối nói, chắc là vậy cổ xưa tồn tại, lúc ban đầu thờ phượng người hậu duệ, hoặc là vô số năm qua, lầm vào chỗ này không gian võ giả hậu duệ đi. Chờ ngươi tìm được vật kia, ta sẽ mới đi ra gặp ngươi một mặt. Có chuyện, cũng nên và ngươi nói. Dứt lời, vậy luân hồi mộ địa chỗ sâu cột đá, rơi vào yên lặng. Diệp thần gật đầu một cái, nếu có người, tìm được vậy sát khí hạch tâm, hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Lúc này, Diệp thần thân hình trước mắt, liền xuất hiện ở đám người kia trước người. Những người này, nhìn như, cả người tộc, tướng mạo không kém nhiều. Chỉ là sắc mặt vô cùng trắng bệch, hai tròng mắt sâu hắc, cơ hồ không phân rõ con ngươi cùng mống mắt phân biệt, nhìn như, giống như thi thể vậy. Đoàn người này, cầm đầu là hai người thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm nam tử, trên mình còn ăn mặc trước một bộ đen nhánh khôi giáp, hắn tu vi, bất ngờ đạt tới hỗn độn cảnh tầng hai thiên. Mà ở nơi này hai người phía sau nam tử, còn có mấy người, vây quanh một chiếc từ một đầu toàn thân trắng xám miếng vảy. Giống như dao long dị thú nơi kéo, trang sức vô cùng là hoa lệ cổ kiệu. Những người này, mặc dù đi ở sát khí bên trong, nhưng là hô hấp tự nhiên, thân thể không có chút nào khác thường, liền cùng thần quốc võ giả, hấp thu linh khí không khác, xem ra, đi qua vô số năm tháng, nơi này cư dân, thân thể đã sớm biến dị, thích ứng cái này cực sát chi khí. Lúc này, mọi người thấy Diệp thần, đều là sắc mặt biến đổi, cả người sát khí cuồng trào. Cầm đầu hai người nam tử, đen nhánh cặp mắt bên trong, toát ra tĩnh mịch hơi thở, ngưng mắt nhìn Diệp thần. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền buông lỏng xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Bởi vì bọn họ phát hiện, Diệp thần chỉ có chạm ách cảnh ba tầng thiên tu vi. Còn không cùng Diệp thần mở miệng, trong đó một người mặc khôi giáp nam tử chính là cười lạnh nói, làm ta giật cả mình, viên huynh, ta còn lấy là người thế nào? Lại là một trảm ách cảnh tiểu tử. Một người như vậy người, lại dám ngăn trở vậy vị điện hạ long xa. Cái này, chính là phạm vào đại bất kính tội chết, giết chứ. Một người khác nam tử hướng Diệp thần ngưng trọng nói được, thằng nhóc, ngươi còn dám đứng. Cản điện hạ long xa, còn không nhanh chóng quỳ xuống cho ta. Cái này hai người, giữa eo treo một khối ngọc bài, phía trên lấy kỳ dị chữ viết, viết phiên cửu, mục liệt hai cái tên chữ. Diệp thần ánh mắt băng lạnh xuống, ý định giết người chớp động, nhìn về phía chiếc kia long xa, ánh mắt sắc bén dường như muốn xuyên thấu kiệu vách đá cách trở, thấy ngồi ở trong xe bóng người. Điện hạ, xem ra, long xa này bên trong hành khách, ở nơi này chỗ không gian bên trong, thân phận khá là cao quý. Đã như vậy, biết cũng hẳn so người bình thường càng nhiều chứ. Hắn, bất quá là muốn làm rõ ràng sát khí nồng cốt chỗ, vấn đề trả lời. Chỉ cần một người, không phải sao? Mọi người thấy vậy, đều là sắc mặt biến đổi, ngay sau đó, lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận. Bọn họ hướng Diệp thần chợt quát lên, vô liêm sỉ, ngươi nhìn nơi nào đó. Tội đáng chết vạn lần à. Cái này, là đối với điện hạ đại bất kính à. Lúc nào, một cái chảm ách phế vật, vậy dám như vậy liều lĩnh. Cái này mấy người cả người tản mát ra vô cùng là đậm đà sát khí, trong mắt đen nhánh bên trong, lóe lên âm hàn ánh sáng, cầm đầu hai người nam tử ngay tức thì rút ra bên người bội kiếm, từng cơn kiếm ý, phong tỏa Diệp thần, lại là thì phải đối với Diệp thần ra tay. Diệp thần sắc mặt sửng dưng, đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn mấy người. Hai người nam tử hai mắt nhìn nhau một cái, viên cửu cười khẩy nói, người này, không phải là kẻ ngu chứ. Đến hiện tại, còn đứng ở đó bên trong,
không biết mình, chết đến nơi rồi. Mục Liệt mặt lộ tàn nhẫn vẻ nói, Viên huynh, ngươi không nên ra tay, để cho ta thật tốt thỏa nguyện một chút đi, cùng hắn bị ta cắt đứt tứ chi thời điểm, hy vọng còn có thể như thế gắn. Hắn hứng thú, chính là giết hại, hành hạ những con kiến hôi này. Viên Cửu gật đầu một cái, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ngay tại Mục Liệt, chuẩn bị lúc động thủ, sau lưng Cổ Kiệu bên trong, nhưng truyền ra một đạo mang quý khí, cùng với không cho phép nghi ngờ giọng nữ. Không nên giết liền hắn, người này hơi thở, có chút đặc biệt, tựa hồ là từ bên ngoài đến người, đây chính là cực kỳ hiếm, bổn cung phải đem hắn thu là thú cưng. Mọi người nghe vậy, lại là sững sốt một chút, rung động nhìn về phía Diệp Thần. Từ bên ngoài đến người. Lần trước, có người ngoài người xuất hiện ở bọn họ cực sát chi quốc, đã là mấy vạn năm trước chuyện chứ. Từ bên ngoài đến người, đặc biệt hiếm hoi, hơn nữa, vô cùng là yếu đuối, liền cái này cực sát chi khí, đều không cách nào chống cự, bất quá, từ bên ngoài đến người, nhưng có một chút chỗ tốt. Đó chính là, có thể mang đến rất nhiều cực sát chi quốc không có hiếm lạ đồ chơi, cùng với tất cả loại ngoại giới kiến thức. Cái này, đối với những cái kia cực sát chi quốc quyền quý mà nói, nhưng mà vô cùng vật thú vị à. Cho nên, cực sát chi quốc các quý tộc, dần dần hình thành chăn nuôi người ngoại lai, làm sủng vật trào lưu. Thậm chí, vì những thứ này rác rưởi, nhỏ yếu người ngoại lai, hao phí tất cả loại chân quý linh vật, thay đổi thể chất của bọn họ, để cho bọn họ có thể ở cái này cực sát chi quốc, sống được lâu hơn. Viên Cửu, Mục Liệt các người lúc này vậy phát hiện Diệp Thần hơi thở, trong mắt Vân. Vân, quả thật cùng cực sát chi quốc cư dân không cùng, bất quá, để cho bọn họ cảm thấy có chút quỷ dị chính là, Diệp Thần ở nơi này cực sát chi khí bên trong, tựa hồ không bị ảnh hưởng. Và bọn họ trước nghe nói những phế vật kia người ngoại lai, có chút không cùng. Trong mắt của bọn họ, đều là thoáng qua nồng nặc đố kỵ hận vẻ, chỉ bằng phế vật này, lại có thể trở thành điện hạ thú cưng. Nếu như phế vật này được cưng chiều mà nói, mình các người cũng được kính hắn mấy phần liền chứ. Tại sao, phế vật vận khí luôn là như thế nghịch thiên a? Người ngoại lai, vẫn là cực sát chi quốc bình dân, ghen tị đối tượng. Đây là, chiếc kia long xa cửa xe, lại là từ từ mở ra, một người quần áo sang trọng hoa lệ, mang cùng bẩm sinh tới uy nghiêm, mặt mũi trắng bệch, trong mắt thâm thúy, nhưng, nho nhỏ mặt trái xoan lên. Ngũ quan vô cùng tinh xảo thiếu nữ, theo xe bên trong đi xuống. Mọi người chung quanh thấy vậy, đều là sắc mặt căng thẳng, vô cùng là cung kính hướng về phía người thiếu nữ kia quỳ xuống nói, bái kiến điện hạ. Thiếu nữ nhìn Diệp Thần, mặt đẹp bên trên lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc, nàng vung tay lên, một quả vòng cổ, rơi vào Viên Cửu trong tay, mở miệng nói, Viên Cửu, thay bổn cung thú cưng, mang theo cái này cái vòng cổ, đừng làm tổn thương hắn. Vậy cái vòng cổ, chính là cực sát chi quốc dùng để khống chế nô lệ pháp khí đặc biệt, một khi đeo lên, cho dù là hỗn độn cảnh đỉnh cấp võ giả, vậy thật khó tránh thoát. Viên Cửu cung kính nói, Sau đó hắn nhận lấy vòng cổ, đứng dậy, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, mang một chút lạnh như băng nói, thằng nhóc, tốt nhất cho ta an phận một chút, điện hạ có lệnh, ta cũng không muốn làm bị thương ngươi. Vừa nói, tay hắn cầm vòng cổ, sải bước hướng Diệp Thần đi tới. Lúc này Diệp Thần, nhưng là mặt lộ vẻ cười nhạt, ngưng mắt nhìn vậy cái vòng cổ, cái này, ngược lại là đồ tốt. Hắn còn không có làm sao nuôi qua thú cưng đây. Một khắc sau, Viên Cửu cả người hỗn độn cảnh hơi thở bùng nổ, hướng Diệp Thần chấn áp đi, hắn liếc Diệp Thần, thì phải đem vậy cái vòng cổ, đeo vào Diệp Thần trên cổ, ở hắn xem ra, cái này chạm ách cảnh ba tầng thiên thanh niên. Căn bản không có một chút nào, tránh thoát ra hắn hơi thở có thể. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần, lại là hướng Viên Cửu, đánh ra một quyền. Nhìn như chất phác không màu mè, thật đơn giản một quyền. Làm sao có thể, Viên Cửu kêu lên một tiếng, thằng nhóc này, làm sao còn có thể động. Hơn nữa, một quyền này, lại là để cho hắn cảm nhận được cực hạn áp lực, hắn ra đầu. Đều phải ở Diệp Thần vậy chấn động tủng đến không cách nào hình dung lực lượng dưới, nổ tung à. Viên Cửu không biết, một cái chạm ách cảnh ba tầng thiên phế vật, là đánh như thế nào ra kinh khủng như vậy một quyền, vậy không có ở đây suy tính, cả người, đã rơi vào sợ hãi vực sâu bên trong. Hắn cơ hồ theo bản năng phát ra một tiếng thét điên cuồng,
một cái vứt bỏ vòng cổ, cái gì mệnh lệnh của điện hạ, đã sớm ném đến ngoài chín tầng mây, óc, đã bị dục vọng cầu sinh lấp đầy. Tuyệt sát ma kiếm. Viên Cửu một cái rút ra trường kiếm bên hông, sát khí mãnh liệt, sắc bén chấp động, cả người linh lực điên cuồng cháy, không để ý thân thể gánh vác địa vận chuyển, cả người gân xanh đột trống, quanh thân bộc phát ra tuyệt mạnh kiếm ý, đem hết toàn lực, chém ra đỉnh cấp một kiếm. Ở đó vô cùng to lớn áp lực bên trong, Viên Cửu một kiếm này, mơ hồ đột phá mình cực hạn. Cái này, là vô cùng tươi đẹp một kiếm, kiếm quang tàn phá, sát ý gầm thét. Phổ biên sát khí lăn lộn, giống như diệt thế cự ma, mang tàn sát chúng sanh hơi thở, hướng Diệp Thần gào thét đi. Không gian rung động, mặt đất bên trên, xuất hiện đạo đạo thâm thúy vết kiếm, gió lớn cuốn lên, đem chung quanh từng hạt tròn cây cối cao to, cũng khuấy thành mạt gỗ. Lạnh như băng mênh mông kiếm quang ùn ùn kéo đến, cơ hồ là khoảnh khắc bây giờ, thì phải đem Diệp Thần chiếm đoạt, vậy một đám võ giả, thậm chí là tên kia được gọi làm điện hạ thiếu nữ. Trong mắt đều là lộ vẻ rung động, vẻ tán thưởng. Viên Cửu, mặc dù chỉ là một người phổ thông thị vệ, nhưng nàng thị vệ, cho dù là bình thường nhất một người, đều là cực sát chi quốc ở giữa tinh anh cường giả. Có thể Viên Cửu dựa vào một kiếm này, thậm chí có tư cách, gánh nhâm thị vệ dài. Phải biết, có thể gánh nhâm thị vệ dáng dấp tồn tại, đều cần hỗn độn cảnh trung kỳ tu vi à. Viên Cửu lấy hỗn độn cảnh tầng 2 trời. Có trở thành thị vệ trưởng tư chất, có thể gặp hắn tu võ thiên phú, nghịch thiên đến hạng bước. Viên Cửu mình cũng là mặt hiện mừng như điên, đen nhánh hai tròng mắt bên trong, thoáng hiện ra một tơ ánh sáng hy vọng. Một kiếm này, rất mạnh. Liên liên Diệp Thần, cũng là chân mày khều một cái, mà chống đỡ phương cảnh giới mà nói, đúng là khá vô cùng một kiếm, thậm chí, đã vượt qua thần quốc rất nhiều võ giả võ đạo. Bất quá! Cũng chỉ là chân mày khều một cái mà thôi. Có lẽ, Viên Cửu ở nơi này cực sát chi quốc, coi như là một thiên tài, ngày sau đem sẽ quật khởi. Nhưng ở hắn trong mắt, Viên Cửu vẫn là một con kiến hôi thôi, không có gì cả thay đổi. Một khắc sau, kiếm quang cùng Diệp Thần thịt quyền, va chạm. Ầm một tiếng vang thật lớn, vô hình chập chờn, khuếch tán ra, Diệp Thần cả thân lực lượng, vô hạn lao nhanh, giống như thao thiết giáng thế. Biển thủ vạn vật, hư không rung động, hiện lên vô số đạo đen nhánh vết rách, tràn ngập tại giới này sát khí, tựa như sôi trào vậy nóng nảy loạn. Vậy cuồn cuộn kiếm quang, lại là ở Diệp Thần quyền lực dưới, giống như thủy tinh vậy điên cuồng bể tan tành, khoảnh khắc bây giờ, liền biến thành hư không. Vô biên quyền lực, đem không khí nén, hung hăng đánh vào Viên Cửu trên mình. Phốc, Viên Cửu miệng phun máu tươi, cả người nhìn như phẩm cấp không thấp. Vô cùng là kiên cố đen nhánh khôi giáp, ngay tức thì hóa thành nghiền, cả người xương cốt, nhanh chóng tan vỡ, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân, cả người giống như đạn đại bác vậy, bắn ra, lại là bị Diệp Thần một quyền này, trực tiếp đánh đến liền chân trời, biến mất không thấy. Nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Cuồng bạo phong áp cuộn sạch, giống như cắn người khác giống như dã thú, mang vô biên cự lực, hướng Mục Liệt các người, gào thét đi. Mục Liệt các người. Thần sắc cuồng biến, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ không hiểu. Không phải nói, người ngoại lai đều là rác rưởi, yếu được không được, liền cực sát chi khí cũng không chịu nổi sao. Thanh niên trước mắt, kia chút nào phế vật, nhỏ yếu dáng vẻ à. Một cổ trình độ cao nhất nguy hiểm hơi thở, lôi xé thần kinh của bọn họ. Lúc này, nơi nào còn có người, quản cái gì vô cùng tôn quý điện hạ. Thiên sát kiếm. Vạn sát quy nguyên kiếm, U Long quyền, bọn họ từng cái cả người linh lực cuồng trào, thân hình bay ngược, hướng cách xa Diệp Thần phương hướng, chạy thục mạng, đồng thời tất cả loại võ ý lượn lờ, đạo đạo ánh sáng bung ra, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hướng vậy cuốn tới phong áp công tới. Nguyên bản, còn cao cao tại thượng, tùy ý thì phải đem Diệp Thần thu là sủng vật thiếu nữ, lúc này, tinh xảo mặt đẹp bên trên tràn đầy đờ đẫn, ngay lập tức sau đó. Thâm thúy hai tròng mắt bên trong, sợ hãi giống như sóng thần vậy điên cuồng vỗ hốc mắt, lệ quang lóe lên, không để ý dáng vẻ hướng vậy chạy trốn mọi người, tuyệt vọng la lên. Ngươi, các ngươi mau trở lại cho ta à, bổn cung mệnh lệnh các ngươi, mau trở lại cho ta. Không muốn bỏ lại ta à. Kêu kêu, lại là thanh âm đông lại một cái, ủy khuất khóc ổ lên. Lúc này không chung mấy đạo thân ảnh, đều là phát ra một tiếng hét thảm.
đạo đạo quyền ý, kiếm ý, trưởng ý, ở phong áp bên trong bị nghiền nát, ầm một tiếng đụng vào bọn họ trên thân hình, xương cốt nổ tung, thân thể mềm nhũn, liền từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt. Chỉ có một đạo bóng người, bị phong áp đánh trúng sau đó, đen nhánh khôi giáp bể tan tành, cả người run rẩy, thân thể bên trên tràn đầy máu tươi, bất quá, nhưng kiên trì chịu đựng. Hắn mặc dù bị thương, nhưng, còn có thể tiếp tục chạy trốn. Người này, chính là Mục Liệt. Lúc này, Mục Liệt trong mắt, hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, thân hình cuồng tránh, thì phải hướng phương xa, chạy trốn ra. Thanh niên này chân thực quá kinh khủng, kết quả là quái vật gì, mới có thể dựa vào một quyền phong áp, trọng thương rất nhiều hỗn độn cảnh giai đoạn trước võ giả à. Hắn tình nguyện phản bội cực sát chi quốc hoàng thất, cả đời bị cả nước truy nã, đuổi giết, cũng không nguyện ý ở Diệp Thần trước mặt, ở thêm dù là như vậy một giây. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, nhìn người nọ, khóe miệng nâng lên lau một cái nụ cười quỷ dị, nhưng là không có ý ra tay, hắn khom người một cái, nhặt lên trên đất vậy cái vòng cổ, trong mắt chớp động một chút tà dị ánh sáng, mặt mỉm cười hướng tên kia quỳ ngồi ở đất thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ thấy vậy, hoảng sợ cả người run rẩy, nàng muốn chạy trốn, nhưng mà mảnh khảnh chân dài bên trên, một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể xem con thỏ nhỏ như nhau về phía sau di chuyển thân thể, cả lâm nói, không. Không nên tới, không nên tới. Diệp Thần mỉm cười nói, ngươi, không là thích thú cưng sao? Chẳng lẽ, liền không muốn làm ta thú cưng? Mà lúc này, Mục Liệt bóng người, sắp từ Diệp Thần trong tầm mắt biến mất lúc đó, trong hư không, không gian ba động tách thả ra, một đạo thước tha bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở Mục Liệt trước người, vậy không biết từ chỗ nào mà đến cô gái, quét Mục Liệt một mắt, nhàn nhạt nói, phản bội điện hạ người chết. Mục Liệt nhìn về phía người phụ nữ kia, cặp mắt run rẩy, lại là lộ ra vô cùng là sợ hãi thần sắc. Một khắc sau, thậm chí, không cùng Mục Liệt kịp phản ứng, chính là một đạo kiếm khí bốc lên, hướng Mục Liệt chém tới. Ầm một tiếng, Mục Liệt liền hóa là một đạo xương máu, trên không trung phiêu tán, cái này hỗn độn tầng 2 thiên cường giả lại chết như vậy, chết được không thể chết lại. Nguyên bản còn đang thút thít, run rẩy thiếu nữ, thấy được người phụ nữ kia xuất hiện, nhưng là kinh ngạc vui mừng hướng cô gái hô, Long tỷ tỷ, ngươi tới. Không trung phụ nữ kia, thân hình chớp mắt, liền đi tới thiếu nữ trước người, hơi khom người nói, điện hạ. Để cho ngươi bị sợ hãi. Diệp Thần nhưng là không kinh ngạc chút nào, hắn đã sớm cảm ứng được, có người núp ở trong hư không, bất quá, làm hắn hướng cô gái này nhìn lúc đó, nhưng là không khỏi được hơi sững sờ, cả người máu lưu động tốc độ, cũng tăng nhanh. Diệp Thần hiện tại, đã gặp có thể nói cực hạn người đẹp, vậy không ít, có thể cho dù lấy Diệp Thần đối với nữ nhân tầm mắt, tâm thần cũng không khỏi hơi lay động. Vậy được gọi là điện hạ thiếu nữ, mặc dù vậy gọi là tuyệt đẹp, nhưng, so với tên này họ Long cô gái, liền lộ vẻ được khá là tục tằng. Hơn nữa, cô gái này cả người trên dưới, mỗi một chỗ tản ra đẹp, cũng cùng vậy cao quý thiếu nữ trẻ trung đẹp không cùng, mà là một loại, đối với người đàn ông, có cám dỗ chí mạng thành thục mỹ cảm. Trước mắt cô gái, nhìn qua 23-24 tuổi, mặc một kiện lóe lên đủ loại ánh sáng rực rỡ, giống như vô số ngôi sao, tô điểm trên đó, lộng lẫy và tuyệt vời lụa mỏng, đem vậy thướt tha cực kỳ, vô cùng động lòng người vóc người, phác họa được hơn nữa mê người, giống như một đoàn lạnh diễm, im lặng đem thế gian chàng trai linh hồn đốt sạch. Cô gái màu da, cùng cái này cực sát chi quốc ở giữa mọi người vậy, đều là như vậy không bình thường trắng bệch, nhưng cái này khác thường màu da, ở hắn tinh xảo đến không thể bắt bẻ dung nhan tuyệt thế tôn lên dưới, nhưng tản ra một loại dụ cho người cuồng loạn mị lực. Diệp Thần ánh mắt, chậm rãi trải qua cô gái tóc dài đen nhánh mềm mại, trải qua nàng như bánh xe khuếch hơi có vẻ thâm thúy, có thể mỗi một đường thẳng cái, cũng phảng phất là mỹ cảm hợp tấu mà thành chi cực hạn gương mặt, trải qua nàng lớn nhỏ hợp nghi mắt đẹp, vỉnh cong mũi quỳnh, cùng với ở trắng bệch màu da tôn lên dưới, càng lộ vẻ tươi đẹp đôi môi. Theo vậy nhỏ hết sức nhu mỹ cổ, tinh xảo mê người xương quai xanh, rơi vào cô gái trước ngực ngạo nghễ bên trên, cho dù là Diệp Thần, tim đập, đều không cách nào khắc chế hơi tăng tốc độ. Coi như là hắn người phụ nữ bên trong, vóc người nhất là chọc giận tôn di, cũng kém hơn trước mặt cô gái này quy mô đi. Vậy trong mắt Phật, thật là giống như là một đạo nặng cái chùy vậy,
đánh vào Diệp Thần thần kinh bên trên, để cho hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Người phụ nữ kia, hiển nhiên cảm thấy Diệp Thần tầm mắt, tuyệt đẹp đen nhánh hai tròng mắt bên trong, sát ý lưu tả, nàng mặt đầy hàn sương, hướng về phía Diệp Thần lạnh lẽo quát khẽ, ngươi đang nhìn cái gì? Nàng tên là Long Tĩnh Nghiên, ở nơi này cực sát chi quốc, mặc dù hầu hạ hoàng thất, nhưng địa vị cũng không so Tôn Sùng, cho dù là hoàng gia thấy nàng, cũng không dám chút nào vượt qua vô lễ chỗ, lúc nào có nam tử dám như vậy nhìn chằm chằm nàng xem. Hơn nữa, vẫn là nhìn chằm chằm cái loại địa phương đó. Nàng khẽ cắn răng, ngực hơi phập phồng, ngừng mắt nhìn trước mắt cái này tu vi chạm ách cảnh ba tầng thiên người ngoại lai, nổi nóng dị thường. Hụ hụ hụ, Diệp Thần có chút lúng túng thu hồi tầm mắt, ho nhẹ hai tiếng, ngay tại hắn chuẩn bị nói gì thời điểm, Long Tĩnh Nghiên nhưng là cổ tay lộn một cái, nắm một chuôi tản ra từng cơn khí lạnh nhỏ hết sức trường kiếm, không nói lời gì hướng Diệp Thần một kiếm lướt đi. Long Tĩnh Nghiên trên trường kiếm, sát ý ngưng luyện, Diệp Thần nhìn địa phương không nên nhìn, bản thân liền là tội chết, huống chi, hắn còn đối với Điện Hạ ra tay. Còn phải cho Điện Hạ, đeo lên nô lệ vòng cổ. Lại là tội càng thêm tội, chết không hết tội. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, thần sắc vậy băng lạnh xuống, liếc mắt nhìn liền muốn giết người. Hắn cho thiếu nữ này, mang vòng cổ thì như thế nào? Không phải thiếu nữ này vừa mở miệng, thì phải đem hắn thu là thú cưng tự tìm phiền toái sao? Diệp Thần, mặc dù không thích đối với đàn bà động thủ, nhưng vậy tuyệt không phải cái gì mềm lòng chùn tay hạng người. Huống chi, trước mắt người đàn bà này, thực lực tuyệt mạnh. Long Tĩnh Nghiên lúc này thân thể mềm mại bên trên, bộc phát ra một cổ tuyệt cường uy thế, bất ngờ là một người hỗn độn cảnh 6 tầng thiên tồn tại. Diệp Thần khóe miệng hiện lên một chút cười nhạt, từ mới vừa rồi những thị vệ kia tu vi có thể thấy được, nơi này võ đạo, so hôm nay thần quốc mạnh hơn lần trước xoay sở. Xem ra, cô gái kia thân phận, so hắn tưởng tượng cao hơn đắt một chút. Long Tĩnh Nghiên ngút trời linh lực, hội tụ tại nhỏ kiếm bên trên, kiếm quang đằng chuyển bây giờ, một cổ chân võ ý, dòng nước chảy trong đó, một kiếm ra. Hư không bể tan tành, toàn bộ cực sát chi quốc, tựa hồ cũng ở kiếm quang bên trong hỗn loạn, trong không khí cuồn cuộn sát khí điên cuồng bị kiếm quang cắn nuốt, băng hàn kiếm khí, làm vạn vật làm đông. Nhìn như thật đơn giản một kiếm, lại là cho thấy vô biên uy thế. Tên kia mới vừa rồi còn run lẩy bẩy thiếu nữ, lúc này, nhưng là mang hưng phấn nụ cười, nàng võ đạo tu vi mặc dù không cao, nhưng xuất thân hoàng gia, tầm mắt cực cao, nàng có thể xác định, Long Tĩnh Nghiên một kiếm này, cho dù là hỗn độn cường giả, cũng sẽ cảm thấy một chút uy hiếp, cái đó có không thể tưởng tượng nổi thực lực chạm ách cảnh ba tầng thiên tiểu tử, coi như lại nghịch thiên, cũng không cách nào ngăn cản một kiếm này chứ. Hừ, để cho ngươi hù ta. Thiếu nữ hung tợn nghĩ nói. Cho bổn cung tốt thật hối hận đi đi. Chỉ là, một đầu hiếm có thú cưng, cứ như vậy không có, để cho nàng có chút đáng tiếc. Diệp Thần trong mắt hàn mang bộc phát đậm đà, Long Tĩnh Nghiên một kiếm này mặc dù tuyệt mạnh, nhưng, đối với hiện tại Diệp Thần, còn không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp. Hắn hít sâu một hơi, cả người linh lực cuồng trào, phá thiên lực kim mang, ở kinh mạch bên trong lóng lánh, màu xích kim huyền viêm, ở trong đan điền hừng hực cháy, thần hỏa nóng bức ở máu bên trong bùng nổ. Máu thần lực lượng, ở Diệp Thần trong cơ thể sôi trào, tầng 7 huyết quang, không tiếng động tách thả ra. Chỉ ta lăng tiêu, đồ thần phá thiên. Cổ tay hắn lộn, cầm một chuôi trường kiếm màu máu, cái này thanh trường kiếm, mặc dù so thanh liên diệt thiên kiếm kém rất nhiều, nhưng, vậy miễn cưỡng có thể sử dụng, kiếm quang như muôn vàn đại tinh, từ bầu trời chết, chân võ ý cuộn sạch ra, cùng Long Tĩnh Nghiên võ ý đụng vào nhau. Một khắc sau. Vậy trường kiếm màu máu, cùng Long Tĩnh Nghiên trong tay nhỏ hết sức lợi kiếm, ầm ầm đụng nhau. Ánh sáng mạnh bạo tránh, thiên địa chấn động, mặt đất ngay tức thì vỡ vụn, hư không giống như thủy tinh vậy, mạng nhện vậy vết rách ở trên đó thật nhanh tràn ngập, cực kỳ sợ hãi dư âm càn quét bốn phương, toàn bộ cực sát chi quốc võ giả, đều là sắc mặt cuồng biến, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thần cùng Long Tĩnh Nghiên chỗ ở phương hướng. Nguyên bản, mặt như hàn sương. Sát ý nghiêm nghị Long Tĩnh Nghiên, phảng phất không mang theo chút nào tình cảm mắt đẹp bên trong, bỗng nhiên hiện ra vẻ kinh hãi, cổ tay cầm kiếm, lại là điên cuồng run rẩy, vậy nhắm thẳng vào võ đạo bổn nguyên tuyệt mạnh kiếm ý, lại là thật nhanh tháo chạy. Trong lòng nàng,
lần đầu tiên trong đời, cảm thấy một chút sợ hãi. Còn con này chạm ách cảnh ba tầng thiên người ngoại lai, lại, có thể so với thần ma lực lượng. Không phải nói, người ngoại lai, đều là yếu đuối không chịu nổi hạng người sao. Trước mắt chàng trai cường hãn, nhưng cơ hồ phải đem tâm thần của nàng đánh nát. Long Tĩnh Nghiên cắn chặt hàm răng, khóe miệng tràn ra một vệt máu, trên trường kiếm, phân bố đạo đạo liệt ngân, nàng thân hình chuyển động, hướng sau bay ngược, đối mặt Diệp Thần vậy cuồng bạo một kiếm, lại là không có chút nào lực phản kháng. Kiếm quang mất đi, nàng hướng thiếu nữ chỗ ở phương hướng bay vút đi, khẽ kêu nói, điện hạ, đi mau. Đi, Diệp Thần nặng lạnh cười một tiếng nói, làm sao không giết ta. Lúc này, nguyên bản còn mặt lộ vẻ nụ cười thiếu nữ, đã hoàn toàn si ngu, quanh thân một đạo trắng xám ánh sáng rực rỡ đem bọc, nếu không, sớm bị vậy dư âm cắn nuốt. Nàng nghe được Long Tĩnh Nghiên khẽ kêu, cả người giật mình một cái, mặt đầy nước mắt kêu khóc nói tỉ. Tỉ tỉ, ta không thể bỏ ngươi lại. Long Tĩnh Nghiên đôi mi thanh tú nhíu một cái, mắt đẹp bên trong lộ ra kiên quyết vẻ, cả người hơi thở cùng nhau, lại là muốn tự bảo. Nhưng vào lúc này, một cái mang hắc mang quả đấm, nhưng là ở nàng đen nhánh kia thâm thúy cặp mắt bên trong, nhanh chóng phóng đại. Long Tĩnh Nghiên nguyên bản tái nhợt mặt đẹp, tựa hồ hơn nữa trắng bệch liền một phần, không cách nào khắc chế kêu lên một tiếng nói, làm sao có thể. Chém ra vậy cực kỳ tuyệt thế một kiếm sau đó, lại, còn có thể ra quyền. Lấy Long Tĩnh Nghiên võ đạo, có thể rõ ràng cảm ứng được, một quyền này bên trong, hàm chứa đáng sợ dường nào lực tàn phá. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn Long Tĩnh Nghiên, cho dù là lĩnh ngộ chân võ ý võ giả, muốn xem Diệp Thần như vậy thật nhanh biến chiêu, cũng là thật khó làm được. Bởi vì, cưỡng ép biến chiêu, đối với thân thể gánh vác, cực kỳ to lớn. Chỉ có Diệp Thần nghịch thiên kia thân thể tố chất, mới có thể thực hiện. Một quyền này, hung hãn đập vào Long Tĩnh Nghiên trên ngực. Ngay tại lúc này, Long Tĩnh Nghiên mặc vậy kiện lụa mỏng, ánh sao phun trào, lại là bạo phát ra một hồi tuyệt mạnh năng lượng, hóa thành một đạo sáng chói ngân hà, đem Long Tĩnh Nghiên bảo vệ trong đó. Diệp Thần chân mày khều một cái, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền hắn cũng nhìn không ra, cái này kiện lụa mỏng, lại là một kiện phòng vệ pháp khí. Bất quá, cho dù là vậy sáng chói ngân hà, cũng không cách nào chịu đựng Diệp Thần một quyền bên trong, vậy vượt quá tưởng tượng lực lượng cuồng bạo đeo sao quang mất đi, tựa như từng vì sao, ở đó làm vũ trụ cũng làm run rẩy lực lượng bên trong bể tan tành. Rắc rắc vỡ vang lên bên trong, ngân hà tan vỡ, hóa thành chấm quang trần tiêu tán. Đột nhiên bây giờ, đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ Diệp Thần nhưng là con ngươi co rúc lại, sắc mặt đờ đẫn vô cùng khiếp sợ dừng ở tại chỗ. Vô cùng ướt át một màn, hiện lên Diệp Thần trước mắt. Theo ánh sao biến mất, Long Tĩnh Nghiên vậy không có chút nào ngăn che thân thể mềm mại, cũng ở đây bá đạo quyền uy bên trong, hiển lộ không bỏ sót. Ánh mắt xoay tròn tại vậy trắng nõn bức họa trên chấm đỏ thấm, trong đó tốt đẹp, cho dù chư thiên thần ma, cũng sẽ làm chìm đắm. Thời gian, phảng phất có chốc lát ngừng, thế giới, như ngừng lại cái này ngay tức thì. Long Tĩnh Nghiên thân thể mềm mại đảo phi nhi xuất, phốc thông một tiếng rơi vào vậy mặt đầy nước mắt thiếu nữ trước người, Diệp Thần lúc này, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Cái này, Diệp Thần cặp mắt mở to, ngưng mắt nhìn bại lộ ở trước mắt mình vậy cái đẹp đến không cách nào hình dung ngọc thể, không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Hắn dám cam đoan, cái này tuyệt đối là một bất ngờ à. Ai có thể nghĩ tới, vậy kiện lụa mỏng, lại là một kiện phòng ngự pháp khí, hơn nữa, còn bị mình một quyền đánh nát. Bất quá, không thể không nói, nữ nhân này, mặc dù một lời không hợp, liền muốn giết người, nhưng, đúng là không thể có nhiều vưu vật. Ngươi, vô sỉ. Long Tĩnh Nghiên khạc ra một ngụm máu tươi, hơi thở nhanh chóng suy yếu, nhưng lúc này, nàng nhưng hoàn toàn không thèm để ý mình thương thế. Mà là hốt hoảng che thân thể, nàng bị thương rất nặng, toàn thân linh lực đều không cách nào vận chuyển, liền quần áo, cũng không lấy ra. Long Tĩnh Nghiên tuyệt đẹp trên gương mặt thoáng qua sâu đậm sát ý, nàng chặt chẽ cắn răng, hết sức muốn kiềm chế nội tâm tâm trạng, có thể ngực còn là không bị khống chế kịch liệt phập phồng, nàng mắt đẹp lóe lên chấm trong suốt, nhưng là vô cùng là căm hận, sát ý sôi trào địa đối Diệp Thần mở miệng nói. Người tốt nhất hiện tại giết ta. Nếu là có một chút cơ hội,
ta tuyệt đối sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, để cho ngươi trả giá thật lớn. Diệp Thần nghe vậy, cố tự chấn định xuống, khôi phục trước đây nặng lạnh, nghe vậy nhàn nhạt nói, à, vậy ngươi đi chết đi. Dứt lời, nâng lên tay, một kiếm hướng Long Tĩnh Nghiên chém tới. Có người đối với hắn động giết tim, hắn lại vì sao phải thả qua đối phương? Lại đẹp và hắn có quan hệ gì? Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh, đột nhiên quỳ xuống ở Diệp Thần trước người. Chính là tên kia mở miệng thì phải để cho Diệp Thần làm thú cưng, xuất thân cao quý thiếu nữ. Lúc này nàng cả người run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, chỉ là mang nức nở mở miệng nói công. Công tử, thiếp tên là Du Tuyền Nhi, là cực sát chi quốc thứ thất công chúa, cầu ngài thả qua Long tỷ tỷ, ta. Ta nguyện ý tôn công tử làm chủ. Nàng mặc dù địa vị là công chúa, ngày thường, vậy khá là rất làm nũng, có thể nàng không hề ngu, trong lòng rõ ràng, đối với Diệp Thần cường giả loại này, dọn ra bối cảnh uy hiếp đối phương, chỉ sẽ tăng tốc độ cái chết của mình mất mà thôi. Điện hạ, Long Tĩnh Nghiên lúc này rốt cuộc lấy ra một kiện váy đầm dài mặc vào, nghe được Du Tuyền Nhi hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ, kinh hô một tiếng. Du Tuyền Nhi thân là cực sát chi quốc hoàng thất, trong ngày thường như thế nào tôn quý có thể tưởng tượng được, có thể hiện tại, lại vì mình, hướng người ngoại lai này cúi đầu. Diệp Thần mắt nhìn xuống Du Tuyền Nhi nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng có tư cách cự tuyệt ta, vẫn cùng ta trả giá. Du Tuyền Nhi nghe vậy, bả vai run lên, một khắc sau, nhưng là chợt nâng lên đầu nhỏ, mắt đẹp bên trong hiển lộ kiên quyết vẻ nói, công tử, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn, có chuyện cần thiếp hỗ trợ chứ. Long tỷ tỷ thuở nhỏ liền cùng ở bên người ta, nếu như ngươi cố ý muốn giết Long tỷ tỷ, Tuyền Nhi cho dù là chết, cũng sẽ không để cho công tử như ý. Hơn nữa, ta có thể cùng công tử bảo đảm, nếu như ta chết, cực sát chi quốc, tuyệt sẽ không thờ ơ. Cho dù công tử không sợ, cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Long Tĩnh Nghiên tựa hồ còn muốn nói chuyện, Diệp Thần lúc này, nhưng là lạnh lùng quét nàng một mắt, trầm giọng quát lên, im miệng. Long Tĩnh Nghiên sững sốt một chút, mắt đẹp bên trong lửa giận hừng hực, nhưng cuối cùng, lại thật không có mở miệng. Diệp Thần đôi mắt híp lại ngưng mắt nhìn Du Tuyền Nhi, một lát sau, đột nhiên có chút cân nhắc nhìn lướt qua Long Tĩnh Nghiên, nhàn nhạt nói ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, có cái điều kiện. Công tử mời nói. Du Tuyền Nhi trong đôi mắt to, hiện ra vẻ vui mừng. Diệp Thần cầm trong tay vòng cổ, ném tới Du Tuyền Nhi trong tay nói, đưa cái này, cho người phụ nữ kia đeo lên. Cái gì? Long Tĩnh Nghiên cùng Du Tuyền Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Đặc biệt là Long Tĩnh Nghiên, mắt đẹp bên trong lửa giận, đều phải hóa thành thực chất. Trong mắt chỗ sâu, nhưng là hiện lên nồng đậm sợ hãi. Lấy nàng kiêu ngạo, dẫu có chết cũng không muốn làm người nô bộc. Bất quá, Du Tuyền Nhi không có nói gì nhiều, mà là cướp ở Long Tĩnh Nghiên bùng nổ trước, đem vòng cổ, đeo ở Long Tĩnh Nghiên dây kia cái nhu mỹ tiêm gáy bên trên, vòng cổ chớp mắt, liền sáp nhập vào dưới da không gặp. Nàng thần sắc nghiêm túc hướng về phía sát ý điên cuồng Long Tĩnh Nghiên nói, Long tỷ tỷ, nếu như ngươi đối với công tử bất kính, không chỉ có ngươi biết chết, ta, cũng sẽ chết. Ngươi phải thật tốt nghe lời của công tử. Long Tĩnh Nghiên nghe vậy, dần dần bình tĩnh lại, bất quá nàng lạnh lùng quét Diệp Thần một mắt, vẫn không có cái gì tốt sắc mặt, nàng nhìn như mặt không cảm giác, có thể mắt đẹp bên trong, nhưng lóe lên một chút không cách nào đè nén vẻ ủy khuất. Diệp Thần khẽ mỉm cười, Long Tĩnh Nghiên mắt trung thần sắc, tự nhiên không gạt được hắn ánh mắt, nữ nhân này hiển nhiên vô cùng cao ngạo, chết đối với nàng mà nói, cũng không coi vào đâu, để cho nàng làm nô, há không là tốt nhất trừng phạt. Du Tuyền Nhi cung kính đối với Diệp Thần hỏi, công tử, chúng ta vốn là muốn trở lại trong cung, xin hỏi ngài có cần gì chúng ta làm sao? Nếu như ngài không ngại, có thể theo ta cùng nhau hồi cung. Diệp Thần hỏi, các ngươi cái này cực sát chi quốc, cực sát chi khí đậm đà như vậy, ngươi có biết, sát khí này, từ vì sao tới? Du Tuyền Nhi mỉm cười nói, công tử, chuyện này, là chỉ có hoàng thất chúng ta và rất ít người, mới biết bí mật, cực sát chi khí ngọn nguồn, đến từ chúng ta cực sát chi quốc Trấn Kiếm Thạch. Trấn Kiếm Thạch, Diệp Thần chân mày khều một cái này Trấn Kiếm Thạch là cái gì, ta muốn như thế nào mới có thể đem đạt được? Du Tuyền Nhi cùng Long Tĩnh Nghiên nghe vậy,
đều là sững sốt một chút, Diệp Thần lại muốn đạt được trấn kiếm thạch. Long Tĩnh Nhiên lại là cười lạnh một tiếng, tựa hồ đang cười nhạo Diệp Thần rốt nát. Du Tuyền Nhi nhưng là mở miệng nói, chúng ta cực sát chi quốc, từ khai quốc tới nay, thì có một chuôi sát kiếm truyền lưu đến nay, truyền thuyết, chuôi này sát kiếm, là sáng tạo mảnh thiên địa này sát thần tự tay chế tạo thần vật, sát kiếm thông linh, sát thần vì phòng ngừa mình ngủ say lúc đó, bị cái này sát kiếm chạy trốn, thuận tiện lấy trấn kiếm thạch, đem phong ấn. Cái này cực sát chi quốc, thật ra thì, chính là vì trấn áp chuôi này sát kiếm mà tồn tại. Cho nên, sát kiếm cùng trấn kiếm thạch, đối với cực sát chi quốc, vô cùng trọng yếu, như là công tử, muốn có được cái này trấn kiếm thạch, cũng không dễ dàng, hơn nữa, vô cùng là hung hiểm. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Du Tuyền Nhi có chút do dự nói. Hàng năm, chúng ta hoàng tộc bên trong, cũng sẽ cử hành trấn sát đại điển, đến lúc đó, ngài liền có cơ hội, tiếp xúc tới cái này trấn kiếm thạch cùng sát kiếm. Mà năm nay trấn sát đại điển, ngay tại 3 ngày sau. Trấn sát đại điển, Diệp Thần khẽ cau mày. Cái gọi là trấn sát đại điển, danh như ý nghĩa, chính là trấn áp sát khí nghi thức. Du Tuyền Nhi đưa ra ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng khuấy động trong không khí đậm đà sát khí nói, mặc dù, chúng ta sát tộc, hàng năm cuộc sống ở cực sát chi quốc, thể chất có thay đổi, có thể chịu đựng cực mạnh sát khí, nhưng là, nếu như sát khí đậm đà tới trình độ nhất định, vẫn là sẽ đối với toàn bộ cực sát chi quốc con dân, tạo thành tổn thương. Trấn kiếm thạch cùng sát kiếm, bị niêm phong ở cực sát chi quốc bên trong một nơi trong thánh địa, mà chỗ kia thánh địa, một năm, chỉ có thể mở một lần, cũng chỉ có chúng ta hoàng tộc, có năng lực mở ra thánh địa cửa. Cực sát chi quốc sát khí, cũng đến từ trấn kiếm thạch, mà trấn kiếm thạch, sẽ tự đi sinh ra vô cùng là đậm đà sát khí, cho nên, hàng năm chúng ta hoàng tộc, cũng sẽ cử hành trấn sát đại điển. Thánh địa mở sau đó, hoàng thất liền sẽ phái ra thánh sứ, tiến vào thánh địa bên trong, tiến hành rõ ràng sát. Cái gọi là rõ ràng sát, chính là trực tiếp hấp thu bộ phận trấn kiếm thạch bên trong kinh khủng kia sát khí. Vừa nói nàng chỉ một cái Long Tĩnh Nhiên nói, Long tỷ tỷ, chính là thánh sứ một trong thánh địa sát khí độ dày, cực kỳ khủng bố, cho dù vậy sát tộc tiến vào trong đó, cũng sẽ ngay tức thì tử vong. Có thể tưởng tượng được, muốn hấp thu trấn kiếm trên đá sát khí, có bao nhiêu hung hiểm. Hơn nữa, trong thánh địa, còn sẽ nảy sinh xuất chúng hơn tham thực máu thịt sát quỷ. Vì vậy, thánh sứ thực lực, phải cực mạnh, chí ít, cũng phải có hỗn độn cảnh thực lực. Hoàng thất chúng ta, vậy sẽ đem hết toàn lực, đối với bọn họ tiến hành đào tạo. Dù vậy, mỗi một năm, đều có thánh sứ ở rõ ràng sát lúc tử vong, cho nên thánh sứ địa vị ở cực sát chi quốc, cực kỳ cao quý. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt chớp động, xem ra hắn muốn có được vậy trấn kiếm thạch, chỉ có tham gia 3 ngày sau trấn sát đại điển. Hắn nhìn về phía Du Tuyền Nhi nói, như thế nào trở thành thánh sứ? Du Tuyền Nhi mỉm cười nói, mỗi lần trấn sát đại điển, chỉ có 12 người có thể tiến vào thánh địa, do đứng hàng trước 12 hoàng thất chỉ định thí sinh, như là công tử muốn. Ta có thể đề cử công tử tham gia lần này trấn sát đại điển. Một bên Long Tĩnh Nhiên, lúc này lại là không có lộ ra phản đối thần sắc, vốn là hẳn do nàng tham gia lần này trấn sát đại điển. Bất quá, Diệp Thần thực lực ở nàng bên trên, do Diệp Thần tham gia trấn sát đại điển, đối với cực sát chi quốc tốt hơn. Còn như, Diệp Thần biết hay không lấy đi trấn kiếm thạch. Ha ha, nếu như trấn kiếm thạch, tốt như vậy đạt được. Cũng sẽ không tích chứ ở đã nhiều năm như vậy. Diệp Thần gật đầu nói, cứ làm như vậy đi. Du Tuyền Nhi cười nói, chỗ kia thánh địa cổng vào, ngay tại trong hoàng cung, công tử, trước theo chúng ta cùng nhau hồi cung chứ. Được. Ở Du Tuyền Nhi dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần không trở ngại chút nào tiến vào cực sát chi quốc trong hoàng cung, dọc theo đường đi, không ít người hướng Diệp Thần chỉ chõ chõ, hiển nhiên. Đối với tên này thất công chúa mang về người ngoại lai, rất là tò mò. Đồng thời, bọn họ cũng là mặt đầy vẻ kinh sợ nhìn về phía Long Tĩnh Nhiên, Long tiên tử mặc vậy thân ngân hà thần sợi bông, chính là cực sát chi quốc chí bảo một trong, là cực sát chi quốc đế vương, tự mình ban thưởng, ngày xưa, Long tiên tử cho tới bây giờ sẽ không thay cho, ngày hôm nay, làm sao không gặp nàng mặc. Lúc này, Diệp Thần ngồi ở Du Tuyền Nhi quản lý Tuyền Tim cung trên chủ tọa.
đứng một bên Du Tuyền Nhi cung kính hỏi, công tử, có thể phải dùng trà. Một màn này, nếu để cho trong cung người thấy, sợ rằng, sẽ rung động đến trực tiếp ngất đi đi. Đại đa số người, chỉ là đem Diệp Thần coi là thất công chúa mang về thú cưng mà thôi, có thể hiện tại, ở trong cung vô cùng là được cưng chiều, trong ngày thường luôn là một bộ thái độ cao cao tại thượng thất công chúa, lại đứng để cho người ngoại lai này ngồi ở chủ vị bên trên. Hơn nữa, còn hỏi hắn muốn không muốn dùng trà. Thất công chúa coi như là đối với cực sát chi quốc đế vương, cũng không có cung kính như thế đi. Cái này, thật là gặp quỷ à. Diệp Thần nhưng lơ đễnh, nhìn một cái Long Tĩnh Nghiên, khẽ cười nói, đi cho bổn công tử rót ly trà. Ngươi, Long Tĩnh Nghiên đối với Diệp Thần trợn mắt nhìn, nàng là thân phận gì? Cho dù đế vương ở chỗ này, đều phải đối với nàng lấy lễ đối đãi, mà Diệp Thần lại kêu nàng bưng trà dâng nước. Làm sao? Không muốn. Diệp Thần cân nhắc đánh giá Long Tĩnh Nghiên nói, năm nay tham gia trấn sát đại điển là ai, ngươi quên sao? Nếu như bổn công tử không uống được cái ly này trà, đến lúc đó, trạng thái không tốt, hấp thu sát khí hấp thu được ít đi, ảnh hưởng, cũng không phải là ta à. Du Tuyền Nhi cùng Long Tĩnh Nghiên nghe vậy, đều là hơi biến sắc mặt. Nếu như ngươi nghe lời một chút, bổn công tử, nói không chừng có thể hơn hấp thu mấy phần sát khí. Long Tĩnh Nghiên cắn chặt hàm răng, một bộ hận không được nuốt sống Diệp Thần hình dáng, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, lặng lẽ xoay người, hướng trà phòng đi tới. Rõ ràng rất là thánh sứ sứ mạng, Long Tĩnh Nghiên tuyệt không muốn bởi vì mình, mà làm cho cả cực sát chi quốc dân chúng chịu đắng. Đồng thời, Long Tĩnh Nghiên trong lòng, cũng không khỏi được một hồi ủy khuất, cái này Diệp Thần phảng phất như là nàng chúng mục tiêu khắc tinh vậy. Ở trước mặt hắn, cúi đầu, thật giống như vĩnh viễn là mình. Loại cảm giác này, nàng đời này, đều không lãnh hội qua. Diệp Thần, là duy nhất có thể để cho nàng cúi đầu người. Diệp Thần khẽ mỉm cười, dù sao, hắn cũng là muốn đem vậy trấn kiếm thạch ở giữa sát khí, toàn bộ hấp thu, để cho cái này đẹp lạnh lùng cực kỳ cô gái, thay mình rót ly trà, không quá phận chứ. Rất nhanh, Long Tĩnh Nghiên liền bưng tới một ly trà nóng. Diệp Thần cân nhắc nhìn nàng vậy xấu hổ cực kỳ hình dáng, trên mặt nụ cười, nồng nặc hơn một phần. Nhưng vào lúc này, Tuyền Tim bên ngoài cung, đột nhiên vang lên một tiếng hát và nói, đại hoàng tử đến. Cửa cung ra, truyền tới cười to một tiếng, tiếp theo, bóng người chớp mắt, hai người nam tử, liền bước vào trong điện. Trong đó một người nam tử tướng Mạo Anh Tuấn, ăn mặc thân thêu long văn hoàng bào, khắp người hắn quý khí, con mắt chuyển động gian. Ẩn hiện vẻ uy nghiêm, giơ tay nhấc chân gian, cũng tản ra ở lâu lên trước hơi thở. Mà một người khác, lạc hậu tại tên nam tử này từ nửa bước, sắc mặt thẫn thờ, tướng mạo bình thường, hai tay bên trên, nhưng mọc đầy bén nhọn màu đen móng tay, quanh thân tản ra vô cùng là âm u tử khí. Diệp Thần ánh mắt từ đại hoàng tử trên mặt lướt qua, thấy vậy âm u nam tử bên trên, nhưng là hơi lóe lên, người này tu vi và Long Tĩnh Nghiên không phân cao thấp. Mà nguyên bản, vẫn là mặt đầy nụ cười đại hoàng tử, khi nhìn đến Long Tĩnh Nghiên trong tay bưng trà nóng, đi về phía ngồi ở chủ vị trên Diệp Thần lúc đó, nhưng là nụ cười cứng đờ. Du Tuyền Nhi thấy vậy, mặt đẹp bên trên, nhưng là thoáng qua một hồi vẻ bối rối. Đại hoàng tử, tên là Du Hiên, cùng Du Tuyền Nhi là cùng cha khác mẹ huynh muội, toàn bộ hoàng cung, trừ Long Tĩnh Nghiên mình, không có một người không biết, Du Hiên, thuở nhỏ liền ái mộ Long Tĩnh Nghiên à. Chỉ là Long Tĩnh Nghiên tâm tính cao ngạo, một lòng đắm chìm võ đạo bên trong, đối với chuyện nam nữ, cơ hồ không có cảm giác nào, cho nên, cho dù Du Hiên không ngừng lấy lòng, Long Tĩnh Nghiên cũng là một chút phản ứng cũng không có. Nguyên bản, Du Hiên vậy không có để ý, chỉ coi là Long Tĩnh Nghiên tánh tình trong trẻo lạnh lùng mà thôi, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, Long Tĩnh Nghiên, sẽ bị mình nơi đả động. Nhưng lúc này, hắn nhưng thấy Long Tĩnh Nghiên, cho người đàn ông khác bưng trà dâng nước. Du Hiên thân là cực sát chi quốc đại hoàng tử, địa vị vô cùng là tôn quý, cơ hồ chỉ ở đế vương dưới, từ nhỏ đến lớn, hắn nhìn chúng đồ, không có ai, dám theo hắn tranh đoạt. Hắn, vậy không cho phép có người, theo hắn tranh. Mà Long Tĩnh Nghiên, có thể nói là Du Hiên, duy nhất không có được phụ nữ à. Ở hắn trong suy nghĩ, là giống như nữ thần tồn tại. Hiện tại, mình cầu mà không phải nữ thần,
ở người đàn ông khác trước mặt, nhưng giống như một nô bộc vậy. Có thể tưởng tượng được, lúc này Du Hiên, trong lòng có biết bao tức giận, biết bao không cam lòng. Hắn mặt đầy hàn xương, đôi mắt ứ máu, trong mắt đen nhánh bên trong, lăn lộn cực hạn sát ý, gân xanh trên trán, điên cuồng loạn động, lửa giận, cơ hồ phải đem hắn huyết dịch cả người, cũng đốt khô. Du Hiên nhìn về phía Du Tuyền Nhi, âm lãnh mở miệng nói, thất muội, ngoại lai này người, là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao để cho hắn ngồi ở chủ vị bên trên? Một cái từ bên ngoài đến người, chẳng qua là quý tộc đồ chơi mà thôi, thất muội ngươi trong ngày thường ẩu tả, cũng được đi. Hiện tại để cho một cái như này đê tiện tồn tại, ngồi ở trong cung trên chủ tọa, nhưng mà có tổn ta hoàng gia uy nghiêm chuyện. Diệp thần nghe vậy, ánh mắt ngay tức thì băng hàn liền xuống. Cái này đại hoàng tử, thật là lớn hoàng uy à. Du Tuyền Nhi gấp giọng nói, đại ca, ngươi ở nói nhăng gì đó. Diệp công tử, là ta khách quý, ta muốn ngươi và Diệp công tử nói xin lỗi. Du Hiên nghe vậy, mặt đầy khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn về phía Du Tuyền Nhi. Thất muội, mới vừa rồi nói gì, để cho mình và cái này chảm ách cảnh ba tầng thiên người nói xin lỗi. Hắn không có nghe lầm chứ. Mình nhưng mà thân phận tôn kính tồn tại à. Tại sao, bất luận là Long Tĩnh Nhiên, vẫn là Du Tuyền Nhi, tựa như, đối với cái này không biết từ nơi nào nhô ra thanh niên, so sánh mình, hơn nữa cung kính. Đáng giận hơn phải, thằng nhóc này đến hiện tại, còn một bộ duy ngã độc tôn hình dáng, ngồi ở đó trên chủ tọa, mình đứng, thằng nhóc này ngồi. Hắn, căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ à. Du Hiên cả người hơi thở phun trào. Hướng Diệp thần chợt quát lên, người ngoại lai, thấy bổn hoàng tử, còn không qua đây thi lễ. Còn ngồi ở chỗ đó, người có biết, đối với hoàng thất bất kính, là giết cửu tộc tội lớn sao? Du Tuyền Nhi hơn nữa nóng nảy, mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ khẩn trương, nàng nhưng mà đích thân thể hội qua, Diệp thần có kinh khủng dường nào à? Nàng mặt đẹp trầm xuống, hướng về phía đại hoàng tử quát lên, đại ca. Ta nói, Diệp công tử. Là ta khách quý, ở ta Tuyền Tim trong tử cung, ngươi sao dám đối với hắn như vậy càn rỡ. Ta bỏ mặc ngươi trong ngày thường như thế nào, cái này Tuyền Tim cung, do ta làm chủ, ta để cho ai ngồi chủ tọa, ai liền ngồi chủ tọa, ngươi nếu không phải đầy, ít có thể từ ta Tuyền Tim cung đi ra ngoài. Du Hiên nhìn Du Tuyền Nhi, hoàn toàn ngu, thất muội lại thật cùng mình trở mặt. Vì cái thằng nhóc này, không chỉ là Long Tĩnh Nhiên, liền muội muội mình đều không hướng mình. Thằng nhóc này, rốt cuộc cho các nàng đổ cái gì mê hồn canh à? Hắn chặt chẽ trợn mắt nhìn Diệp thần nói, bổn hoàng tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi là điếc sao? Diệp thần lúc này, nhưng là từ Long Tĩnh Nhiên trong tay, nhận lấy vậy ly trà nóng, thong thả tai tai nếm một cái, đôi mắt sáng lên, khen một tiếng nói, trà ngon. Tựa hồ, thật đem đã giận dữ đại hoàng tử, làm không khí à? Nhìn Diệp thần thưởng thức Long Tĩnh Nhiên tự tay pha trà, vậy hưởng thụ hình dáng, hắn cảm giác não trung thần kinh, cũng sắp đứt đoạn à. Hắn gần như điên cuồng gào thét nói, bổn hoàng tử cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, hiện tại, vì ngươi vô lễ, cho bổn hoàng tử quỳ xuống nói xin lỗi. Bổn hoàng tử, có thể tha cái mạng cho ngươi, cái này, vẫn là xem ở thất muội mặt mũi. Nếu không, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp thần chậm rãi buông xuống ly trà trong tay, đứng dậy, một cổ sát ý, từ hắn trong mắt tràn ngập, cả tòa Tuyền Tim cung nhiệt độ, tựa hồ cũng bỗng nhiên bạo hàng. Diệp thần lạnh lùng nhìn Du Hiên nói, ngươi nhiều lần xúc phạm cùng ta, không bằng ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, cho ta quỳ xuống, dập đầu 10.000 cái vang đầu, ta có thể tha cái mạng chó ngươi, cái này, là xem ở Tuyền Nhi mặt mũi, nếu không, ngươi đã là một người chết. Tuyền Tim cung. Ngay tức thì lâm vào tĩnh mịch bên trong. Trừ vậy thẫn thờ nam tử, tất cả mọi người, cũng là không dám tin nhìn về phía Diệp thần. Liền liền Long Tĩnh Nhiên mặt đẹp bên trên, cũng thoáng qua vẻ kinh dị. Hai cô gái biết, Diệp thần quả thật rất mạnh, nhưng, cái này dẫu sao, vẫn là ở trong hoàng cung à, đối với Du Hiên lại là chút nào mặt mũi cũng không cho. Còn muốn hắn, dập đầu 10.000 cái vang đầu. Cuồng đến không cách nào hình dạng. Mà Du Hiên, chính là hoàn toàn bị điên à. Thần hồn đều phải bị lửa giận đốt thành cho bụi. Hắn lần đầu tiên trong đời,
bị người mắng thành tạp chồng, hơn nữa, ngoại lai này phế vật, lại muốn hắn dập đầu. Vẫn là 10.000 cái. Cho dù Du Tuyền Nhi đối với Diệp Thần thái độ, để cho hắn cảm thấy một chút khác thường, cho dù, ở Tuyền Tim trong cung, bất kinh Du Tuyền Nhi đồng ý, tùy tiện ra tay, ở phụ hoàng trước mặt, có thể sẽ phải chịu trách phạt, Du Hiên, lúc này vậy lại vậy không cách nào nhẫn nại liền à. Hắn đầy mắt tia máu, thần sắc vô cùng dữ tợn quát lên một tiếng lớn nói, không hài, giết hắn cho ta. Vậy thẫn thờ nam tử đáp một tiếng, mặt không cảm giác, cả người linh lực phun trào, tử khí lăn lộn, một đạo âm hàn võ ý, ở Tuyền Tim trong tử cung gào thét, thân hình hắn chợt chớp mắt, liền hướng Diệp Thần đạp chết đi. Tên này kêu không hài nam tử, giống như địa ngục tới, lấy mạng tử thần vậy, quanh thân lượn lờ cực kỳ kinh khủng hơi thở, động tác gian, lại là tựa như mang theo từng ngọn núi thây, một phiến phiến biển máu. Ngưng luyện hắc quang ngưng tụ vào hai tay bên trên, cánh tay hắn giơ cao, hung hăng hướng Diệp Thần, một móng bắt đi. Dừng tay. Long Tĩnh Nhiên, lúc này lại là kiều quát một tiếng, xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, cổ tay lộn, cầm một thanh trường kiếm, kiếm quang như nước vậy nghiêng ra, lại là chắn Diệp Thần trước người, một kiếm nghênh hướng vậy đầy trời chảo ảnh. Nàng biết, nếu là thật để cho Diệp Thần ra tay, sự việc liền sẽ không thể thu thập. Thậm chí toàn bộ cực sát chi quốc, cũng gặp mặt sắp to lớn nguy cơ. Ầm một tiếng vang thật lớn, đúng tòa hoàng cung, cũng lâm vào chấn động bên trong, một kiếm này, đỡ được không hài nhất kích, nhưng Long Tĩnh Nhiên nhưng là nhanh chóng lui về phía sau, oa một tiếng, khạc ra búng máu tươi lớn. Long Tĩnh Nhiên thực lực, nguyên bản, cùng không hài ở như nhau bây giờ, thậm chí hơi thắng không hài một nước, sở dĩ, sẽ cùng không hài giao thủ một chiêu, liền bị thương lui về phía sau. Là bởi vì là nàng cùng Diệp Thần lúc giao thủ bị thương, còn chưa xong, thực lực chỉ còn lại có không tới 60%. Đột nhiên Long Tĩnh Nhiên thân thể mềm mại dừng lại, nàng không ngừng lui bước, nhưng là vừa vặn rơi vào một người chàng trai trong ngực. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Long Tĩnh Nhiên chợt ngẩng đầu lên, vừa vặn, đối mặt Diệp Thần ánh mắt, không khỏi mặt đẹp ửng đỏ, nhanh chóng thoát khỏi Diệp Thần ôm trong ngực. Đại hoàng tử lúc này nhưng là mặt đầy vẻ khó tin, thanh âm hắn có chút run rẩy địa đối trước Long Tĩnh Nhiên quát to, Tĩnh Nhiên. Ngươi kết quả là thế nào à? Cho cái này người ngoại lai, bưng trà dâng nước cũng được đi. Bây giờ lại vì phế vật này, đối với không hài ra tay. Duy trì được liền loại trình độ này, các ngươi, rốt cuộc là quan hệ như thế nào à? Tĩnh Nhiên, ta biết, ngươi say tâm vũ nói, đối với trai gái sống chung, không có kinh nghiệm gì. Nhưng, có thể dù sao cũng không nên bị người xấu lừa gạt à. Còn nữa, vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Hắn thật, muốn điên liền à. Hắn từ nhỏ, liền cùng Long Tĩnh Nhiên cùng nhau lớn lên, cho tới bây giờ, không gặp qua nàng bảo vệ bất kỳ một người con trai à. Long Tĩnh Nhiên đôi mi thanh tú khóa chặt, một chút không tùng, đang suy nghĩ như thế nào cùng đại hoàng tử giải thích lúc đó, một đạo thanh âm nam tử. Nhưng ở Tuyền Tim trong tử cung vang vọng. Ta đánh. Diệp Thần lần nữa bưng lên ly kia trà, nếm một cái, nhàn nhạt nói. Đại hoàng tử hướng Diệp Thần nhìn, suy nghĩ một phiến hỗn loạn, khi ánh mắt của hắn quét qua Du Tuyền Nhi cùng Long Tĩnh Nhiên gương mặt lúc đó, nhìn hai nàng thần sắc, liền biết, Diệp Thần nói là sự thật. Hắn lúc này, cũng không còn kịp suy tư nữa, chạm ách cảnh ba tầng thiên Diệp Thần, là như thế nào đã thương hỗn độn cảnh Long Tĩnh Nhiên. Cả người liền bị đố kỵ hận cùng tức giận, hoàn toàn chiếm đoạt. Du Hiên hoàn toàn mất khống chế, sắc mặt dữ tợn hướng Long Tĩnh Nhiên quát lên, tiện nhân. Ngươi chính là một tiện nhân, bổn hoàng tử, từ nhỏ đến lớn, đối với ngươi tỉ mỉ chu đáo. Ngươi lấy là, ngươi vậy kiện ngân hà thần sợi bông, là làm sao tới? Là ta hướng phụ hoàng thỉnh cầu, để cho hắn ban cho ngươi. Có thể ngươi đâu? Không biết bị ngoại lai này người làm sao mê hoặc, liền tiện thành như vậy. Đều bị hắn đả thương, người còn muốn bảo vệ hắn. Còn muốn là hắn, đối với không hài ra tay. Mới vừa rồi, còn mẹ hắn đỏ mặt, ta nhưng cho tới bây giờ, không gặp người đỏ mặt qua à, có phải hay không và phế vật này, chuyện gì cũng đã làm. Bổn hoàng tử, rốt cuộc điểm nào, kém hơn người ngoại lai này à. Long Tĩnh Nhiên, Du Tuyền Nhi. Các người cái này hai cái đồ đê tiện, cũng si mê thằng nhóc này là chứ. Vì hắn,
và bổn hoàng tử trở mặt, động thủ. Tốt, rất tốt, bổn hoàng tử ngày hôm nay, thì phải ở các ngươi trước mặt, đem người ngoại lai này bầm thây vạn đoạn. Để cho các ngươi biết, người ngoại lai này theo bổn hoàng tử so với, bất quá là ven đường cứt chó. Không hài, giết hắn cho ta, không để ý hết thảy giết hắn. Không hài không mang theo bất kỳ cảm tình đáp một tiếng, cả người tử khí, bỗng nhiên lăn lộn, vậy một đôi đen nhánh móng tay bên trên, sắc bén bạo tránh, cả người linh lực, từ thiên lên, thậm chí đem tuyển tim cung nóc phòng, cũng chọc thùng. Trong chốc lát, phảng phất có vạn quỷ rên rỉ, cái này không hài trên mình, lại là không biết mang theo nhiều ít mạng người, dính liền nhiều ít oan hồn. Một khắc sau, không hài thân hình chớp mắt, liền trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần trước người, chảo mang bạo tránh, hóa thành một đạo ùn ùn kéo đến sắc bén móng lưới, phảng phất địa ngục cự ma, đưa ra ma chảo vậy, hướng Diệp Thần trấn áp đi. Diệp Thần giơ tay lên đẩy một cái, đem Long Tĩnh Nhiên đẩy ra chảo mang bao trùm phạm vi, lúc này Long Tĩnh Nhiên, thương thế tái phát, căn bản không có xuất thủ lần nữa dư lực. Diệp Thần ngay sau đó cổ tay lộn, cầm một chuôi trường kiếm màu máu, tầng 7 huyết quang, tự thể đồng hồ bùng nổ, đạo đạo kim mang, ở huyết mạch bên trong chấp động, chân võ ý kinh thiên lên, vô biên kiếm mang như phồn tinh lóng lánh, lấy khai thiên thế, hướng đen nhánh kia móng lưới, gào thét đi. Âm một tiếng vang thật lớn, sắc bén nổ lên, dư âm chấn động, cho dù tuyền tim trong cung phòng vệ pháp trận ánh sáng lóng lánh, ngăn cản hai người giao thủ phần lớn uy lực còn lại. Long Tĩnh Nhiên, dù Tuyền Nhi, dù Hiên ba người, vẫn là rối rít thụt lùi, sắc mặt trắng bệch. Móng lưới vỡ vụn, không hài vậy 10 cây đen nhánh móng tay, tựa hồ là lấy đếm loại chân quý vật liệu luyện chế mà thành, trình độ cứng cáp không có ở đây cổ khí dưới, lúc này lại là rối rít nổ tung. Hắn thân thể, ở đó kiếm quang đánh vào dưới, bị chém ra mấy đạo vết thương sâu tới xương, đồng thời cả người, cũng là bị một kiếm này ẩn chứa cự lực oanh bay. Hung hăng đập phải Tuyền Tim cung mái vòm bên trên, đem mái vòm, cũng đập nát bấy, ngã xuống đất, ói ra búng máu tươi lớn. Không thể nào. Du Hiên trong mắt cuồng run, không dám tin tưởng gào thét nói. Người ngoại lai này lại là một kiếm chân áp không hài. Lúc này, phảng phất có một chậu nước lạnh, ngay đầu tưới xuống, nguyên bản lòng tràn đầy lửa giận, đều bị dập tắt, Du Hiên dần dần khôi phục lý trí. Theo tới, chính là sợ hãi. Thằng nhóc này, kết quả, là quái vật gì à? Vậy, nhưng mà không hài à? Mặc dù, hắn bởi vì nhiều lần rõ ràng sát, thần hồn bị tổn thương, người đổi được vô cùng là thẫn thờ, chỉ sẽ nghe lệnh làm việc, nhưng hắn thực lực, nhưng mà một chút đều không hạ xuống à. Ở 3.000 năm trước, không hài chính là cực sát chi quốc thứ nhất sát thần. Trên tay cắt lấy vô số sinh mạng. Hiện tại, lại là bị một cái người ngoại lai, một kiếm đánh cho bị thương. Lúc này, Diệp Thần nhưng là vừa cúi đầu, nhìn một cái trong tay trường kiếm màu máu, khẽ cau mày, cái này thanh trường kiếm, đang cùng Long Tĩnh Nhiên giao thủ lúc đó, cũng đã bị tổn thương, hôm nay lại là phân bố đạo đạo liệt ngân, đã hoàn toàn hư hại. Không hài từ dưới đất bò dậy thân, vẫn là vậy thật thà hình dáng, thân hình động một cái, lại là lần nữa vò tới Diệp Thần trước mặt, một quyền hướng Diệp Thần mặt đập tới. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, giơ quyền chào đón, hai quyền chạm nhau, lại là một tiếng chấn thiên nổ vang, không hài cánh tay, lại là ở Diệp Thần cự lực đánh dưới, về phía sau vặn vẹo thành một người vô cùng là hình trạng quỷ dị. Diệp Thần nhưng là trong mắt vẻ kinh ngạc chớp mắt nói, thân thể cường độ, ngược lại không tệ. Cứng rắn hãn Diệp Thần một quyền, không có trực tiếp bị đánh thành xương máu, đã rất không dễ dàng. Không hài mặt vô thần sắc, tựa như gãy, không phải tay mình vậy, khác chỉ một quả đấm, ngay tức thì hướng Diệp Thần huyệt thái dương đánh tới. Diệp Thần thân hình chớp mắt, tránh qua quyền này, nhanh chóng đưa tay một cái, lại là trực tiếp nắm không hài cổ tay, hắn khẽ quát một tiếng, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem cánh tay này kéo đứt. Không cùng không hài tiếp tục động tác, Diệp Thần khóe miệng, phác họa dậy vẻ sát ý, quyền đỉnh bên trên, hắc mang chấp động, một quyền đánh ra, cự lực kích động, hung hăng đập vào không hài xương ngực bên trên. Không hài cặp mắt máy động, thân thể ngay tức thì đảo phi nhi xuất, cả người xương máu bạo tán, xương cốt không ngừng bể tan tành, đánh bể mấy đạo cung tường, rốt cuộc đổ xuống đất, thoi thóp lại cũng không bò dậy nổi. Mà đại hoàng tử,
lúc này, đã là hai chân như nhũn ra, cả người run rẩy, liền linh hồn, cũng bởi vì Diệp Thần vậy cực kỳ thực lực kinh khủng, mà ở kêu rên à. Diệp Thần từng bước một, hướng đại hoàng tử đi tới, lúc này, đại hoàng tử bên trong tim, cũng muốn sụp đổ à, hắn thậm chí, nguyện ý dùng hiện tại có hết thảy thân phận địa vị đi đổi một cái thoát đi Diệp Thần cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác, nhìn Diệp Thần mặt nở nụ cười hướng hắn đi tới, lại là ngay cả động, cũng không dám động một cái, hô hấp đều phải quên mất, chớ nói chi là chạy trốn. Diệp Thần cười lạnh nói, ta lời mới vừa nói, ngươi, còn nhớ không nhớ? Đại hoàng tử nghe vậy thân thể run lên, trong mắt, lại là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Một khắc sau, hắn không chút do dự quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Diệp Thần, dùng hết lực lượng toàn thân, nặng nề dập đầu một đầu. Thật nhanh một chút tiếp một chút, dùng hết toàn lực, hướng Diệp Thần dập đầu. Diệp Thần nhìn đại hoàng tử, không biết làm sao lắc đầu, nói, đây chính là ngươi nói hoàng thất uy nghiêm. Đại hoàng tử bị như vậy làm nhục, nhưng là chút nào không dám phản bác, một chút, dập đầu được hơn nữa ra sức. Diệp Thần ngồi về trên chủ tọa, lòng tĩnh nhiên ngâm ly kia trà, lúc này, vẫn là ấm áp, hắn một bên thưởng thức trà thơm, một vừa thưởng thức đại hoàng tử biểu diễn, lại là vô cùng thích ý hình dáng. Hai tiếng sau đó, thùng thùng dập đầu tiếng, rốt cuộc không vang lên nữa, lúc này đại hoàng tử mặt đã máu tươi, đầu cũng đập nát, nguyên bản mặt mũi anh tuấn, lúc này nhìn như, lại là buồn nôn vô cùng, đổ xuống đất, thoi thóp, trong miệng không ngừng nỉ non, Diệp công tử, tha ta, Diệp công tử, ta sai rồi. Hắn, ước chừng cho Diệp Thần, dập đầu 10.000 cái vang đầu. Nhìn như, lại là tâm thần tan vỡ, đầu óc hỗn loạn, sợ rằng, cho dù thương thế khôi phục, đạo tâm, cũng thì không cách nào di hợp. Du Tuyền Nhi than thở một tiếng, âm thầm phái tâm phúc đem đại hoàng tử cùng không hài đưa đi chữa trị, nàng không hề quái Diệp Thần. Đại hoàng tử nhiều lần xúc phạm Diệp Thần không có trực tiếp đem giết chết, nói thật, đã cho chân Du Tuyền Nhi mặt mũi. Trách chỉ trách, Du Hiên mình, có mắt không tròng thôi. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc. Một nơi Trần Phong hơi thở cổ xưa đền. Đền bên trong, có một cái to lớn cổ xưa chữ viết trôi lơ lửng trời cao. Diệp. Chữ viết quanh thân lại lưu chuyển vô số cường giả khát vọng luân hồi lực. Nơi này, chính là đã từng luân hồi đứng đầu chỗ ở Diệp gia di tích. Vòng ngoài ở thời đại viễn cổ liền bị Trần Phong. Người bất kỳ không cách nào bước vào. Nhưng là, giờ phút này, lại có hai người đứng ở trên đại điện. Một cái đầu tóc bạc trắng ông cụ áo bào xanh, ông lão giữa eo treo một khối đặc thù ngọc bài. Lại và cái đó trời cao hiện lên chữ viết giống nhau như đúc. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này ông già chính là hắn chết đi ra ra. Mà bên người lão giả đứng một cái to lớn nam tử. Nam tử hai tay chắp sau lưng có một thanh kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ, lại để cho người có thể sinh ra tử vong ý. Cẩn thận xem, chàng trai con ngươi lại lưu chuyển một vòng bánh xe huyết nguyệt. Ông già nhìn trước mặt tượng thần, ngưng trọng nói, Nhâm tiên sinh, những cái kia cổ ma hoàn toàn làm rối loạn chúng ta kế hoạch. Lão phu thật sợ bố trí này vạn năm hết thảy, hóa là bụi bặm. Nam tử không nói gì, con ngươi híp, hắn quanh thân che lấp nhàn nhạt ánh sao. Phảng phất là vô cùng đặc thù một loại huyết mạch. Đột nhiên, nam tử lên tiếng, ngươi không tin Diệp Thần. Diệp Thần là trước nhất và vậy cổ ma tiếp xúc, nếu như nói cổ ma làm rối loạn chúng ta kế hoạch, không bằng nói Diệp Thần làm rối loạn cổ ma kế hoạch. Ngươi yên tâm, Diệp Thần, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Huống chi, đám kia cổ ma tuyệt đối không nghĩ tới, bày cấm chế lại thành tựu Diệp Thần. Nói không chừng, Diệp Thần sẽ dùng nơi đó lấy được đồ, xóa đi vậy cổ ma vậy nói không chừng. Tốt lắm, thời gian xong hết rồi. Chúng ta nên hắn đi đâu? Diệp Thần lớn lên tốc độ rất nhanh, chúng ta kế hoạch cũng phải nói trước. Nói xong, nam tử xuất hiện trước mặt một miếng tinh môn. Một bước vượt qua, hoàn toàn biến mất. Mà ông già sâu đậm nhìn một cái vậy Diệp gia luân hồi đứng đầu tượng thần, cuối cùng vẫn là đi theo lên. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng và phiếu đề cử nha. Cửu Thiên Thần Long Điện. Một tòa cực kỳ xa hoa đền. Một cô gái quỳ ở trên đại điện,
trên mặt viết đầy ngưng trọng. Mà điện vũ này bên trên, còn có một cái cả người lộ ra long khí uy nghiêm người đàn ông. Người đàn ông cả người kim long ngự y, hai tròng mắt bên trong tản ra một đạo nhàn nhạt huyết khí, hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn quỳ ở trước người thiếu nữ. Thật lâu do dự, hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi chính là Long Thành Thiên năm đó mang tới cửu thiên thần Long Điện mang thai cô gái nơi đản bé gái. Diệp Lạc Nhi cúi đầu, nghiêm túc một chút đầu. Nàng biết mình phải cung kính. Vĩnh lão như vậy giao phó. Vĩnh lão nói cho nàng, nàng là duy nhất có thể tự do ra vào cửu thiên thần Long Điện người. Nàng huyết mạch đến từ cửu thiên thần Long Điện. Như sau này muốn giúp Diệp Thần, cũng hoặc là tìm kiếm mình huyết mạch bí mật, thì nhất định phải tới nơi này. Nàng không có lựa chọn. Vĩnh lão ở đưa nàng tiến vào nơi này thời điểm, nói một ít lời, sâu đậm rung động Diệp Lạc Nhi bên trong tim. Nàng chẳng ngờ Diệp đại ca thất bại. Càng không muốn nhìn Diệp đại ca chết đi. Oai rồng người đàn ông từng bước một đi tới Diệp Lạc Nhi trước mặt, đưa tay ra, điểm ở Diệp Lạc Nhi cằm bên trên. Cằm khẽ nâng lên, thấy rõ Diệp Lạc Nhi mặt. Đích xác rất giống. Nhưng, còn chưa đủ. Một giây kế tiếp, oai rồng người đàn ông chỉ điểm một chút ở Diệp Lạc Nhi ấn đường. Một chút loãng ánh sáng màu vàng ngay tức thì xuyên thấu Diệp Lạc Nhi toàn thân. Mà Diệp Lạc Nhi sắc mặt vậy viết đầy vẻ thống khổ. Oai rồng người đàn ông thực lực quá đáng sợ, nàng thân xác căn bản không nhịn được. À! Diệp Lạc Nhi đột nhiên hô to một tiếng, quanh thân ngay tức thì che lấp một đạo đạo vảy rồng màu vàng. Thống khổ dưới, Diệp Lạc Nhi muốn hóa long. Đồng thời, một đầu màu xích kim long ảnh từ Diệp Lạc Nhi trong cơ thể lao ra. Trôi lơ lửng ở trên đại điện. Lại là trên cao nhìn xuống nhìn vậy oai rồng người đàn ông. Oai rồng người đàn ông diễn cảm ngẩn ra, về điểm kia ở Diệp Lạc Nhi mi tâm tay thậm chí đang run rẩy. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp buông, lại là lui về sau một bước, quả nhiên. Dị tượng biến mất. Hết thảy bình tĩnh. Diệp Lạc Nhi mở mắt ra, trải qua thống khổ như vậy sau đó, trong mắt của nàng lại có chút kiên định, cái này đủ chứng minh sao? Oai rồng người đàn ông chế trụ nội tâm khiếp sợ, đủ. Đủ rồi. Diệp Lạc Nhi tiến lên một bước, ta tới lấy đồ, người hẳn rõ ràng ta ý kiến. Ban đầu, các người cưỡng ép ở trong cơ thể ta chồng, thay đổi vận mệnh ta, hiện tại, ta muốn vận mệnh ta do chính ta nắm trong tay. Oai rồng người đàn ông diễn cảm ngưng trọng, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người, hướng một nơi cửu long ra đời bích họa đi tới. Hắn năm ngón tay chạm được bích họa ở giữa một nơi. Ngay tức thì, tường thể mở ra. Nguyên bản chỗ sâu đen nhánh hành lang hoàn toàn hiển lộ. Một ly ly ánh nến tự động đốt. Hết thảy sáng rực. Oai rồng người đàn ông nhìn một cái Diệp Lạc Nhi, cung kính nói, theo ta tới. Diệp Lạc Nhi thân thể vậy không có vào hành lang. Một phút sau, Diệp Lạc Nhi và oai rồng người đàn ông bước chân dừng lại. Bởi vì, trước mặt hai người lại là một đầu bị nhốt lại ngủ say ma long. Mà đây đầu ma long và vậy trong vực sâu ma long hơi thở tương tự. Nhưng lại mạnh hơn. Oai rồng chàng trai nói, đồ ngươi muốn ở nơi này ma long trên mình. Hắn đã ngủ say, ngươi nhắm mắt, dựa theo huyết mạch ngươi, đụng chạm người, ngươi sẽ rõ. Diệp Lạc Nhi mặc dù sợ hãi, nhưng cũng là từng bước một về phía trước. Trước mặt đối với ma long lúc đó, Diệp Lạc Nhi nuốt nước miếng một cái, đưa ra mảnh khảnh tay, ngay tức thì đụng chạm. Vậy chạm được vảy rồng nháy mắt, Diệp Lạc Nhi quanh thân lại che lấp từng cơn sáng chói ánh sáng. Mà xiềng xích vậy chấn động. Tựa như vậy long muốn tỉnh lại. Quỷ dị hơn phải, nguyên bản Diệp Lạc Nhi sợ gương mặt, nhưng là viết đầy khiếp sợ. Tựa như nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cực sát chi quốc. Nửa đêm. Một nơi vô cùng là xa hoa trong tẩm cung, truyền ra từng cơn phụ nhân khóc thảm thiết tiếng. Một người mặc long bào, mặt mũi uy nghiêm, đen nhánh cặp mắt bên trong thỉnh thoảng thoáng hiện hung ác vẻ người đàn ông trung niên, ngồi ở chủ vị bên trên, mặt trầm như nước. Ở trước người của hắn, đang quỳ một người nhìn qua không tới 30 tuổi, mặt mũi dáng đẹp, khắp người quý khí thiếu phụ, lúc này, thẳng ngay chủ tọa lên nam tử, không ngừng khóc thảm thiết. Vậy người đàn ông trung niên, chính là cực sát chi quốc đế vương Bơi Uyên. Mà quỳ xuống trước người hắn cô gái,
chính là Du Hiên mẫu thân Minh Phi. Minh Phi mặt đầy đau buồn vẻ, hướng về phía đế vương Ai Thanh đạo, ta Hiên Nhi à, lại là bị lão thất không biết từ nơi nào mang về người ngoại lai, hao tổn sai thành cái bộ dáng này. Đế vương, ngài có thể muốn thay Hiên Nhi làm chủ à? Đế vương hừ lạnh một tiếng nói, làm chủ. Hừ, Du Hiên cái này vô liêm sỉ đồ chơi, vì một người phụ nữ, liền đầu óc cũng không biết dùng. Lại vẫn dám trêu chọc như thế cái sát tinh, cho hắn cái dạy bảo, cũng tốt. Thiếu phụ kia nghe vậy, khóc được hơn nữa thê thảm. Cực sát chí quốc đế vương, nhưng là trong mắt bên trong lửa giận sôi trào, chợt quát lên, om sòm, cho quả nhân cút. Minh Phi mặc dù giạt rào oán hận, hận không được lập tức cả nước lực, đối với Diệp Thần báo thù, nhưng cũng chỉ được tuân liền đế vương mệnh lệnh lui ra. Trong tẩm cung, chỉ còn lại có đế vương một người, lúc này, hắn sắc mặt, nhưng là vô cùng khó khăn xem. Mới vừa rồi, nói, hắn mặc dù nói như vậy, có thể Du Hiên, dẫu sao là hắn thân nhi tử à. Hơn nữa, vẫn là đại hoàng tử. Lại là cho một cái người ngoại lai, dập đầu 10.000 cái vang đầu. Cái này gọi là Diệp Thần tiểu tử, đơn giản là đem mặt mũi của hoàng thất, cũng đạp trên đất ma sát à. Hắn lạnh giọng nói, Ngô Minh, cuộc chiến đấu kia, ngươi nhìn, tiểu tử này thực lực như thế nào? Đế vương sau lưng bóng mờ, một hồi vặn vẹo, hiện ra một người chàng trai bóng người. Tên nam tử này tử mang một bức họa trước vòng xoáy màu đỏ như máu mặt nạ, người mặc áo bào đen, vóc người gầy nhom, nhìn như, tựa hồ có chút yếu không khỏi gió. Nhưng, không có một người, sẽ thật như thế cho rằng. Bởi vì, tên nam tử này tử, bất ngờ là một người cường giả. Lúc này, hắn hướng về phía đế vương cung kính mở miệng nói, người này mặc dù chỉ có chạm ách cảnh 3 tầng thiên tu vi, nhưng, thực lực, sợ rằng có thể so với hỗn độn cảnh 6 tầng thiên cường giả. Hơn nữa, quỷ dị chính là, hắn mặc dù không phải là ta sát tộc người, cực sát chi khí, nhưng đối với hắn tựa như không có chút nào ảnh hưởng. Đế vương ánh mắt, hơn nữa âm trầm một phần, cắn răng nghiến lợi nói đến, nói cách khác, cho dù là ngươi, cũng không phải hắn đối thủ. Tên này kêu Ngô Minh nam tử, khẽ gật đầu. Hừ, cũng được. Đế vương hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, gương mặt bên trên, hiện ra một đạo uy nghiêm nụ cười nói, hết thảy, cùng 3 ngày sau trấn sát đại điển kết thúc, rồi hãy nói, lần này trấn sát kết thúc, mấy vị kia lão tổ tông, cũng hẳn xuất quan chứ. Đến lúc đó, bổn vương, nhất định phải để cho thằng nhóc này, trả giá thật lớn. Để cho hắn biết, hoàng thất dập đầu đầu, không phải ai cũng chịu nổi. 3 ngày sau, toàn bộ cực sát chi quốc, đều là vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người, đều ở đây ăn mừng ngày tới đây. Mà ngày xưa nghiêm ngặt hoàng cung, ngày này, cũng không ngừng có từng chiếc một xa hoa long xa, chạy nhanh vào trong cung. Ngày hôm nay, là trấn sát đại điển cử hành cuộc sống, toàn quốc quý tộc, đại thần, đều phải tới dự lễ. Hơn nữa, đại điển tiến hành quá trình, vậy sẽ thông qua truyền ảnh tinh, truyền tống đến cực sát chi quốc các nơi, cung cấp cực sát chi quốc dân chúng hội. Lúc này, cực sát chi quốc đế vương, đang đứng ở một đạo tất hắc trước cửa, ở trước mặt hắn, là 12 tên tham gia trấn sát đại điển, tiến hành rõ ràng sát thánh sứ. Mà ở lớn cửa chung quanh, còn đứng một đám tới dự lễ quý tộc vương hầu, trong nước trọng thần. Lúc này, tất cả mọi người, đều là sắc mặt vô cùng là cổ quái đánh giá đứng hàng thứ 7 tên kia thánh sứ. Người này, bất ngờ chính là Diệp Thần. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, có châm chọc, có nghi ngờ, có chán ghét, có khinh miệt, không ít người, thậm chí trực tiếp mở miệng nói, cái này chạm ách cảnh 3 tầng thiên người ngoại lai, cũng phải tham gia trấn sát đại điển. Nghe nói, là thất công chúa mang tới, ta xem, là đế vương quá cưng chiều con bé này, trấn sát đại điển, há có thể ẩu tả. Ha ha, lấy vì mình có thể chịu đựng trong không khí sát khí, liền vô địch, bắt đầu đắc ý vênh váo. Lập tức, hắn liền sẽ hối hận. Đáng tiếc lãng phí một cách vô ích một chỗ, chỉ có thể hy vọng, cái khác thánh sứ, có thể hơn hấp thu một ít trấn kiếm thạch cực sát chi khí. Ta ngược lại là phải xem. Phế vật này tiến vào thánh địa sau đó, chết được thật là nhanh. Để cho người ngoại lai, tham gia trấn sát đại điển, thật là đối với đại điển khinh nhờn. Vậy cái khác 11 tên thánh sứ, cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn Diệp Thần,
ở bọn họ xem ra, Diệp Thần tồn tại, đơn giản là đối với vũ nhục của bọn họ. Thậm chí là cực sát chí quốc tất cả dân chúng, đều là phát ra từng cơn chửi mắng. Tất cả mọi người, cũng không có so mong đợi, thấy Diệp Thần tiến vào thánh địa sau này, bị nồng nặc kia tới cực điểm sát khí ngay tức thì đè giết một màn. Mà Diệp Thần lúc này, nhưng là thần sắc nhàn nhạt, tựa như đối với mọi người lời nói, không thèm để ý chút nào vậy. Diệp Thần loại thái độ này, để cho mọi người hơn nữa nổi nóng. Đế vương ho nhẹ một tiếng nói, trấn sát đại điển, sắp bắt đầu, cánh cửa này sau đó, chính là thánh địa tổng cộng chia làm là 12 cái khu vực. Mỗi một khu vực sát khí độ dày, sát ma số lượng, đều có không cùng. Trên nguyên tắc, có thể chia 4 cái cấp bậc. Thứ nhất đương, là khu thứ nhất đến khu thứ ba, đây là sát khí nhất yếu kém, sát ma vậy ít nhất khu vực, hoàn thành rõ ràng sát, nhất là dễ dàng. Thứ hai đương, là khu thứ tư đến khu thứ sáu, cái này một đương, sát khí cùng sát ma số lượng bên trong các loại. Thứ ba đương, chính là thứ bảy khu đến thứ 11 khu, cái này một đương, sát khí khá là đậm đà, sát ma số lượng vậy không phải số ít, nhưng, tổng thể mà nói, cùng thứ hai đương khác biệt, cũng không coi là quá lớn. Duy nhất cần phải đặc biệt chú ý chính là, thứ 12 khu, đơn độc liệt là một đương. 12 khu sát khí vô cùng là đậm đà. Thậm chí, thứ nhất đương ba cái khu vực sát khí, chung vào một chỗ, vậy kém hơn 12 khu. Sát ma số lượng, giống như vậy. Cái gọi là hoàn thành rõ ràng sát, liền đem nên khu vực sát khí, hạ xuống tới trình độ nhất định, phòng ngừa sát khí tràn ra. Mà trấn kiếm thạch, ở vào thánh địa bên trong tim, mỗi một khu vực, càng đến gần trấn kiếm thạch vị trí, cực sát chi khí càng nồng nặc. Một đám thánh sứ, mặc dù đã sớm biết, nhưng nghe đến đế vương nhắc tới 12 khu, còn chưa do được sắc mặt biến đổi. Nếu như có thể, không có ai muốn tiến vào 12 khu. Chỉ tiếc, bước vào thánh địa sau đó, tất cả thánh sứ, muốn ở đâu cái khu vực hoàn thành rõ ràng sát, đều là ngẫu nhiên phân phối. Hơn nữa, muốn đi vào thánh địa, phải một lần tiến vào 12 người, căn bản không có bất kỳ có thể, để cho 12 khu tua chống. Mà bao năm qua tới, tiến vào 12 khu thánh sứ, rõ ràng sát tỷ lệ thành công, vô hạn tiến gần tại linh, 12 khu rõ ràng sát thành công, chỉ tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết bên trong. Vì vậy, mặc dù hàng năm, cực sát chi quốc cũng sẽ cử hành trấn sát đại điển, có thể, trong không khí cực sát chi khí độ dày, vẫn là đang không ngừng gia tăng. Bởi vì, hôm nay 12 khu, sát khí đậm đà đến không cách nào tưởng tượng, căn bản không có có thể rõ ràng sát. Vậy, thánh sứ chỉ cần phát hiện mình được phân phối đến 12 khu, liền hoàn toàn buông tha rõ ràng sát, chỉ muốn, như thế nào có thể sống sót. Nhưng dù vậy, dù sao cũng năm qua, 12 khu thánh sứ tỷ số sống sót, chưa đủ 0,1%. Nói cách khác, trung bình 1.000 năm, mới có thể sống sót một cái à. Tiến vào 12 khu, cơ hồ thì chẳng khác nào tuyên cáo tử vong. Đế vương lần nữa mở miệng nói, trấn sát đại điển. Tiến hành thời gian, là 2 tiếng. 2 tiếng đã đến giờ, bất luận là hay không rõ ràng sát thành công, các ngươi cũng phải trở về lối vào. Nếu không, sẽ bị nhốt ở nơi này trong thánh địa, mà thánh địa cửa, lần nữa mở, cũng chỉ có thể chờ đến sang năm. Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng run lên. Bị nhốt ở trong thánh địa, dòng dã một năm à. Cho dù, là hỗn độn cảnh đỉnh cấp siêu cấp cường giả, cũng sẽ không pháp chống đỡ sát khí ăn mòn, lâm vào là sát ma thức ăn chứ. Bảo đảm nhất phương pháp, dĩ nhiên là đang đến gần cửa vào vị trí, hấp thu sát khí, nhưng, làm như vậy nói, căn bản không có thể ở trong vòng một giờ, hoàn thành rõ ràng sát. Nếu như rõ ràng sát thất bại, liền sẽ từ thánh sứ bên trong xóa tên, mất đi hết thảy vị cùng đặc quyền. Cho nên, thông thường mà nói, thánh sứ cũng sẽ đi trong thánh địa lòng trấn kiếm thạch đến gần. Lựa chọn một cái cực sát chi khí độ dày, so với là vừa phải vị trí, tiến hành rõ ràng sát. Đột nhiên, đế vương ngẩng đầu nhìn một mắt vậy trắng xám vị trí của mặt trời, cất cao giọng nói, trấn sát đại điển, chính thức mở. Hắn khẽ quát một tiếng, cả người dâng lên một hồi trắng xám sát khí, cả người linh lực cuồng trào, một đạo không thấy rõ khuôn mặt hình người hư ảnh, hiện lên ở đế vương sau lưng, hư ảnh đưa ra một chút, một quả phù văn. Hướng đen nhánh kia cửa, bắn nhanh đi.
Một khắc sau, đen nhánh kia cửa phát ra một tiếng nổ ầm, ở trước mặt mọi người, từ từ mở ra. Sau cửa, lại là một phiến vô cùng là thâm thúy hắc ám. Một đám thánh sứ, ngưng mắt nhìn vậy hắc ám, ánh mắt vô cùng nặng nề, chỉ chốc lát sau, bọn họ rối rít bước động bước chân, chậm rãi không có vào bóng đen bên trong. Diệp Thần nhưng là thần sắc nhàn nhạt, khóe miệng thậm chí mang một nụ cười châm biếm, thân hình hắn động một cái, liền tiến vào trong môn. Mọi người tiến vào thánh địa sau đó, 12 mặt to lớn truyền ảnh tinh, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cái này 12 mặt truyền ảnh tinh, phân biệt đối ứng trong thánh địa 12 cái khu vực. Lúc này, một đám quý tộc, đại thần, cực sát chi quốc người dân, thậm chí là đế vương, đều là ngay tức thì hướng thứ 12 khối truyền ảnh tinh nhìn. Tất cả mọi người, ánh mắt bên trong, đều mang khẩn trương, không biết, vị nào thánh sứ sẽ tiến vào cái này tử vong khu vực. Ngay tại lúc này, 12 khu truyền ảnh tinh bên trên, ánh sáng một hồi chớp động, một người thần sắc lạnh nhạt chàng thanh niên bóng người, xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Tất cả mọi người, thấy rõ ràng tên kia chàng trai mặt mũi sau đó, đều là sững sốt một chút, sắc mặt, trở nên có chút cổ quái. Một khắc sau, toàn bộ cực sát chi quốc, bạo phát ra một hồi chấn thiên cười to. Vô cùng vui mừng cười to. Tên kia xuất hiện ở 12 khu bên trong nam tử, chính là Diệp Thần. Vô số cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm, ở cực sát chi quốc bên trong vang vọng. Người ngoại lai này lại thật phân phối đến thứ 12 khu. Liền sát thần, cũng muốn để cho hắn nhanh lên một chút chết đi. Cái này, chính là khinh nhờn chấn sát đại điển trừng phạt à. Ha ha ha, các ngươi nói, người ngoại lai này là sẽ bị cực sát chi khí đẻ thịt vụn thân, vẫn là, bị sát ma sống chiếm đoạt đâu. Lúc này, trong thánh địa Diệp Thần, nhưng là hơi híp cặp mắt, hướng bị màu xám đen đậm đà sát khí che giấu phía trước nhìn. Cực sát chi quốc trong hoàng cung, một người thiếu phụ, lúc này đầy mắt sảng khoái vẻ, chính là Minh Phi. Lúc này, khóe miệng nàng mang nụ cười dữ tợn, nhìn về phía Du Tuyền Nhi mở miệng nói, thất công chúa, xem ra, đang tiến hành trấn sát đại điển, sẽ rất xuất sắc đâu, ngươi nói có đúng hay không à? May mà ngươi, tìm tới cái rác dưới người ngoại lai tham gia trấn sát đại điển, ngược lại để cho chúng ta thiếu tổn thất một người chân quý thánh sứ. Chẳng lẽ là, thất công chúa đã sớm biết, người ngoại lai sẽ bị phân phối vào 12 khu, cố ý an bài cái phế vật này, đi tìm cái chết. Diệp Thần để cho hắn nhi tử dập đầu 10.000 cái vang đầu, đạo tâm tan vỡ, nàng làm sao có thể không hận. Đồng thời, đem mang Diệp Thần vào cung Du Tuyền Nhi vậy hận tới. Hôm nay, Diệp Thần bị phân phối đến 12 khu, tự nhiên phải thật tốt cười nhạo một phen. Mọi người văn đều là cười lạnh nhìn về phía thất công chúa. Bọn họ tự nhiên sẽ không thật lấy là thất công chúa là vì để cho Diệp Thần chịu chết, mới đề cử Diệp Thần tham gia trấn sát đại điển. Phải biết, hoàng thất thành viên địa vị, nhưng mà và nơi đề cử thánh sứ, ở trấn sát đại điển bên trong biểu hiện, tức tương quan à. Thất công chúa đề cử như thế cái phế vật, lại nhất định phải chết ở trong thánh địa, ở cung đình bên trong, đều phải thất sủng liền chứ. Du Tuyền Nhi nghe vậy, mặt đầy hàn sương, mắt đẹp bên trong. Tràn đầy lửa giận nhìn về phía Minh Phi, hừ lạnh nói, hừ, chết. Ngươi nhi tử ngày đó cũng là như thế xem thường Diệp công tử, kết quả thế nào? Không cần ta tới nói cho ngươi chứ. Mặc dù Tuyền Nhi đề cử Diệp Thần trở thành thánh sứ, không thể nói hoàn toàn xuất từ nàng chủ ý, nhưng, bất luận Diệp Thần tiến vào thánh địa bên trong, là mục đích gì, từ kết quả đi lên nói, hắn đều là đang giúp cực sát chi quốc rõ ràng sát, tạo phúc người dân à. Nói hắn là cực sát chi quốc công thần, cũng không quá đáng. Nhưng mà, lại bị cái này chút cái gì cũng không làm khách xem làm nhục. Như vậy đối với Diệp Thần, vậy quá không công bình. Liền Du Tuyền Nhi, đều có chút không nhìn nổi. Nàng trong ngày thường, mặc dù có chút rất làm nũng, nhưng, thị phi vẫn là phân rõ, thuở nhỏ nàng liền đối với những cái kia bất chấp nguy hiểm tánh mạng rõ ràng sát người, mang trong lòng kính ý. Bất luận Diệp Thần thân phận như thế nào, cũng không nên, bị như vậy đối đãi. Minh Phi nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, nhớ tới mình nhi tử, nàng oán hận được răng đều muốn cắn nát, mà hiện tại, cái này Du Tuyền Nhi, lại đang trước mặt mình, bảo vệ tên phế vật kia. Minh Phi trong mắt lóe lên ác độc ánh sáng, đột nhiên bình tĩnh lại,
âm cười lên tiếng, xem ra, thất công chúa đối với vị này lá thánh sứ thực lực là đặc biệt tự tin à, đã như vậy, thất công chúa, có dám cùng ta một đánh cuộc? Một đám quý tộc, đại thần nghe vậy, đều là xoẹt một tiếng nhìn về phía Du Tuyền Nhi. Du Tuyền Nhi nghe vậy, mắt đẹp trầm xuống, sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, đánh cuộc như thế nào? Nàng biết, nếu như lúc này yếu thế, lùi bước nói, những người này nhất định sẽ tệ hại hơn làm nhục Diệp Thần. Du Tuyền Nhi mặc dù và Diệp Thần, chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng, nếu Diệp Thần trở thành thánh sứ, nàng cũng không cho người bất kỳ tùy ý làm nhục Diệp Thần. Minh Phi trong mắt, thoáng qua vẻ vui mừng, cái này ngu xuẩn nha đầu, lại thật sự có đáp ứng ý kiến. Nếu, ngươi để cho ta Hiên Nhi bị thương, tiểu tử họ Diệp này phải chết, ngươi vậy giống vậy phải trả giá thật lớn. Minh Phi lạnh lùng nói, liền đánh cuộc, công tử này, có thể hay không còn sống từ thánh địa đi ra như thế nào? Mọi người chung quanh nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là mặt hiện cổ quái, từ thánh địa đi ra. Làm sao có thể, mặc dù, 12 khu còn sống trước tiên, tổng thể mà nói, là 0,1%, nhưng, phần lớn đều là phát sinh ở cách này mấy chục ngàn năm trước à. Cái này mấy chục ngàn năm qua, bởi vì cực sát chi khí tích lũy, căn bản, không có một cái thánh sứ tử trong sống sót qua. Có thể, Du Tuyền Nhi nhưng là mặt không thay đổi nói, tiền đặt cuộc đâu. Mọi người hơi sững sờ, không dám tin tưởng nhìn về phía Du Tuyền Nhi, nghe cái này thất công chúa giọng, nàng là phải đáp ứng. Thằng nhóc này, rốt cuộc cho thất công chúa cho ăn thuốc gì à? Cầm thất công chúa, mê thành cái bộ dáng này, thông thường cũng không có. Thất công chúa, nghe nói, thằng nhóc này, thích người khác cho hắn dập đầu nói xin lỗi. Nếu như, hắn thật còn sống, ta làm chủ, mới vừa rồi, chúng ta những thứ này làm nhục qua người hắn, bất luận thân phận, cũng cho hắn dập đầu nói xin lỗi, như thế nào? Vừa nói, Minh Phi ánh mắt quét về phía mọi người nói, các ngươi có đồng ý hay không? Những quý tộc kia, đại thần, đều là mặt hiện nghiền ngẫm vẻ, dửng dưng cười nói, đồng ý. Có thể. Hết thảy nghe theo Minh Phi nương nương an bài. Dù sao, thằng nhóc này, 100% sẽ chết, đáp ứng thì thế nào? Còn có thể lấy lòng Minh Phi, thế nào mà không là? Minh Phi trên mặt nụ cười nồng hơn, ánh mắt, nhưng bộc phát âm lãnh nói được, nếu như, thằng nhóc này chết. Ta muốn ngươi cho Hiên Nhi, dập đầu nói xin lỗi, hơn nữa, buông tha thứ thất công chúa vị trí. Mọi người nghe vậy. Đều là mặt hiện biến đổi. Khiếp sợ nhìn về phía Minh Phi, cái này, chơi được có chút lớn chứ. Minh Phi, đây là muốn thật chơi chết thất công chúa à? Cực sát chi quốc, hoàng thất xếp hạng, cũng không phải là giữ ra đời thứ tự, mà là, xem những thứ này hoàng tử công chúa, đối với rõ ràng sát đóng góp. Công hiến lớn nhất, hạng trước 12. Mà đây trước 12 tên hoàng thất, ở cực sát chi quốc ở giữa địa vị. Đặc quyền căn bản không phải cái khác hoàng tộc, có thể so sánh à. Minh Phi hiện tại, là muốn thất công chúa, buông tha thứ thất công chúa địa vị, nói được khó nghe một chút, cơ hồ, thì chẳng khác nào là đem thất công chúa, đuổi ra khỏi hoàng thất. Mất đi thứ 7 vị, coi như thất công chúa coi như là hoàng tộc, có thể Minh Phi và đại hoàng tử thân phận, có thể để cho nàng tốt hơn. Bọn họ mỗi một người đều là trợn to hai mắt, nhìn về phía thất công chúa. Thất công chúa, coi như bị cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử, lại mê được choáng váng chuyển hướng, cũng không khả năng đáp ứng cái này loại điều kiện chứ. Một khắc sau, Du Tuyền Nhi mắt đẹp lóe lên nhìn về phía Minh Phi, lạnh lùng nói, có thể, bất quá mà. Nếu như ngươi thua, Du Hiên, cũng phải buông tha đại hoàng tử vị trí. Mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Du Tuyền Nhi, lại thật đáp ứng. Vì một cái không biết từ nơi nào toát ra người ngoại lai, đáng giá không? Xem ra, thất công chúa là nhất định phải xong rồi à? Minh Phi trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, ung dung cười một tiếng nói, không thành vấn đề. Dứt lời, lại là lấy ra một tấm linh khế. Đặt linh khế đi. Minh Phi ngạt độc cười một tiếng, nếu đáp ứng, nàng có thể sẽ không cho đối phương chút nào đổi ý cơ hội. Du Tuyền Nhi hít sâu một hơi, ở linh khế bên trên, để lại mình thần hồn dấu vết. Chung quanh một đám quý tộc, đại thần đều là không nhịn được, nuốt một ngụm nước miếng. Lần này, Minh Phi và thất công chúa,
là thật hợp lại lên. Vậy ngay tại lúc này, truyền ảnh tinh lên hình ảnh, xuất hiện biến hóa. Diệp Thần động. Trong thánh địa, Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mắt nồng đậm sát khí, hướng về phía Lão Thương nói, tốt nồng đậm cực sát chi khí, Lão Thương, Nhâm tiền bối nói trấn kiếm thạch, hẳn sẽ ở đó sát khí cuối chứ. Lúc này Diệp Thần, cả người lỗ chân lông cũng đang điên cuồng hấp thu chung quanh sát khí, kinh mạch bên trong, phá thiên thần viên huyết mạch lực vỡ đằng, trong cơ thể một hồi sảng khoái. Nếu để cho cực sát chi quốc mọi người biết, nhất định sẽ rung động được cằm cũng rơi xuống đất đi. Cho dù là sát tộc, thông thường mà nói, bởi vì 12 khu sát khí, quá mức nồng đậm, căn bản không cách nào chịu đựng, bọn họ đều là cưỡng ép khép kín kinh mạch toàn thân, chờ đợi thánh địa mở. Dù vậy, mấy chục ngàn năm qua, cũng không có một cái thánh xứ, có thể sống sót à. Mà Diệp Thần, trực tiếp liều mạng hấp thu. Vẫn cùng người không có sao như nhau. Nghịch thiên đến không cách nào hình dạng à. Lão Thương cười nói, không tệ, thằng nhóc, dựa theo vậy đảm nhiệm lời của tiền bối, ngươi nếu như đem vậy trấn kiếm thạch cực sát chi khí hấp thu hầu như không còn, không chỉ có, thực lực sẽ một người nữa lên nấc thang, hơn nữa, nói không chừng, còn có thể được một cái chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt cực lớn, Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh. Thằng nhóc, người Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, không phải bể sao. Vừa vặn, cần một chuôi vũ khí mới. Nhâm tiền bối ở Vạn Thần Đỉnh cho ngươi vật, ta xem qua. Kiếm này lai lịch có thể cực kỳ kinh người. Hắn đã từng nhưng mà dùng kiếm này ở Vạn Thần Đỉnh giết thần. Uy lực có thể tưởng tượng được. Nếu như lại dung hợp những thứ kia, người sau này thành tựu. Không có thể tưởng tượng. Diệp Thần trong mắt lướt qua một đạo tinh quang, trên mặt thoáng hiện vẻ hưng phấn. Vậy, nhưng mà trong truyền thuyết cổ xưa tồn tại, vật lưu lại à, tuyệt sẽ không so chân chính thượng cổ vật phải kém, thậm chí, cũng có thể đạt tới thượng cổ tuyệt khí trên phẩm cấp à. Bất quá, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, cao mày nói, Lão Thương, có thể đó không phải là sát thần lưu lại sao? Chỉ là trấn áp vậy sát khí trấn kiếm thạch, chỉ dựa vào tản ra sát khí là có thể giết chết hỗn độn cảnh tồn tại, ta có thể đem thu phục sao? Ha ha, thằng nhóc, ngươi có chút quá xem nhẹ huyết mạch của mình, ngươi nhưng mà thế gian vô thượng luân hồi huyết mạch, tóm lại, tìm được trước vậy trấn kiếm thạch đi. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này thân hình nhất định, nghênh ngang hướng sát khí chỗ sâu, bay sông lên đi. Có thể, Diệp Thần mình cảm thấy không việc gì, những người khác nhưng không giống nhau à. Toàn bộ cực sát chi quốc lâm vào một phiến tĩnh mịch, tựa như, đông vạn vật trời đông giá rét đến giống vậy tĩnh mịch. Vô số người xem, thấy Diệp Thần hướng sát khí chỗ sâu phóng tới một màn, đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn trợn tròn mắt à. Đầu óc đều phải xem khí cầu như nhau bị đâm nổ à. Diệp Thần, đây là đang làm gì đó? Ngại mình mệnh dài sao? Cũng được phân phối đến 12 khu, còn không an phận một chút. Nguyên bản vậy chỉ có từng tia, sống sót có khả năng, cũng tan vỡ chứ. Không thấy, cái khác 11 cái khu vực thánh xứ, lúc này, đều là dè đặt, không dám phát ra một chút tiếng thở đi tới sao. Ha 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 ha. Trong hoàng cung, Minh Phi thấy Diệp Thần cử động sau đó, chính là không để ý hình tượng phá lên cười. Hiện tại, nàng đã là nắm chặt phần thắng à. Liền nàng, cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại mình tìm chỗ chết. Nàng nhìn về phía Du Tuyền Nhi cười lạnh nói, thất công chúa, người hiện tại còn cảm thấy thằng nhóc này có thể sống sót sao? Xem ra, sau này thì không cần gọi ngươi là thất công chúa liền chứ. Du Tuyền Nhi không để ý tới Sẽ Minh Phi lời nói, bởi vì, nàng bây giờ tâm tư, toàn đặt ở Diệp Thần trên mình. Lúc này, nàng xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ lo âu. Nàng biết Diệp Thần cái này là muốn đi tìm trấn kiếm thạch. Nhưng là, cũng có phần có chút quá lỗ mãng à. Nguyên bản, ở nàng suy đoán bên trong, Diệp Thần hẳn bởi vì nguyên nhân gì, không sợ tại cực sát chi khí, nhưng mà, cái này trong thánh địa uy hiếp, có thể không chỉ là cực sát chi khí à. Quả nhiên, bên cạnh mọi người thấy vậy, cũng là một hồi khinh thường cười nhạt. Ngu xuẩn, còn chủ động đi vào trong chạy, vậy sát khí độ dày, qua không được bao lâu. Chúng ta liền có thể thấy hắn bị sát khí căng bể chứ. Chạy, còn thật mau, không cố kỵ gì dáng vẻ, lấy vì mình rất vô địch. Rốt nát tới cực điểm, đây chính là 12 khu à,
trong đó sát ma, đếm không hết, coi như, không bị sát khí căng bể, lập tức, thằng nhóc này liền sẽ biến thành sát ma thức ăn chứ. Bất luận là loại tình huống nào, tóm lại, thằng nhóc này, không lâu sau nữa lại phải chết. Ngay tại lúc này, 12 khu truyền ảnh tinh lên, đột nhiên truyền ra từng cơn chói tai kinh khủng tiếng quỷ khóc. Mọi người thấy vậy, lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý, tới. Sát ma, bị thằng nhóc này đưa tới. Ở trong thánh địa, có kinh nghiệm thánh sứ, cũng sẽ hết sức tránh cùng sát ma giao chiến, cái nào dám xem thằng nhóc này như vậy tìm chỗ chết. Tới một cái, bởi vì cực sát chi khí, quá đậm đà, thánh sứ ở trong thánh địa, thực lực lớn bị áp chế. Thứ hai, một chỉ sát ma thực lực, mặc dù không coi là quá mạnh mẽ, có thể, trong thánh địa sát ma, số lượng nhiều được, khó có thể tưởng tượng à. Nếu như phát sinh chiến đấu, vô cùng là dễ dàng đưa tới rất nhiều sát ma, trong thánh địa sát ma, đều là vô cùng là hung lệ quái vật, vì chiếm đoạt vật còn sống máu thịt, căn bản không biết sợ hãi vì vật gì. Một khi bị chúng cuốn lấy, đừng nói là tiến hành rõ ràng làm giảm, liền ở trong thời gian, trở lại cổng vào đều khó làm được. Huống chi, Diệp Thần chỗ ở khu vực, 12 khu. Sát ma số lượng, nhưng mà thứ nhất đương khu vực 3 lần. Coi như, Diệp Thần không bị sát ma chiếm đoạt, cũng đừng nghĩ sống đi ra rồi hả? Tổng kết lại chính là, Diệp Thần đã là một người chết. Trong thánh địa, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái. Trước mắt cuồn cuộn sát khí, một trào tới, mấy trăm đầu cả người trắng bệch, thân hình còng lưng, gầy trơ xương như củi, không tới cao cỡ nửa người, cánh tay nhỏ dài, sinh đối với móng nhọn, xấu xí cực kỳ trên gương mặt, là một đôi lớn được quỷ dị màu máu trong mắt. Vậy mấy trăm đầu sát ma, vừa thấy được Diệp Thần, liền phát ra một tiếng thê lương quỷ kêu, huyết mâu bên trong lóe lên đối với máu thịt khát vọng, hướng Diệp Thần, cuồng xông lên tới. Mấy trăm đầu sát ma quanh thân cực sát chi khí lăn lộn, ngưng tụ ở móng nhọn bên trên, vô số chảo ảnh, ngay lập tức bây giờ, thì phải đem Diệp Thần bóng người, hoàn toàn chìm ngập. Đối mặt vậy đầy trời chảo ảnh, Diệp Thần nhưng là không lùi chút nào, thậm chí, liền thần sắc cũng không có một chút chập chờn, hắn tùy ý lấy ra một thanh trường kiếm, chân võ ý kích động, cả người cự lực cuồng trào ra, hướng vậy mấy trăm đầu sát ma, một kiếm chém ra. Một kiếm ra. Sắc bén nổi lên bốn phía, tuyệt mạnh kiếm ý gào thét, vô tận sát khí khuấy động, vô số vết kiếm, tràn ngập trong hư không, toàn bộ thánh địa, cũng làm hơi rung động. Những khu vực khác thánh sứ, đều là cặp mắt trợn trừng, mặt lộ vẻ chấn động tủng vẻ, khó có thể tin hướng 12 khu phương hướng nhìn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.